Lý Thiên Mệnh đồng dạng có thể sử dụng tứ đại thức thần trường kiếm, đem kết giới hạch kết cấu thiên văn đánh vỡ, đem hồ nước cấp hiên phi ra ngoài một. Rầm rầm rầm. Không ai ngăn cản, Nguyệt Thần Thiên chỉ ầm vang chấn động. Trong lúc nhất thời, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới suy kiệt, sụp đổ tốc độ. Theo ban đầu đình trệ, lập tức tiến vào so ngay từ đầu, đều còn nhanh hơn gấp hai phá hư trạng thái. Những cái kia vốn cho là Thánh Nguyệt Sư bọn người, đã khống chế tràng diện người, tại chỗ ngốc trệ. Bọn họ vốn là đã buông lỏng, nhưng là bây giờ, hoàn toàn kinh hoàng. Tình huống như thế nào? Vì cái gì còn không có ngăn cản? Chẳng lẽ đế sư không tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc? Toàn thành lại lần nữa hỗn loạn. Nguyệt Thần Hoàng tộc, nhân tâm đại loạn. Rầm rầm rầm. Bọn họ mắt trần có thể thấy, trên đỉnh đầu Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, chính đang vặn vẹo, đánh rách tả tơi. Cái kia nguyên bản dày đến mấy chục mét bình chướng, chính đang đổ nát bên trong, sinh ra từng đạo vết nứt. Tựa như là phá nát pha lê một dạng, vô số hình lưới vết nứt xuất hiện, tiếp tục vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là thét lên. Người nào, đem Nguyệt Thần Thiên Thành sợ đến như vậy? Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người, suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến, lại là Lý Thiên Mệnh, tại làm đây hết thảy. Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Đối mặt như thế, chi tiết, hy hoàng, đối mặt chí mạng bồ đề, hắn không thể ngồi chờ chết. Hoặc là chết bởi hy hoàng, hoặc là chết bởi bồ đề. Tại hắn trắng trợn phá hư phía dưới, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Tại thứ tư hơi thở thời gian thời điểm, lại có hai cái đại nguyệt sư vọt vào. Bọn họ ngay tại Nguyệt Dạ Tiểu Trúc bên trong, chỉ dẫn đệ tử tu luyện. Đây là nhóm đầu tiên bên ngoài người tiến vào, bọn họ đã là tốc độ cao nhất. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Thiên Mệnh chém giết 6 cái tốc độ của đối thủ, đến cùng có bao nhanh. Đây chính là hắn giải quyết dứt khoát, một người 4 thú 10 kiếm, thi triển đến cực hạn kết quả. Nhóc con, muốn chết. Đại Nguyệt Sư nhóm nộ hống. Rầm rầm rầm. Vô số hồ nước, hướng lấy bọn hắn đối diện va chạm mà đến, chặn bọn hắn đường đi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Làm hai vị này Đại Nguyệt Sư xông vào Nguyệt Thần Thiên Trì, chuẩn bị ngăn trở thời điểm, lại có 3 cái Đại Nguyệt Sư liên tiếp tiến đến. Bọn họ vừa mới tiến đến, liền nhìn đến Nguyệt Thần Thiên Trì, đã long trời lỡ đất, căn bản không có người có thể ngăn cản. Phá! Tại Lý Thiên Mệnh gầm lên giận dữ bên trong, Nguyệt Thần Thiên Trì triệt để bị lật tung. Ao nước văng khắp nơi. Toàn bộ kết giới hạch kết cấu, hoàn toàn vỡ vụn. Thành công! Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên nổ tung. Trên đỉnh đầu, cái kia sáng chói Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, ban đầu vốn là có lít nha lít nhít vết nứt, lúc này thời điểm càng là như thiên nguyên chấn ngục kết giới một dạng, tại chỗ nổ nát vụn. Cái kia sáng chói ánh trăng hoàn toàn biến mất, có ánh trăng vân vụ bầu trời, xuất hiện tại Nguyệt Thần Thiên Thành phía trên. Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, phá. Đây là cảm giác trời long đất lở, mang ý nghĩa Nguyệt Thần Thiên Thành, gần như không đề phòng. Giờ khắc này, Nguyệt Thần Thiên Thành bên trong, rất nhiều người nghẹn ngào gào lên. Vô số người, sắc mặt trắng bệch. Hòa bình niên đại, kết giới này thậm chí không có mở. Nhưng bây giờ sát thủ tàn phá bừa bãi, đã chết mấy vạn Nguyệt Thần tộc a. Cái gì? Lần này, xong đời. Đến cùng là cái gì cái xúc sinh? Vô số kêu khóc, tuyệt vọng kêu to, tại Nguyệt Thần Thiên Thành hỗn loạn vang lên. Cái kia vừa mới tiến tới 5 cái đại Nguyệt Sư. Đã cùng ngu ngốc một dạng, đứng ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Ngươi là Lý Thiên Mệnh. Bọn họ nhận ra hắn. Trong mắt bọn hắn, phá hư kết giới hạch sau thiếu niên tóc trắng, lạnh lùng nhìn bọn họ liếc một chút. Về sau hắn toàn bộ cộng sinh thú trở về, lưu lại một đầu đế ma hỗn độn, toàn thân lôi đình quấn quanh, xuất hiện tại hắn dưới trướng. Gặp lại, các vị. Hắn vươn tay, tại cái kia phá hư cung điện trên cửa chính, lấy kiếm khí cấp tốc khắc hai chữ. Khắc xong về sau, Miu Miu triển khai nó nắm giữ 4.500 điểm sau cùng bôn lôi kiếp về sau, lớn nhất tốc độ khủng khiếp, tốc độ cao nhất độ phi nước đại. Cơ hồ thì một cái nháy mắt, tại lôi đình nổ tung ở giữa, phút chốc biến mất tại cái này 5 cái đại nguyệt sư trước mắt. Đứng lại, bọn họ thanh âm khàn khàn giống lên một tiếng. Nhưng hai chữ này vừa nói xong, Lý Thiên Mệnh đều không còn hình bóng. Mà lại, căn bản không biết, hắn hướng phương hướng nào chạy. Làm sao bây giờ các vị? Thánh Nguyệt Sư đâu, còn có 5 cái đâu?
hôm nay là bọn họ 5 cái trực luân phiên, người đâu? Còn lại 5 cái đại nguyệt sư, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Tại cái này. Bọn họ bất ngờ nhìn đến, mặt đất phía trên có Liễu Thanh Hoan cùng 5 cái đại nguyệt sư thi thể. Cái kia nguyệt thần thiên chỉ cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, từ từ, hai đầu to lớn cộng sinh thú lơ lửng. Thánh nguyệt sư, chết rồi, người nào giết hắn? Cũng là vừa mới cái kia Lý Thiên Mệnh. Trời ạ, hắn đến cùng là vào bằng cách nào? Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới một phá, muốn là sát thủ kia trong khoảng thời gian này tiến đến. Vậy liền không xong. Tranh thủ thời gian chữa trị kết giới hạch A. Nói không chừng, hắn không ở phụ cận đây. Chữa trị không được, phải đợi bệ hạ cùng đế sư, các nàng mới có thể làm được, nhưng lấy loại này phá hư trình độ, tối thiểu đến 3 canh giờ. Ông trời của ta, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Bọn họ thân là đại nguyệt sư, thường thấy cảnh tượng hoành tráng. Nhưng bây giờ nguyên một đám thất hồn lạc phách, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Đúng rồi, cái này Lý Thiên Mệnh, trên cửa khắc chữ gì? Mọi người cùng một chỗ nhìn sang. Chỉ thấy cái kia đế sư cung điện hai cánh của lớn phía trên, khắc lấy hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ lớn. Hai chữ kia là... Chi tiết. Đại nguyệt sư nhóm, càng là nhìn đến không hiểu ra sao. Chi tiết, có ý tứ gì? Không hiểu. Cố lộng huyền hư đi. Bọn họ nhưng lại không biết, có một người, tuyệt đối có thể nhìn hiểu là có ý gì. Cái kia chính là Hy Hoàng. Đây là Lý Thiên Mệnh trào phúng. Nàng lại chi tiết, khi nàng chậm rãi buông lỏng đề phòng, tự cho là ăn chắc Lý Thiên Mệnh thời điểm. Lý Thiên Mệnh phản dùng, chi tiết, cho nàng một cái bạt tai mạnh. Bây giờ Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới một phá, tiếp đó, nếu như không đủ may mắn, Nguyệt Thần Thiên Thành sẽ phát sinh cái gì đại họa, quả thực không thể đo lường. Tại năm vị đại nguyệt sư thúc thủ vô sách thời điểm. Bọn họ người đáng tin cậy, rốt cục xuất hiện. Đầu tiên là một cái cao gầy thon dài bóng người, xuất hiện tại Nguyệt Thần Thiên Trì bên cạnh. Lại chờ một lúc, một cái khác người mặc trường bào màu xanh nhạt nữ tử, đi tới bên người của nàng. Hai người cùng một chỗ, đưa lưng về phía năm vị đại nguyệt sư, nhìn đến nơi này phát sinh hết thảy. Bệ hạ, năm vị đại nguyệt sư, vội vàng quỳ xuống. Bệ hạ. Hôm nay là mặt khác năm vị đại nguyệt sư đóng giữ Nguyệt Thần Thiên Trì. Chúng ta nghe đến động tĩnh, lập tức hướng nơi này chạy đến, không biết sao cái kia Lý Thiên Mệnh quá mạnh, chúng ta tốn sức toàn lực, đều không thể ngăn cản. Tại chúng ta đến trước đó, Thánh Nguyệt Sư cùng mặt khác năm vị đại nguyệt sư, đã chết bởi Lý Thiên Mệnh dưới kiếm. Mời bệ hạ, nhất định muốn vì bọn họ làm chủ A. Lý Thiên Mệnh là Hy Hoàng Nam Sùng. Bây giờ hắn xông ra mối họa lớn. Cho Nguyệt Thần Thiên Thành mang đến nguy cơ chí mạng, đại nguyệt sư nhóm cũng không dám nói lung tung, chỉ dám cầu làm chủ. Tràng diện quả thực tĩnh mịch. Đế sư đầu tiên quay đầu. Trên người nàng vô cùng băng hàn, lạnh lùng, hắn hai mắt trực tiếp rơi vào Liễu Thanh Hoan trên thân. Cái kế tiếp phút chốc, nàng liền xuất hiện tại thi thể bên người. Nàng ngón tay chiến đấu, để Liễu Thanh Hoan lật người đến, chính diện hướng lên trên. Cửu Tôn Thiên Ngự Thú Sư. Vậy mà thật đã chết rồi. Đế sư hai mắt run rẩy. Đây là nàng trên danh nghĩa phu quân. Theo lúc tuổi còn trẻ, thì đối nàng toàn tâm toàn ý nỗ lực, có thể nàng chưa từng nhìn thẳng nhìn qua hắn. Bây giờ hắn lại thành không thể nói chuyện thi thể, chết tại nơi này. Lại vô tình nghĩa, lòng của nàng, đều đang chảy máu. Thế mà Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới phá nát, bây giờ không phải là rung động, tức giận thời điểm. Nàng lập tức trở về Hy Hoàng bên người, nói. Tai họa đã phát sinh, đi đầu đệ nhất sự việc cần giải quyết là chữa trị kết giới hạch, khôi phục kết giới. Hiện tại chỉ có thể đánh bạc, xúc sinh kia không tại Nguyệt Thần Thiên Thành phụ cận. Chúng ta cùng đi đi, lại triệu tập toàn tộc thần văn sư, tranh luận một canh giờ, đem Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới chống lên tới. Nàng ánh mắt hừng hực mà run rẩy, nhìn lấy Hy Hoàng. Nàng là hiểu rõ nhất nàng người. Tự nhiên rõ ràng theo Hy Hoàng cung đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, dọc theo con đường này, Hy Hoàng tâm tình, có 500 năm đến, cũng chưa từng có táo bạo. Thật là có thể, lá gan thật to lớn, còn dám dạng này chơi chấm, có thể. Vẫn luôn bày mưu tính kế nàng, bây giờ nộ khí bốc lên, sát cơ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh từng bước bị nàng trưởng khống, nàng càng ngày càng buông lỏng. Thế mà, nàng lại tại cái này thực hiện mơ ước đêm trước, bởi vì tự thân đại ý. Bị một đứa bé, hung hăng thọc một đao. Lý Thiên Mệnh, cùng chấm so hung ác thật sao?
ánh mắt của nàng, biến đến huyết tinh mà hung ác. Cùng trước đây cái kia dưới đêm trăng dáng vẻ lưu nhân, có tính đột phá khác nhau. Có lẽ, đây mới là nàng diện mục thật sự. Chọc người, dụ hoặc, chỉ là nàng ngụy trang. Cái kia cuồng loạn sát khí, theo hắn trên thân phóng xuất ra. Năm vị đại nguyệt sư, còn có đến đón lấy truy người tiến vào, nguyên một đám chỉ dám quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Hy Hoàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua Liễu Thanh Hoan thi thể, lại nhìn thoáng qua, cái kia đế sư cung điện trên cửa chính hai chữ. Chi tiết. Phốc. Nàng lửa giận công tâm, trong cơn giận dữ, vậy mà ngũ tạng lục phủ đại loạn, một miệng nghịch huyết phun ra. Chi tiết. Hai chữ, phối hợp hiện tại tràng cảnh, lại liên tưởng vài ngày trước, nàng thuần phục Lý Thiên Mệnh thời điểm, nói những lời kia. Đơn giản hai chữ, tựa như là hai thanh kiếm, đâm vào trái tim của nàng bên trong. Tốt, rất tốt. Không biết bao nhiêu năm, không có tức giận như vậy. Ngươi dám như thế trêu đùa chấm, có Lam Nguyệt chi tâm tại, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chấm đều muốn đưa ngươi bắt trở về. Ánh mắt của nàng, tìm đến phía Lý Thiên Mệnh rời đi phương hướng. Mũi chân điểm một cái, liền muốn hướng bên kia đuổi theo. Theo Lam Nguyệt chi tâm nhìn, Lý Thiên Mệnh lập tức liền phải thừa dịp loạn ra khỏi thành. Đúng vào lúc này, đế sư liền vội vươn tay, giữ nàng lại. Tỉnh táo một chút, bây giờ không phải là truy người thời điểm. Kết giới hạch cần nhờ ngươi chủ lực chữa trị, nhất định phải giành giật từng giây, hết thảy chờ kết giới chữa trị rồi nói sau. Hiện tại chỉ có thể đánh bạc sát thủ kia không tại phụ cận. Yên tâm. Có Lam Nguyệt chi tâm, Lý Thiên Mệnh chạy không được. Đế sư vội vàng nói. Hy Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tỉnh táo một chút có được hay không? Sát thủ khó đối phó hơn, muốn là hắn tiến vào Nguyệt Thần Thiên Thành, người chỗ nào đều không đi được, người vừa đi, ai biết muốn chết bao nhiêu người. Đế sư vội vàng nói. Người chỉ là sơ suất một lần, để tiểu hài này tìm được cơ hội. Không có chuyện gì, trở về chính ngươi là có thể, cùng ngươi trước kia một dạng làm việc. Đế sư nắm chắc nàng. Đúng nga, tuy nhiên việc này tới rất kích thích, bất quá, tiểu tử này lưu lại hai chữ này, không phải liền là muốn tức giận đến chấm, mất đi phân tắc a. Hy Hoàng ở ngực kịch liệt chập trùng, ầm ầm sóng dậy. Hít thở một hơi thật sâu, nàng bình tĩnh lại. Nhắm mắt lại về sau, an tĩnh thời gian ba cái hô hấp. Khi nàng mở hai mắt ra thời điểm, hết thảy phẫn uất đều đã biến mất. Nàng cả người lạnh lùng như hàn băng. Liền bờ môi đều trắng ra không ít. Nghe chấm ý chỉ. Vâng. Mọi người quỳ xuống. Đệ nhất, lập tức tăng cường dự bị thủ hộ kết giới, tam trọng toàn bộ khai hỏa. Thứ hai, toàn thành Nguyệt Thần tộc, lập tức toàn bộ về nhà, mở ra gia tộc thủ hộ kết giới, tất cả mọi người không được ra ngoài. Thứ ba, triệu tập toàn thành thần văn sư trước chỗ này, theo chấm cùng một chỗ chữa trị kết giới hạch. Thứ tư, thông báo, ngũ nguyệt sát thần, đến đây gặp chấm. Liên tục bốn đạo thánh chỉ, tại cái này thời khắc khẩn cấp, từ Hy Hoàng tuyên cáo. Nguyệt Thần Hoàng tộc toàn bộ huy động lên, chẳng những rất mau đem dự bị kết giới uy lực tăng cường, đồng thời toàn thành cấm túc. Lấy gia tộc làm đơn vị, phòng ngừa sát thủ ám sát. Đồng thời khẩn cấp chữa trị kết giới hạch. Đến mức, ngũ nguyệt sát thần, đó là Hy Hoàng lớn nhất binh khí sắc bén, mấy trăm năm nay đến, bọn họ vì Hy Hoàng tru sát qua trên 10.000 người. Tại tinh không sát thủ xuất hiện trước đó, bọn họ mới là Nguyệt Chi thần cảnh nổi danh nhất sát thủ. Bọn họ vì giết hại mà sinh. Có người nói bọn họ là 5 người, lại có người nói bọn họ là 1 người. Ngũ Nguyệt sát thần cùng đế sư, cùng một chỗ tạo thành Hy Hoàng cánh tay trái bờ vai phải, đều là Nguyệt Thần Hoàng tộc đỉnh phong lực lượng. Hy Hoàng hiện tại đi không ra, triệu tập nàng Ngũ Nguyệt sát thần xuất mã, rõ ràng chính là muốn để bọn hắn truy sát hiện đang chạy ra đi Lý Thiên Mệnh. Cái này, cũng là Lý Thiên Mệnh phá hư kết giới hạch hiệu quả. Tại Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới không tồn tại đoạn thời gian này, Hy Hoàng căn bản không dám rời đi cái này. Nếu như Bồ Đề vào thành, chỉ cần hắn ở lại bên trong, Hy Hoàng thì lại không dám đi. Lý Thiên Mệnh liền cửu tôn thiên Liễu Thanh Hoan đều có thể giết chết, chứng minh thực lực của hắn, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh đã bước vào đứng đầu nhất hàng ngũ. Ngoại trừ Hy Hoàng bên ngoài, tại cái này Nguyệt Chi Thần Cảnh bên trong, có thể giết hắn người, thật đúng là không nhiều lắm. Dù sao, hắn chạy trối chết bản sự, vẫn là rất mạnh. Tối thiểu nhất, buổi tối ngày mai hằng tinh nguyên bạo phát, Hy Hoàng không có khả năng thành công. Không phải vạn bất đắc dĩ,
Lý Thiên Mệnh khẳng định không muốn chỉ có thể trốn vào Thái Nhất Tháp, bị đối phương cầm ở trong tay. Coi như không có nguy hiểm tính mạng, chỉ khi nào chính mình có tay cầm, rơi vào Hy Hoàng trong tay, chính mình còn không phải đến xám xịt lăn ra đến, mặc cho nàng bài bố. Kỳ thật, Hy Hoàng đã đem Lý Thiên Mệnh bức bách đến tuyệt lộ. Phá hư kết giới hạch, có thể đưa nàng bản thân khóa tại Nguyệt Thần Thiên Thành, đã là Lý Thiên Mệnh có thể làm đến cực hạn. Còn lại, còn phải nhìn tiếp xuống đánh cược. Lý Thiên Mệnh bây giờ chờ cũng là Bồ Đề, vào cuộc. Chạy ra Nguyệt Thần Thiên Thành nháy mắt kia, hắn quay đầu nhìn lấy vầng trăng kia phía trên đệ nhất thành. Giờ phút này, toàn thành hỗn loạn. Hắn đang nghĩ, phải chăng có một cái người áo bào trắng, ngay một khắc này, lặng yên biến mất tại trong đám người đâu. Thời gian đổ về đến một phút trước. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, nhìn chằm chằm cái kia hóa thành cự lang tiểu nữ hài, nhìn thật lâu. Nàng tuyệt đối cùng Bồ Đề có quan hệ, có thể sẽ là nữ nhi của hắn. Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn nói. Hẳn là, trên người nàng giống như không có đạp thiên chi cảnh tinh luân nguyên lực, nói rõ nàng cảnh giới không cao. Khương Phi Linh nói. Bồ Đề làm sao đem nàng để ở chỗ này? An toàn sao? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Đặt ở Trầm Uyên chiến trường, khả năng càng không an toàn đi, dù sao thê tử của hắn cũng là bởi vậy không có, hắn chỉ có thể mang theo trên người. Tiểu hài này rất cảnh giác, rời xa đám người, bình thường không có chuyện gì. Khương Phi Linh nhìn một chút Nguyệt Thần Thiên Thành phương hướng. Lúc này thời điểm, cái kia Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới động tĩnh đã ngừng lại. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh rất có thể thất bại. Linh Nhi, hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nói. Không biết. Khương Phi Linh hai tay giữ tại trước ngực. Nàng một hồi nhìn xem cái kia quỷ thần tộc tiểu cô nương, một hồi nhìn xem Nguyệt Thần Thiên Thành. Thời gian từng giờ từng phút, đều rất khó nhịn. Đúng vào lúc này, Nguyệt Thần Thiên Thành kết giới bắt đầu gia tăng tốc độ nứt toác. Sắp phá nát thanh âm, đã truyền đến. Quá tốt rồi, hắn nhất định sắp thành công rồi. Lâm Tiêu Tiêu hưng phấn nói. Tiêu Tiêu, ta muốn mạo hiểm một lần. Khương Phi Linh ánh mắt đã thả lỏng một chút. Cái kia như là thanh tuyển giống như không linh hai mắt, để mắt tới cái kia trong rừng nhàm chán đi dạo cự lang. Cái kia cự lang, ngay tại cắn trên mặt đất cỏ tươi, ăn hết, búp bê, về sau, nó ngây thơ rất nhiều, tựa như là một đầu tiểu cẩu, lanh lợi. Một hồi tại trong nước sông tắm rửa, một hồi giống như là tiểu ngưu con cừu nhỏ một dạng, đem bãi cỏ gặm một lần. Làm sao mạo hiểm nha? Lâm Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi. Chờ một chút nhìn. Khương Phi Linh thở dài một tiếng, tiếp tục xem cái kia cự lang. Lâm Tiêu Tiêu nhìn không được nhìn nàng một cái. Nàng phát hiện cái này trước kia cảm giác rất mềm mại cô nương, tại lần lượt vĩnh sinh niết bàn bên trong, nàng giống như tại tính tình phía trên, có chút biến hóa. Biến không được khá suy nghĩ, biến đến. Rất đáng tin. Có lẽ, đây cũng là trưởng thành đại giới đi, không có người, có thể vĩnh viễn ôn nhu. Lâm Tiêu Tiêu trong lòng nghĩ. Rốt cục, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, triệt để nổ tung. Một tiếng ầm vang, chấn thiên động địa. Cái kia cự lang đều bị hấp dẫn, hướng cái hướng kia nhìn qua, hưng phấn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, phụ thân có thể vào. Nàng phát ra hài tử giống như ngây thơ thanh âm. Vẫn là cỏ tươi ăn ngon. Phụ thân nói, ăn sạch những thứ này Nguyệt Thần tộc, cho mẫu thân cùng các thúc thúc báo thù. Tiểu U thì rốt cuộc không cần ăn người rồi. Phụ thân, cừu hận, thật muốn ăn sống kỳ nhục, mới có thể tiêu trừ à. Tiểu U, nhớ qua niệm ca ca, nhớ qua đọc mẫu thân. Nàng ô ô khóc lên. Khóc trong chốc lát, nàng toàn thân lông tóc nổ lên. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái đẹp như tiên nữ giống như thiếu nữ, đứng ở trước mắt của nàng. Oa, thật xinh đẹp tỉ tỉ. Nàng đầu tiên là cảm khái một chút, sau đó lập tức quá sợ hãi. Quay đầu liền chạy. Có thể quay người lại, thiếu nữ kia còn tại trước mắt nàng. Nàng đột nhiên đến trước mắt mình, dùng cái kia như bạch ngọc quyền đầu, trực tiếp đánh vào trên ót. Vậy đến tự, quái lực thiếu nữ, lực lượng khổng lồ, đánh cho tiểu U đầu váng mắt hoa, trong miệng thổ huyết, tại chỗ nằm sấp trên mặt đất. Phụ thân, cứu ta, cứu ta. Nàng hơi thở mong manh mà nói. Giả bộ đáng thương sao, vừa mới gặp ngươi ăn thịt người thời điểm. Không có như thế ngây thơ đây. Thiếu nữ kia đem nàng ấn trên mặt đất, có chút lãnh đạm mà nói. Đó là tiêu trừ cừu hận, ta phải ăn, mẫu thân của ta, ca ca ta tại địa ngục luân hồi, mới có thể thiếu thụ thống khổ.
Cự lang nức nở nói. Ai nói? Thiếu nữ hỏi. Cha ta, hắn biết hết thảy, Tiểu U chắc chắn mà nói. Tốt a, ngươi đừng nhúc nhích. Thiếu nữ đè lại đầu của nàng, Tiểu U cảm giác hoa mắt váng đầu, tại từng đợt nhói nhói bên trong, giống như có đồ tiến vào trái tim của nàng. Ngươi có hai cái trái tim? Thiếu nữ hỏi. Ô ô, Tiểu U khóc. Vậy liền cho ngươi hai đạo, linh tâm chú. Thiếu nữ nói. Tiểu U về tới hình người, biến thành một cái tiểu cô nương. Nàng toàn thân trắng như tuyết, bao quát ánh mắt cùng tóc, đều là trắng noãn không tì vết, giống như là một khối bảo ngọc. Thật là đau, tỷ tỷ, thật là đau a. Tiểu U rơi lệ nói. Về sau nghe lời, liền sẽ không đau. Thiếu nữ nói. Nghe lời, tỷ tỷ là muốn khống chế Tiểu U, muốn cho Tiểu U phụ thân nghe lời sao? Tiểu U mờ mịt nói. Ừm, thiếu nữ gật đầu. Vì cái gì đây, ta và ngươi không oán không cừu, ta chỉ hận Nguyệt thần tộc. Tiểu U nói. Ngươi còn hận một cái, giết ca ca ngươi người. Thiếu nữ nói. Người kia, gọi Lý Thiên Mệnh, ngươi cùng hắn là một bọn sao? Tiểu U trong mắt, hung quang một chút xíu hiện ra tới. Đúng. Tỷ tỷ. Cái gì? Tiểu U, sẽ ăn hết ngươi, ngươi chết không yên lành. Nàng dùng ngây thơ, nước mắt mưa mông lung ánh mắt, hung tợn nhìn lấy Khương Phi Linh. A. À, Khương Phi Linh hít sâu một hơi. Bồ đề đến cùng cho đứa nhỏ này quán thâu chính là cái gì a? Đây không phải đem nàng bồi dưỡng thành, hoàn toàn không có tự cừu hận của ta máy móc sao? Lâm Tiêu Tiêu theo bên cạnh đi tới, lắc đầu nói ra. Không phải quán thâu, Khương Phi Linh nói. Đó là cái gì? Hắn cũng là nghĩ như vậy, hắn cũng không có tự mình. Khương Phi Linh nói. Trên thế giới này, mỗi người đều có góc độ của mình. Người nào sai đây? Chín tầng địa ngục trở lại nhân gian, nhưng bọn hắn muốn tiêu diệt Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không cho phép. Cho nên, hắn chẳng những giết quỷ thần thái tử, còn dẫn Nguyệt thần tộc diệt mấy vạn quỷ thần. Bồ đề bởi vậy đau hơn hận Nguyệt thần tộc, cũng thống hận Lý Thiên Mệnh. Hắn đang dùng vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức, hướng cái thế giới này phát tiết phẫn nộ của hắn cùng cừu hận, thậm chí đem nữ nhi của mình, đều ảnh hưởng thành ma chướng. Hy Hoàng thì nắm trong tay Dạ Lăng Phong mệnh, nhưng lại muốn cầm Lý Thiên Mệnh mệnh, tới làm chính mình trèo lên trên thuốc dẫn. Mỗi người đều tại vì mình cùng mình thị tộc, xông vào trận này tử chiến vòng xoáy bên trong. Thế giới này, đúng sai, thiện ác, vĩnh viễn không có đơn giản như vậy. Chỉ nhìn cái này tranh phong bên trong, ai có thể giữ vững bản ngã, để cừu hận giải thoát, người nào lại lạm sát kẻ vô tội, giận chó đánh mèo người khác, người nào lại trà đạp người khác, đùa bỡn quyền mưu. Đứng tại Khương Phi Linh góc độ phía trên. Nàng không muốn thì lo nhiều như vậy. Nàng nghĩ chỉ có một cái. Cái kia chính là, dù là mình không thể vượt qua cái này một lần kiếp nạn, dù là đi làm một cái, chính mình đều kẻ không quen biết. Nàng cũng phải làm cho Lý Thiên Mệnh, tại hai tộc trong khe hẹp, sinh tồn được. Đi hoàn thành sứ mạng của hắn, theo đuổi của hắn. Nguyệt thần thiên trì. Liên tục một canh giờ, giành giật từng giây, khẩn cấp chữa trị. Rốt cục đem phá nát kết giới hạch, dựa theo nguyên bản hình thức sắp xếp tốt. Hết thảy 3.000 vị thần văn sư tham dự, mới cuối cùng trong thời gian ngắn nhất, đem Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, một lần nữa chống lên đến. Đối với Nguyệt Thần Hoàng tộc tới nói, kết giới này ý nghĩa, thực sự quá trọng yếu. Kết giới một lần nữa sinh ra, Nguyệt Thần Thiên Trì bên trong tất cả mọi người, đều bởi vậy thở dài một hơi. Tại mọi người trong mắt, Hy Hoàng nhìn phía Lý Thiên Mệnh đào tẩu phương hướng. Yên tâm đi, chính ngươi tự mình bồi dưỡng 5 cái sát thủ, toàn bộ điều động, hắn chạy không được. Ngươi đem truy tung kết giới đều cho bọn hắn, thì an tâm chờ đi, chậm trễ không được chuyện của ngày mai. Đế sư vội vàng tới, nàng lo lắng Hy Hoàng lại đuổi theo ra đi. Tiểu tử này rất có thủ đoạn, ta không nghĩ tới, hắn liền Liễu Thanh Hoan đều có thể đánh bại, loại này tấn thăng tốc độ thật là đáng sợ. Ta đoán, muốn không phải hắn cuống cuồng Dạ Lăng Phong sự tình. Hắn hoàn toàn có thể không dùng Nguyệt Thần Thiên Thành tới gặp ta. Một cái huy dạ thi, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hy Hoàng trầm giọng nói. Ừm, ngươi là muốn tự mình đuổi theo sao? Đế sư hỏi. Đúng, thời gian càng dài, hắn càng là đáng sợ. Dạ Lăng Phong hiện tại có chết hay không không biết, vạn nhất hắn chết, ta chọc tới gia hỏa này, thời gian ngắn không giải quyết, cuối cùng nhất định sẽ bị phản phệ. Hy Hoàng nói. Xác thực phải nắm chặt thời gian. Thừa dịp không có người biết thiên phú của hắn, tranh thủ thời gian dùng để phá ngươi kiếp.
nhưng là, hiện tại phiền toái nhất, là không biết sát thủ kia, có đi vào hay không. Ngươi muốn là đi, hắn đại khai sát giới, ta sợ ngăn không được, đến cứ chờ một chút. Đế sư nói, vậy liền, chờ một chút, Hy Hoàng cắn răng nói. Đúng rồi, ta nghĩ đến một cái phản chế biện pháp. Đế sư nói, chúng ta trước tiên đem Dạ Lăng Phong làm ra đến, dùng hắn làm tay cầm uy hiếp Lý Thiên Mệnh trở về, để hắn nghe lời. Đế sư nói, Hy Hoàng trầm mặc, thế nào, ta đem Dạ Lăng Phong huyết, cho hắn, Hy Hoàng nói. Đế sư ngây ngốc một chút, nàng nhìn chăm chú Hy Hoàng. Ngươi thật sự là, thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Thắng thua còn không có phân, đừng quá sớm kết luận, ta bị đem nhất quân không sai, có thể hưu chết vào tay ai, cái kia còn chưa nhất định đây. Hy Hoàng cũng không tức giận, mà chính là cắn cắn môi đỏ, ánh mắt chí hàn. Nàng hiện tại chỉ có thể ở cái này, cứ chờ một chút. Các loại hai kết quả. Cái thứ nhất kết quả, sát thủ đi vào sao? Cái thứ hai kết quả, ngũ nguyệt sát thần, có thể hay không truy hồi Lý Thiên Mệnh? Hai cái này kết quả, trực tiếp ảnh hưởng nàng bước kế tiếp động tác. Ta dựa vào. Huy Dạ Thi vừa mới tiến đến không bao lâu, trên đỉnh đầu kết giới nổ. Nàng hiện tại một đầu tóc ngắn, lại mặc bó sát người một điểm y phục, về sau buộc ngực, lỏng eo, ngược lại có điểm giống một nam hài tử. Không mang theo chơi như vậy đó a, cái này ai làm đó a, thất đức như vậy. Nàng cái này não tử, nghĩ không ra này lại cùng Lý Thiên Mệnh có quan hệ, cho nên vẫn là tiếp tục hướng Hy Hoàng cung phương hướng chạy. Lúc này thời điểm, toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành đều tại đại loạn, khắp nơi đều tại thét lên. Nguyên lai những hoàng tộc này, cũng như thế sợ sát thủ kia. Chậc chậc. Huy Dạ Thi, thưởng thức, lấy bọn hắn thất hồn lạc phách, tâm lý có chút xem thường. Bất quá, nàng rất nhanh liền phát hiện, trên đường cái người càng ngày càng ít. Uy, huynh đệ, chạy gấp gáp như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai a. Huy Dạ Thi bắt lấy một người hỏi. Bệ hạ ý chỉ, tất cả nhân mã phía trên hồi gia tộc, mở ra gia tộc thủ hộ kết giới, khác ở bên ngoài đi dạo. Người kia nói. Lại phong thành, liền không thể cả điểm tươi mới. Huy Dạ Thi bĩu môi nói. Có bệnh. Bị mắng một câu, nàng ngược lại bắt đầu luống cuống. Ý tứ chính là, sát thủ kia rất có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, lăn lộn đi vào là sao? Nàng đã từng tận mắt nhìn qua sát thủ uy hiếp. Phụ mẫu đều chết ở tại trong tay, tâm lý đương nhiên hoảng sợ. Chỉ là, Khương Phi Linh sự tình, lại làm cho nàng có một chút ý thức trách nhiệm. Nàng liền lặng lẽ đến Hy Hoàng cung phụ cận, trốn đi ngồi xổm ở cái kia, các loại Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Đáng chết, các ngươi nghe nói không? Phá hư kết giới người, là bệ hạ tân sủng, Lý Thiên Mệnh. Cũng là cái kia 17 tuổi tiểu hài tử, hắn làm sao có thể làm đến? Ta còn tưởng rằng là đế sư hoặc là thánh nguyệt sư phản nghịch nữa nha. Nói ra người khả năng không tin, thánh nguyệt sư bị Lý Thiên Mệnh giết. Cũng là cái kia bản nguyên thú tộc. Đúng. Đây cũng quá giật a. Cái này Lý Thiên Mệnh vì cái gì làm như thế? Hắn cùng sát thủ là cùng một bọn. Hiện tại chết chưa? Chết cái rắm, nghe nói chạy, bệ hạ giống như để ngũ nguyệt sát thần đuổi theo. Vậy liền không thành vấn đề. Kết giới lập tức chữa trị, đừng hoảng hốt. Đúng, sát thủ kia dám đi vào, sẽ chỉ bị chúng ta bắt rùa trong hũ, nơi này là Nguyệt Thần Thiên Thành, cũng không phải Huy Nguyệt Thành. Nghe xong cái này lời thoại, Huy Dạ Thi trực tiếp mộng. Ta dựa vào, ta vồ hụt rồi, người đều gắn xong bước chạy, ta còn tiến đến thông tin. Huy Dạ Thi quả thực nghĩ, phiến chính mình hai cái miệng. Ta làm sao ngốc như vậy bước a, mà lại vận khí còn lão không tốt. Nàng đều phục, tranh thủ thời gian đứng dậy. Chuẩn bị ra khỏi thành. Một đường ra tốc, lấy tốc độ của nàng, vẫn là hao phí không ít thời gian, mới đi đến cổng thành phụ cận. Ngay tại nàng chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới, chữa trị. Bệ hạ có lệnh, toàn thể nhân viên trở về gia tộc, Nguyệt Thần Thiên Thành phong bế, không được ra vào. Huy Dạ Thi khóc không ra nước mắt. Vận khí này, cỏ chó. Nàng vẻ mặt cầu xin, nhìn qua cái này mênh mông Nguyệt Thần Thiên Thành. Tất cả mọi người tại ẩn núp. Ta cái kia đi nơi nào a? Sửng sốt nửa ngày, nàng quyết định tìm một cái khách sạn trốn đi được rồi. Dù sao nơi này khách sạn, cần phải cũng có một ít thủ hộ kết giới bảo hộ. Nàng càng là trên đường đi, thì càng phát hiện, người đi đường càng ngày càng ít. Kết giới chữa trị,
Nguyệt Thần Thiên Thành bầu không khí lại càng ngày càng âm lãnh. Muốn ta nói, thì cái này không quan trọng một canh giờ thời gian, sát thủ kia thì chưa hẳn tiến đến, nói không chừng người ta trốn ở cách xa vạn dặm đây. Nàng tự an ủi mình, lại rụt cổ lại, tại từng cái trên đường phố, tìm khách sạn tồn tại. Ây! Phía trước góc đường, bỗng nhiên truyền đến thanh âm rất nhỏ. Huy Dạ Thi lông tơ dựng thẳng. Nàng chỉ dám một chút động một cái nửa người trên, đầu hơi động đậy một chút, nhô đầu ra, nhìn về phía chỗ ngoặt sau một đầu thâm thúy đường tắt. Tại nàng cuối tầm mắt, một thiếu niên, đầu của hắn, đột nhiên nổ tung ra. Thi thể không đầu, mềm mại ngã xuống. Làm hắn ngã xuống về sau, phía sau của hắn, mơ hồ có một cái người áo bào trắng ảnh đi ngang qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Một khắc này, Huy Dạ Thi tê cả da đầu, hai chân phát run, lưng phát lạnh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Miệng nàng mở ra, đã mất tiếng. Vâng, là hắn. Nàng nhìn thấy. Nàng thậm chí còn nhận biết người chết. Người chết là nàng ở độ tuổi này, toàn bộ Nguyệt Chi Thần cảnh phong quang nhất nhân vật. Hắn đến từ Nguyệt Thần Hoàng tộc, là Hy Hoàng cháu trai, Phong Nguyệt Thân Vương nhi tử. Hắn gọi Nguyệt Thần Hy. Hắn không có. Ta, mới ra hang sói, lại nhập hang hổ. Cha mẹ a, ta muốn về nhà. Huy Dạ Thi toàn thân phát run, một cử động nhỏ cũng không dám. Hy Hoàng cung. Hy Hoàng kéo ra vải trắng, một cỗ thi thể không đầu, xuất hiện tại trước mắt nàng. Đệ đệ của hắn, Phong Nguyệt Thân Vương, quỳ trên mặt đất, ôm đầu rơi lệ. Bệ hạ, hắn tiến đến. Phong Nguyệt Thân Vương thanh âm khàn khàn nói. Trẫm biết. Hy Hoàng thật cao giơ cằm, gật đầu nói. Con ta chết không nhắm mắt. Phong Nguyệt Thân Vương run rẩy nói. Sẽ để cho hung đồ, trả giá đắt, yên tâm, người đi xuống trước. Hy Hoàng nói. Đúng. Phong Nguyệt Thân Vương ôm lấy Nguyệt Thần Hy thi thể, lui ra đại điện. Bệ hạ. Trong âm u, một bóng người, giống như quỷ mị biến mất. Ngươi trở về là vì nói cho trẫm, các ngươi nhiệm vụ thất bại sao? Hy Hoàng ở trên cao nhìn xuống hỏi. Bệ hạ, kẻ này lôi đình cộng sinh thú, tốc độ cực nhanh, đuổi không kịp, bất quá, Lam Nguyệt kết giới, có thể tinh chuẩn định vị ngươi Lam Nguyệt chi tâm, chúng ta chỉ là đuổi không kịp. Hắn lại chạy không được. Trước mắt, hắn đã ra khỏi Nguyệt Chi Thần cảnh, trong tinh không hoành hành di động. Bóng mờ nói. Các ngươi truy kích tốc độ, đã rất nhanh, còn đuổi không kịp sao? Hy Hoàng thản nhiên nói. Đúng. Đúng lúc, lần trước cửu Nguyệt Thần nữ xuất hiện, trật tự thiên tộc ban cho ta một kiện bảo bối, có thể phát huy được tác dụng, cầm lấy đi. Tiếp đó, chấm không có cách nào rời đi cái này, các ngươi mặc kệ truy không đuổi được, cũng không thể ngừng. Tối thiểu nhất, muốn để hắn thời khắc ở vào bôn tẩu bên trong, liền thời gian tu luyện đều không có. Truy cả một đời, đều phải truy. Hy Hoàng nói. Vâng. Bóng mờ nhận lấy bảo bối, từ từ tiêu tán. Đế sư xuất hiện tại Hy Hoàng sau lưng. Giống như, hai kết quả, cũng không quá tốt. Đế sư nói. Không có việc gì, Hy Hoàng đứng dậy, nàng choàng một kiện trắng như tuyết áo choàng, nói. Hắn đã tiến đến. Vậy coi như bắt rùa trong hũ, ta tự mình sẽ hắn. Đến mức Lý Thiên Mệnh, uy hiếp của hắn ở chỗ tu luyện, có ngũ nguyệt sát thần tại truy đuổi, tối thiểu nhất hắn không tu luyện được. Hắn gấp Dạ Lăng Phong sinh tử, ta cũng không gấp. Giết chết cái này sát thủ, bỏ lỡ đêm mai, hằng tinh nguyên kế tiếp còn sẽ bạo phát mấy lần, ta thật không vội. Nàng ánh mắt rất bình thản. Minh bạch. Đế sư gật đầu. Nàng là Hy Hoàng người thân cận nhất. Chỉ có hai người các nàng thời điểm, Hy Hoàng mới có thể tự xưng ta, mà không phải chấm. Mặt khác, Hy Hoàng trầm ngâm một chút, nói. Để, Phong Nguyệt, đi giúp ta làm ít chuyện. Nàng nói là Phong Nguyệt Thân Vương. Phong Nguyệt Thân Vương vừa đi, cho nên nàng hẳn là vừa sinh ra một cái ý nghĩ. Chuyện gì, đế sư hỏi. Tìm mấy cái thánh chi cảnh giới tiểu hài tử, để bọn hắn tiến hỗn độn thiên lao, đi nghe ngóng, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, cùng. Lý Khinh Ngữ, ba chuyện cá nhân dấu vết, xem bọn hắn phải chăng có thân nhân bằng hữu tại, nếu có, cho ta bắt lên tới. Hy Hoàng nói. Cái này, có chút tuyệt. Đế sư nói. Ha ha, người sống một đời, ai có thể không có điểm tay cầm. Dám so với ta hung ác, còn non lắm. Hy Hoàng cười lạnh. Ngươi lại tự phụ. Há, thật sao? Hy Hoàng đi hướng ngoài cửa, khí phách phóng khoáng, nói, hai cái thối nam nhân, từng cái thu thập.
trước giết chết tên biến thái này, lại đến ăn cái kia non. Lý Thiên Mệnh mới ra Nguyệt Thần Thiên Thành thời điểm, phát hiện cũng không ai truy đuổi chính mình. Điều này nói rõ như hắn sở liệu, Hy Hoàng tại khẩn cấp chữa trị Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới. Tình huống khẩn cấp, đế sư cũng có thể đi không được. Hiện tại thì cầu nguyện Bồ Đề tiến vào đi, nói như vậy, tối thiểu nhất cái này Hy Hoàng, không dám rời đi Nguyệt Thần Thiên Thành, làm không tốt, cái kia đế sư cũng không dám đi ra. Miêu Miêu một bên phi nước đại một bên nói. Hắn nhất định sẽ đi vào, Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn đối Nguyệt Thần tộc, thù sâu như biển, hắn nhất định thủ tại chỗ này, chờ đợi cơ hội. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, cho dù có cái này, Lam Nguyệt chi tâm, người cũng tự do. Miêu Miêu hỏi. Không nhất định, có thể sẽ có còn lại kẻ đuổi giết, thậm chí đế sư tự mình đến truy ta, đều không nhất định. Tranh thủ thời gian chạy đi, không đến cuối cùng thời khắc, tốt nhất vẫn là chớ núp Thái Nhất Tháp, bị đối phương mang về. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy bây giờ chạy trốn nơi đâu a? Chúng ta không thể trở về Viêm Hoàng Đại Lục a? Đương nhiên không thể trở về, xem trước một chút Linh Nhi các nàng, tại không ở phụ cận đây. Kỳ thật hắn tiến Huy Nguyệt Thành thời điểm, liền để Khương Phi Linh các nàng trở về. Bất quá, hắn suy đoán Khương Phi Linh, có thể sẽ bởi vì lo lắng chính mình, lưu lại nơi này. Có lẽ là bởi vì, nàng đã từng thời gian dài, phụ linh tại trên người mình, từ nơi sâu xa, coi như nàng không lại phụ linh, Lý Thiên Mệnh cùng nàng ở giữa, còn là có một loại tâm linh cảm ứng. Thật giống như, bọn họ là đã định trước thân mật người. Hắn tại Nguyệt Thần Thiên Thành bên trong thời điểm, thì có cảm giác. Khương Phi Linh cần phải tại, cách hắn chỗ không xa. Lấy hắn đối Khương Phi Linh hiểu rõ, một chút một đoán, liền biết nàng không có trở về. Thậm chí, loại này trong minh minh liên lụy, tiên tiên cùng Khương Phi Linh ở giữa, đồng dạng là tồn tại. Cho nên, làm Lý Thiên Mệnh lúc đi ra, tiên tiên lập tức liền nói. Tiểu Lý Tử, nhanh, Linh Nhi tại cái hướng kia. Hắn cùng tiên tiên, đều có cảm giác giống nhau, vậy liền không sai. Hy Hoàng như an bài những người khác truy ta, sẽ có một cái thời gian kém, có thể tranh thủ thời gian gặp mặt một lần. Lý Thiên Mệnh khẳng định không thể, mang theo nàng chạy trốn. Hiện tại chuyện quá khẩn cấp, hắn còn cần Khương Phi Linh, giúp làm những chuyện khác. Tại tiên tiên chỉ dẫn dưới, Lý Thiên Mệnh nhanh như điện chớp, tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, thì tinh chuẩn tìm được Khương Phi Linh vị trí. Gạt mây gặp sương mù, hắn thấy được nàng. Tới, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đem Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, kéo lên Miêu Miêu trên lưng. Hắn đương nhiên chú ý tới, Khương Phi Linh còn nắm trong tay một cái quỷ thần nữ hài. Nhưng, Huy Dạ Thi lại không ở đây. Linh Nhi, tại Miêu Miêu toàn nhanh rời đi thời điểm, Lý Thiên Mệnh xoay người lại, nhìn trước mắt biến ảo khôn lường thiếu nữ. Hắn nhạy cảm giác, nàng giống như có chút khác biệt. Có phải hay không, loại kia trạng thái lại xuất hiện. Lý Thiên Mệnh nắm bàn tay của nàng, vô cùng quan tâm hỏi. Nói rất dài dòng. Ca ca, ta trước tiên nói một tin tức tốt a. Khương Phi Linh nói. Ngươi trước tiên nói. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng là Bồ Đề nữ nhi, Bồ Đề một mực đem nàng mang theo trên người, hắn vừa mới tiến Nguyệt Thần Thiên Thành, đem nàng lưu tại bên ngoài, để cho chúng ta phát hiện. Khương Phi Linh nói. Linh tâm chú hạ thật sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Làm tốt lắm. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vận khí này quá tốt rồi. Này bằng với Lý Thiên Mệnh, có rất lớn đối mặt Bồ Đề tư bản. Thậm chí, nắm trong tay mệnh của hắn mạch. Bồ Đề hiện tại tiến vào, Hy Hoàng đoán chừng sẽ không ra đến, chúng ta làm sao bây giờ? Khương Phi Linh hoàn toàn quên đi, chính mình sự tình. Sự tình vẫn là rất phiền phức, nghe ta nói. Lý Thiên Mệnh dùng ngắn gọn câu nói, đem hắn tại Nguyệt Thần Thiên Thành phát sinh sự tình, đều nói một lần. Bao quát Hy Hoàng mục đích thật sự, hắn phá kết giới hạch nguyên nhân, bao quát Dạ Lăng Phong sự tình, đương nhiên, còn có trên người hắn Lam Nguyệt chi tâm. Cho nên, người tạm thời còn phải đào vong, mà lại, nàng nếu biết ngươi muốn cứu Tiểu Phong, rất có thể sẽ suy đoán lai lịch của ngươi, lan đến gần Viêm Hoàng Đại Lục. Khương Phi Linh nói, cái này Hy Hoàng cũng quá có thể đoán đi. Bỗng dưng biết tất cả mọi chuyện. Lâm Tiêu Tiêu líu lưỡi nói. Hy Hoàng chi tiết đem khống, cùng nàng Lam Nguyệt chi tâm, quả thật làm cho Lý Thiên Mệnh, lâm vào lớn vô cùng bị động. Tình huống hiện tại, đã so trước đó tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, rất nhiều chuyện,
Hy Hoàng không thể chính mình làm. Linh Nhi, ta cần muốn các ngươi lập tức trở về Viêm Hoàng Đại Lục, để thân nhân của chúng ta bằng hữu toàn bộ giấu đi. Mặt khác, tận khả năng tuyên cáo đi xuống, làm cho tất cả mọi người không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên tên của ta. Lý Thiên Mệnh nói, dạng này không thành a, không quản được hết thảy mọi người miệng. Khương Phi Linh nói, ta biết, tận lực đi, bởi vì theo Hy Hoàng góc độ phía trên nhìn, nàng hẳn là sẽ đem lai lịch của ta, định vị đến Hỗn Độn Thiên Lao nơi đó đi. Viêm Hoàng Đại Lục dạng này hạt bụi thế giới, nàng có khả năng sẽ xem nhẹ. Người sau khi trở về, tận khả năng phái nhiều người hơn tiến Hỗn Độn Thiên Lao, để sư tôn ta bọn người trốn. Chỗ đó so sánh đặc thù, Nguyệt Chi Thần Cảnh nếu là thật sự phái người đi vào, không thể so với chúng ta có ưu thế. Bất kể nói thế nào, tận lực tranh thủ thời gian. Còn có cẩn thận một chút, khác đem sức chú ý của đối phương, theo Hỗn Độn Thiên Lao, chuyển hướng Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh nói, ý nghĩ này, đến từ đổi vị suy nghĩ. Đối Nguyệt Chi Thần Cảnh người mà nói, bọn họ sẽ càng chú ý tới Hỗn Độn Thiên Lao, mà không phải Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh đã nghe rất nhiều người, giảng Dạ Lăng Phong cùng Lý Khinh Ngữ lai lịch. Bọn họ nói đều là Hỗn Độn Thiên Lao, đến mức Viêm Hoàng Đại Lục, cơ bản không người nhận biết. Hỗn Độn Thiên Lao, có tử linh rãnh trời, đối phương ngược lại không dễ dàng làm việc. Viêm Hoàng Đại Lục, cũng không đề phòng. Cả hai khác nhau rất lớn. Đương nhiên, Hy Hoàng có thể hay không cầm Lý Thiên Mệnh xuất thân đến làm khó dễ, còn không thể xác định. Đối loại này, chi tiết người, Lý Thiên Mệnh đã lĩnh giáo rồi, chỉ có thể sớm làm phòng bị. Mặc kệ hắn phá không phá hư kết giới hạch, chỉ cần đêm mai Lý Thiên Mệnh không nghe lời, Hy Hoàng đều sẽ ra tay độc ác. Được, ta hiểu được, đến đón lấy ngươi đến trốn, ta trở về chuẩn bị sớm. Thập Phương Đạo Quốc bên kia ta toàn lực ứng phó, Viêm Hoàng Đại Lục bên này, chỉ có thể trông cậy vào đối phương tạm thời, không có đem chú ý lực thả ở chỗ này. Khương Phi Linh nói, thời khắc mấu chốt, nàng thật biến đến có thể dựa vào rất nhiều. Nàng nói tới mỗi một câu, đều bị Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng của nàng. Ta cho ngươi một cái truyền tin thạch, một khi tình huống mất khống chế, lập tức thông báo ta. Lý Thiên Mệnh nói, cái gọi là truyền tin thạch, là một loại đặc thù thiên địa thần khoáng, trên đó có đơn giản thiên văn kết giới. Loại này linh quặng cùng loại nam châm, một phân thành hai về sau, chỉ muốn bốc cháy bên trong một cái, nó thì sẽ tự động trở về tới một nửa khác bên người. Trên đó dán giấy viết chữ, có thể đạt tới truyền tin hiệu quả. Được, Khương Phi Linh nhận lấy truyền tin thạch, sau đó chỉ Tiểu U, nói, ca ca, nàng đâu? Ngươi mang về, Bồ Đề tạm thời đến tại Nguyệt Thần Thiên Thành, cho ta ổn định Hy Hoàng, nàng tạm thời không dùng được. Lý Thiên Mệnh nói, ừm. Từ đầu tới đuôi, Tiểu U đều tại yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Ánh mắt của nàng, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh muốn lời nhắn nhủ sự tình, trên cơ bản đã không sai biệt lắm. Hắn trả tại bị đuổi giết, đương nhiên phải cấp tốc, đem Khương Phi Linh các nàng để xuống đi. Cứ như vậy, ta đi trước, Lý Thiên Mệnh nói. Thời gian quá gấp gấp, hắn đều còn chưa kịp, xem thật kỹ liếc một chút Khương Phi Linh. Bảo trọng. Khương Phi Linh kéo hắn một cái tay, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành mỉm cười. Linh Nhi, người vĩnh. Lâm Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, Khương Phi Linh liền nói. Ta không sao Nhi, ca ca vẫn là đi nhanh một chút đi, không biết sẽ có người nào, đuổi theo ra đến đây. Có việc lập tức truyền tin thạch. Lý Thiên Mệnh không có phát hiện dị dạng, trịnh trọng nói. Khương Phi Linh nắm bàn tay của nàng, đôi mắt đẹp chớp động, nhu thuận gật đầu. Gặp lại, Linh Nhi. Vội vàng biệt ly, vội vàng gặp mặt. Miêu miêu ngừng lại. Lý Thiên Mệnh muốn buông tay thời điểm, nàng bỗng nhiên 10 ngón giữ chặt, 10 phần dùng lực nắm lấy Lý Thiên Mệnh tay. 10 cái móng tay, ở trong ánh trăng lóng lánh huỳnh quang. Thế nào, Lý Thiên Mệnh căng thẳng trong lòng, hỏi. Muốn ôm lấy. Khương Phi Linh mím môi, nỗ lực mỉm cười. Lý Thiên Mệnh trùng điệp ôm nàng vào lòng. Ấm áp, nhịp tim đập. Hết thảy xông lên đầu. Hắn còn chưa kịp trở về chỗ cũ, Khương Phi Linh đã theo trong ngực hắn đi ra, cùng Lâm Tiêu Tiêu, Tiểu U cùng một chỗ đi xuống. Không còn kịp rồi, người đi nhanh đi, ca ca. Nàng sợ. Sợ kẻ đuổi giết sẽ rất mạnh, sợ hắn làm trễ nải thời gian. Vĩnh sinh niết bàn, chỉ cần nói lối ra, Lý Thiên Mệnh liền sẽ không rời đi nàng.
nàng trạng thái rất phức tạp, căn bản không có cách nào theo lý thiên mệnh đào vong. Nếu không có nàng, cũng không ai có thể, để Viêm Hoàng Đại Lục cùng Hỗn Độn Thiên Lao tất cả người thân, đều chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, nàng biết, nàng không thể nói. Ngoan ngoãn. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nàng, ôn nhu cười một tiếng. Đương nhiên. Khương Phi Linh híp mắt cười nói, hai tay chắp sau lưng. Tại cái này khẩn cấp thời khắc, Lý Thiên Mệnh sau cùng nhìn thoáng qua nàng cái kia yên tĩnh, ôn nhu, linh động nụ cười. Như thế thanh tịnh, tự nhiên, trắng tinh không tì vết. Gặp lại, Linh Nhi. Gặp lại, ca ca. Bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt của bọn hắn, có nồng đậm quang mang. Đi. Lý Thiên Mệnh mở miệng nói một tiếng, miêu miêu thì ra tốc chạy. Nhanh như điện chớp bên trong, Lý Thiên Mệnh quay đầu. Cuồng phong gào thét. Nữ hài kia đứng trong gió, tóc dài phấn khởi, ánh mắt ôn nhu. Nàng hai tay nắm trước người, cái kia 10 cái móng tay, còn có nàng ở trong ánh trăng mỉm cười, dừng lại tại Lý Thiên Mệnh trong đầu. Khắc cốt ghi tâm. Nguyệt thần thiên thành, phong nguyệt thần phủ. Nơi này chính là nguyệt chi thần cảnh đệ nhất thân vương, phong nguyệt thân vương, phủ đệ. Làm hy hoàng coi trọng nhất đệ đệ, hắn tại nguyệt chi thần cảnh địa vị khá cao, không sai biệt lắm cùng đế sư ngang hàng. Trạng vạng tối, trật tự chi địa ánh chiều tà, chiếu rọi tại phong nguyệt thần phủ cung đình trên lầu các, dần dần ảm đạm, sau đó màn đêm buông xuống, nguyên một tòa phong nguyệt thần phủ, đều đã mất đi trước kia náo nhiệt cùng thoải mái, lâm vào tĩnh mịch bên trong. Không chỉ là phong nguyệt thần phủ, kỳ thật hiện tại, toàn bộ nguyệt thần thiên thành, không lại phồn hoa náo nhiệt, mà chính là như một tòa thành chết. Toàn thành trên dưới, có thể mở ra thủ hộ kết giới, đã lên đều mở. Thậm chí, rất nhiều trong gia tộc, muốn theo phòng ngủ đi ra cửa lớn, đều phải xuyên qua tốt mấy trọng kết giới. Chết như vậy tịch, hưu quạnh, khủng hoảng tràn ngập không khí, càng nói rõ nguyệt thần tộc, đối cái kia vô hình sát thủ kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Từ cái này tinh không sát thủ sau khi đi vào, đi qua 4 canh giờ, đã có 81 người, chết tại trong tay của hắn. Khả năng còn có càng nhiều, nhưng lại không có bị phát hiện. Bây giờ toàn thành bên trong, không có mấy người dám đi lại. Dạng này có thể chết ít một chút người đi. Bệ hạ đã an bài toàn tộc cường giả, thảm thức tuần tra, một khi phát hiện sát thủ, lập tức vây quét. Yên tâm đi, Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới đã phong bế, cái này sát thủ dám đi vào, cũng là tự tìm đường chết. Rất nhiều tháng thần tộc, đều ôm lấy ý nghĩ như vậy, tín nhiệm lấy bọn hắn nữ hoàng. Một khi bắt được cái này sát thủ, nhất định muốn đem, lăng trì xử tử. Phong Nguyệt Thần Vương ánh mắt lạnh lùng. Hắn hận sát thủ, cũng hận đem sát thủ, bỏ vào đến Lý Thiên Mệnh. Người đã đông đủ sao? Hắn từ trong điện đi ra. Tại trước mắt hắn, đứng đấy trên 100 đứa bé, đều là nguyệt thần hoàng tộc. Những đứa bé này nhiều lắm là 10 tuổi khoảng chừng, nguyên một đám non nớt lại nhiệt huyết, tiểu tinh quái. Trên cơ bản nhân tình thế thái, đều đã hiểu. Chớ nhìn bọn họ tuổi không lớn lắm, kỳ thật hai người bọn họ 3 tuổi bắt đầu tu luyện, đến bây giờ đã có 7-8 năm. Vậy tu luyện thời gian dài, so Lý Thiên Mệnh nắm giữ cộng sinh hệ thống tu luyện sau trọng tu còn muốn lâu. Tại trưởng bối điều giáo dưới, thậm chí trải qua sinh tử chém giết. Đủ. Những đứa trẻ giọng the thé nói. Biết vì cái gì triệu tập các ngươi sao? Có nhiệm vụ trọng đại. Những đứa trẻ kích động nói. Được, ta tự mình mang các ngươi đi chấp hành, một đường lên, chúng ta cùng các ngươi nói rõ ràng chi tiết. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Vâng. Hy Hoàng cho nhiệm vụ, tính toán so sánh khẩn cấp. Phong Nguyệt Thân Vương chỗ lấy, trực tiếp tìm hoàng tộc tiểu hài tử, là bởi vì bọn hắn thiên phú cao, thủ đoạn phong phú. Cho dù là cùng các loại cảnh giới, đều có thể vượt qua đối thủ. Hỗn Độn Thiên Lao có tử linh rãnh trời hạn chế, bọn họ tối cao cổ thánh cảnh đệ nhất trọng, lấy thiên phú của bọn hắn, tiến vào tử linh rãnh trời, cần phải vô địch. Mà lại, bọn họ là hoàng tộc bản tộc, nghe lời, trung thành. Sẽ không làm loạn. Xuất phát. Phong Nguyệt Thân Vương mang theo cái này trên 100 cái tiểu hài tử, quang minh chính đại xuất phát. Loại chiến trận này không cần sợ sát thủ kia, bởi vì sát thủ trước mắt là ẩn núp trạng thái, hắn hoàn toàn không muốn bại lộ. Không bại lộ, hắn có thể giết nhiều người hơn. Cái này Nguyệt Chi Thần cảnh đệ nhất thành, cuối cùng đều cần vận hành, trong này hơn 1 triệu Nguyệt Thần tộc tinh anh, không có khả năng giấu cả một đời. Trước mắt Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới cấm đoán thường nhân ra vào, Phong Nguyệt Thân Vương chấp hành hoàng mệnh, tự nhiên là ngoại lệ.
hắn dựa vào lực lượng của mình, lôi kéo cái này trên trăm cái tiểu hài tử, thoát ly Nguyệt Chi thần cảnh dẫn lực, khóa chặt Hỗn Độn Thiên Lao phương hướng, một đường hướng xuống. Trên đường, Phong Nguyệt Thân Vương đã cùng bọn họ nói tốt chi tiết. Nhớ chưa? Nhớ kỹ, tìm ba người bọn hắn thân nhân, bằng hữu, cầm lấy ra. Tốt nhất trong bóng tối điều tra, giết đối phương một trở tay không kịp. Những đứa trẻ mồm năm miệng mười nói. Còn phải mau chóng, càng nhanh càng tốt. Phong Nguyệt Thân Vương dặn dò. Vâng, Nguyệt Thần tộc những đứa trẻ, lần thứ nhất chấp hành trận này cực kỳ trọng yếu sứ mệnh, nguyên một đám so với ai khác đều kích động. Sau đó không lâu, Phong Nguyệt Thân Vương ánh mắt, khóa chặt Thiên Nhất Giới diện phía trên. Chỗ đó có một cái, khảm nạm ở một tòa đại lục ở bên trên hình cầu. Bọn họ hạ xuống tại hình cầu này phía trên. Tranh thủ thời gian đi vào đi, nếu có thu hoạch, lập tức mang ra, cho ta phát truyền tin thạch. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Vâng, Thân Vương đại nhân, bên trong không có nguy hiểm à. Tiến trước khi đi, có tiểu hài tử khẩn trương hỏi. Yên tâm đi, nơi này là hạt bụi thế giới, bên trong thổ dân, tu vi cao nữa là, cùng cảnh giới của các ngươi đều không khác mấy. Bọn họ so với các ngươi đã thấy, tư chất kém nhất người đều muốn kém. Dù là cảnh giới giống nhau, 10 cái đều chưa hẳn là các ngươi một cái đối thủ. Phong Nguyệt Thân Vương khích lệ nói. Tốt, cái kia thì có thể coi như một trận thí luyện, đại khai sát giới. Có tiểu hài tử nói. Đừng đem nhân vật mấu chốt giết. Nếu không có thể cũng không phải là trách phạt đơn giản như vậy, minh bạch. Phong Nguyệt Thân Vương nghiêm túc nói. Minh bạch, tiến. Tại gió Nguyệt Thân Vương ra lệnh một tiếng, trên trăm cái tiểu hài tử, cấp tốc vọt vào tử linh rãnh trời bên trong. Cái kia tử linh rãnh trời, tựa như là một cái lưới lớn, đem bọn hắn nguyên một đám cho nuốt vào. Trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại Phong Vân Thân Vương một người. Lý Thiên Mệnh, người phạm phải sai lầm lớn. Chết không có gì đáng tiếc. Ngoan ngoãn cho ta tỉ mất mạng liền tốt, còn dám phản kháng. Ha ha. Hắn hai mắt nhắm lại, lơ lửng trong hư không, sẽ chờ ở đây đợi. Đến mức phía dưới Viêm Hoàng Đại Lục, hắn cũng không có nhìn nhiều. Nơi này hắn tới qua. Đối với hắn mà nói, loại này không vũ trụ nguyên lực hạt bụi thế giới, liền không khí, đều là thúi. Tràn ngập bình thường trên thân người mùi phân thúi. Phong Nguyệt Thân Vương trang trọng, vừa vặn, văn nhã. Phong Nguyệt một từ, chính là theo đuổi của hắn. Hắn tinh thông các loại nhạc cụ, am hiểu các loại thơ văn, yêu thích cất giữ văn vật, phẩm vị các loại Nguyệt Thần trà. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, hắn là tiếng tăm lừng lẫy thi sĩ, từ nhân, ca sĩ, họa sĩ. Văn nghệ toàn năng. Hạ tầng tinh không, nhị cực thiên. Lần thứ nhất tại này đến tầng tinh không ngang di động, Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận được. Cái này tinh không vô tận. Hắn tựa như là đại hải một hạt hạt cát. Tại vũ trụ mênh mông trước mặt, một người tồn tại, chỉ là hèn mọn hạt bụi nhỏ. Hắn quay đầu nhìn, Nguyệt Chi Thần Cảnh ánh trăng, chỉ có một cái tiểu giờ rồi. Nói rõ nơi này khoảng cách Nguyệt Chi Thần Cảnh khoảng cách, so Viêm Hoàng Đại Lục đến đó, còn muốn xa xôi. Nhìn xuống, chân xuống không ngừng có Thiên Nhất Giới diện, hạt bụi thế giới, lướt qua đi. Lấy dạng này góc độ nhìn. Mới biết được tại Thiên Nhất Giới diện phía trên, Viêm Hoàng Đại Lục chỉ là giọt nước trong biển cả. Cùng Viêm Hoàng một dạng thế giới, thực sự nhiều lắm. Nhưng hiện tại lại khác, Lý Thiên Mệnh vẫn là không nhìn thấy, còn lại cùng loại Nguyệt Chi Thần Cảnh tinh thần thế giới. Điều này nói rõ, Nguyệt Thần tộc tại cái này chạm gác bên trong, xác thực rất cô độc. Tại những vị trí khác hạ tầng trong tinh không, theo Minh Nguyệt Thiên đến tầng 11, Mệnh Luân Thiên, cần phải tràn ngập đại lượng Nguyệt Tinh Nguyên thế giới. Trên thực tế, Nguyệt Tinh Nguyên khẳng định so hàng Tinh Nguyên muốn hơn rất nhiều. Cho nên, Nguyệt Tinh Nguyên thế giới, số lượng, cũng là, hàng Tinh Nguyên thế giới, vô số lần. Chỉ là Viêm Hoàng Đại Lục phụ cận cái này một khối, chỉ có một tháng chi thần cảnh. Nhưng cái này đều tính toán tốt. Bởi vì có hạt bụi thế giới, chỉ có trật tự chi địa Thái Dương quang mang, liền ánh trăng đều không có. Lão đại, có người đang đuổi chúng ta sao? Miêu Miêu quay đầu lại hỏi. Đừng suy nghĩ, tuyệt đối có, Lý Thiên Mệnh nói. Tuy nhiên nhìn không thấy người, nhưng hắn không tin, Hy Hoàng sẽ buông tha mình. Vậy ta tiếp tục vòng quanh. Đúng, tận lực không có quy tắc, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn về phía tinh không mịt mùng. Lần này cùng Hy Hoàng vạch mặt, muốn cho nàng giúp đỡ cứu ra Tiểu Phong, đã không có khả năng. Ta còn cần thời gian.
chỉ có thể hy vọng, Tiểu Phong có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhất định phải kiên trì lên a. Hắn đem Thái Nhất Tháp đem ra, mở rộng, sau đó cố định đến Miêu Miêu trên đầu, nói. Ta đi vào Thái Nhất Tháp bên trong, sau đó đến Huyễn Thiên Chi Cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tiểu Phong. Ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, cũng là không ngừng không có quy tắc chạy, chạy càng lâu càng tốt. Qua, dạng này không được, bản mèo buồn ngủ a. Miêu Miêu vẻ mặt đưa đám nói. Ngủ cái rắm, các loại chết ngủ tiếp. Lý Thiên Mệnh chừng nó liếc một chút. Muốn để người đuổi kịp, ta cái thứ nhất bán đi ngươi. Hắn nói. Đậu phộng, người cái vô lương gian thương, ta muốn trả hàng, đổi ngự thú sư. Miêu Miêu buồn bã hô. Bình tĩnh mèo đệ, ai để ngươi nhanh đâu. Không giống chúng ta chậm như vậy, chỉ có thể theo Lý Thiên Mệnh, tại Huyễn Thiên Chi Cảnh tiêu sái. Huỳnh Hỏa cười hì hì nói. Ngươi tiêu sái cọng lông, chim càng thêm chim. Đều là nhân tài. Dị độ ký ức không gian. Hiển hách. Trầm trọng tiếng hít thở, tại cái này tĩnh mịch trong thế giới vang lên. Cái kia to lớn màu sắc rực rỡ hồ điệp, ở trong hư không vỗ cánh. Mỗi một lần vỗ cánh, đều tản mát vô số màu sắc rực rỡ ánh sáng. Ong ong ong. Hồ điệp cũng không cố định tại một vị trí, nó tại cái này không có khoảng cách thế giới ngao du. Có lúc, sẽ đụng nát nguyên một đám mộng cảnh. Nó tựa như là một chiếc thuyền lớn. Tại cái này hồ điệp màu sắc rực rỡ cánh bướm phía trên, có một cái cho bụi. Hắn nằm tại cái này ánh sáng thế giới mặt ngoài, sắc mặt trắng bệch, phát ra trầm trọng tiếng hít thở âm. Vù vù. Có thể nhìn đến, trong trắng mắt của hắn bộ phận, đã hoàn toàn đỏ bừng. Cái kia tơ máu phía dưới, phảng phất có các loại vật cổ quái tại du tẩu. Không, không. Hắn gắt gao cắn hàm răng. Ánh mắt bên trong cất giấu sâu vô cùng hoảng sợ. Đây là một cái, như là ác mộng thâm uyên giống như thế giới. Mỗi người đều sẽ làm ác mộng, thế nhưng là, liền xem như ác mộng, vậy cũng là không tổn thương, là như mộng ảo, nhất định sẽ không giống Dạ Lăng Phong một dạng, đem ác mộng thể nghiệm đến như thế rõ ràng. Tử vong, ký sinh, mù mịt. Đủ loại thanh âm hỗn loạn, tràn ngập bên tai. Trong linh hồn những người thân kia các bằng hữu kêu khóc, để hắn tâm loạn như ma. Ta không thể chết, không thể chết. Hắn quá khát nhìn thế giới bên ngoài. So với từng tại nhiên hồn kết giới bên trong, còn muốn khát vọng. Tại nhiên hồn kết giới, hắn đối hết thảy đều không có khái niệm. Nhưng hôm nay, hắn tại Hồng Trần đi vào trong qua. Hắn đối rất nhiều người, có không thể dứt bỏ cảm tình. Hắn đã đáp ứng rất nhiều người, muốn mang theo ánh mắt của bọn hắn, đi thật tốt nhìn cái thế giới này. Chỉ là, hiện thực rất tàn khốc a. Thân thể của hắn, tại cái này hồ điệp cánh bướm phía trên, không cầm được co rút. Chủy thủ trong tay của hắn, đã không có chỗ xuống tay. Bởi vì, đúng vào lúc này, từng cái tròng mắt màu tím, theo da của hắn tầng ngoài, xé rách ra. Một cái, hai cái. Càng ngày càng nhiều. 10 cái, 20 con, 30 con. Cánh tay của hắn, bắp đùi, thậm chí là lòng bàn chân. Còn có lồng ngực của hắn, phần lưng của hắn. Bụng của hắn. Đương nhiên, còn có mặt của hắn, cổ, thậm chí là da đầu. Đều là lít nha lít nhít con mắt màu tím. Phốc phốc phốc, làm cái kia mấy trăm cái ánh mắt, toàn bộ mở ra thời điểm, toàn thân cao thấp duy nhất thuộc về mình, tựa hồ thì là hắn cặp mắt của mình. Màn này, thực sự quá kinh khủng. Nếu như là trong mộng cảnh một cơn ác mộng, cái kia tỉnh lại là có thể. Thế nhưng là Dạ Lăng Phong, vĩnh viễn tỉnh không tới. Những cái kia trong mắt màu tím, bọn họ tại Dạ Lăng Phong trên thân chơi đùa. Ánh mắt của bọn nó, trêu tức mà dữ tợn. Cuộc sống của bọn nó rất vô vị, Dạ Lăng Phong là bọn chúng niềm vui thú chỗ. Những thứ này dị ma, đem thân thể của hắn, xem như công viên nước. Có lẽ, đây cũng là hắn kiên trì đến bây giờ, vậy mà đều không có nguyên nhân của cái chết đi. Một cái bị trục xuất chân nhân, đối dị ma nhóm tới nói, rất có ý tứ. Chỉ là lại cứng cỏi người, bị chơi thành dạng này, cũng sẽ ở trong cơn ác mộng, triệt để tắt khí. Ta, Dạ Lăng Phong cái kia tràn đầy ánh mắt tay, gắt gao chộp vào cánh bướm phía trên. Những cái kia ánh mắt, tại trong thân thể của hắn tự do di động. Dị ma tựa như là một loại côn trùng, đem nguyên một đám tử thể, tiêm vào ở trên người hắn, sau đó dùng huyết nhục của hắn, đến bồi dưỡng, sinh sôi. Sắc mặt của hắn, càng ngày càng thảm trắng. Tựa như là một tờ giấy trắng. Hiển hách,
hắn chỉ có thể miệng lớn thở dốc lấy. Chỉ có dạng này, hắn có thể cảm giác được, mình còn sống. Thế mà, sinh cơ tựa như là nước chảy một dạng biến mất. Hắn cảm giác mình rất nhanh, liền sẽ hóa thành một bãi nước mủ, hoàn toàn biến mất tại cái này dị độ ký ức không gian. Không, không, ta không phải chết ở chỗ này, ta không muốn. Nhiên hồn luyện ngục, đó là hắn trưởng thành địa ngục. Nhưng bây giờ, hắn lại tiến vào một cái càng đáng sợ địa ngục. Trong óc của hắn, có là cái kia, chân chính có lấy chim hót hoa nở, có nhật nguyệt sơn hà thế giới. Hồng như vậy bụi bên trong, có chân tình chân ý huynh đệ, có để cho mình học hội, thích, hiểu được chân quý, hy vọng bảo vệ nữ hài. Cái kia đều là thật. Ta không muốn, ta không muốn. Khóe mắt của hắn, chảy xuống máu và nước mắt. Ý thức tại tiêu tán, nhưng hắn lại nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Nhớ tới, lần thứ nhất rời đi nhiên hồn luyện ngục, thấy được cỏ tươi cùng dòng suối nhỏ. Nghĩ đến, tại thần đều, hắn cùng Lý Thiên Mệnh, cùng một chỗ lật đổ thượng cổ hoàng tộc, làm đầu bối báo thù. Nhớ tới hắn tại Nguyệt Chi thần cảnh, cùng Lý Khinh Ngữ sống nương tựa lẫn nhau. Theo hai cái thiên chi thánh cảnh tu luyện giả, từng bước một trưởng thành. Những hình ảnh này, thật sâu khắc ở trong lòng. Thiên Mệnh ca, Khinh Ngữ. Hai người kia, tựa như là linh hồn trụ cột một dạng, để hắn tại chết đuối thời điểm, có thể tìm tới cọng cỏ cứu mạng. Đã từng hắn cảm giác, sinh tử giống như không có gì cái gọi là. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn đối trần thế, còn có trần thế bên trong người, có vô tận quyến luyến. Người một khi có lo lắng, muốn nắm giữ, muốn phải bảo vệ, liền không dễ dàng như vậy từ bỏ. Có lẽ, đây cũng là Khương Phi Linh, đồng dạng tại vĩnh sinh Niết Bàn bên trong kiên trì 18 lần nguyên nhân. Phải biết, Hiên Viên Si đều không làm được. Tiểu Phong, không cam lòng, cho dù chết, đều không muốn nhắm mắt lại đi. Trong linh hồn, cái kia là lời của mẫu thân. Tiểu Phong ca ca, ngươi là trong lòng ta anh hùng, không ai có thể đánh bại ngươi. Tiểu Phong, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Chúng ta cùng một chỗ kiên trì, được không? Hắn là một cái đặc thù linh hồn. Bởi vì trong thức hải của hắn, có 80.000 cái hòa làm một thể mệnh hồn. Bọn họ là dựa vào giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, là dựa vào lẫn nhau là thân nhân, dựa vào đồng sinh cộng tử, dung hợp lại cùng nhau người. Dạ Lăng Phong, chỉ là bọn hắn người cầm lái. Vượt qua kiếp này, nhất định sẽ có, người nào cũng đỡ không nổi tương lai. Chúng ta là nhiên hồn tộc, chúng ta nhất định độc nhất vô nhị. Dạ Lăng Phong lệ nóng doanh tròng. Không phải ta, mà là chúng ta. Ta cho tới bây giờ, đều không chỉ có một người. Tinh thần, lực lượng của ý chí, đó là vô hình, không thể giải thích, có thể thường thường lại càng phù hợp trật tự, thiên đạo. Thường thường có thể bộc phát ra, cường mãnh nhất, lớn nhất làm cho người thật không thể tin lực lượng. Nhiều khi, giữa người và người khác nhau, không dựa vào thiên phú, mà chính là dựa vào ý chí, đã phân biệt ra. Cái này một cỗ lực lượng vô hình, không ảnh hưởng được dị ma, tiếp tục tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi. Nhưng là... Cái kia một cỗ tràn đầy, rồi dào lực lượng tinh thần, có lẽ mới là một loại chân chính, ma. Loại này ma, để Dạ Lăng Phong tại thân thể co rút thời điểm, vẫn giống giật, dẫy dụa lấy. Ta không muốn chết, chúng ta không muốn chết. Hắn muốn thực hiện, hắn đối Lý Thiên Mệnh hứa hẹn. Hắn muốn đi trật tự chi địa, đi xem một chút cái cô nương kia, chính miệng hỏi một chút, nàng có mạnh khỏe hay không. Quyến luyến, có rất rất nhiều. Dạng này nổ tung ý chí. Dạng này đến chết cũng không đổi chấp niệm, tại trong lúc vô hình, tỉnh lại thuộc về hắn tránh thức truyền thừa. Ma, cũng là chấp niệm. Không biết khi nào, một trận lãnh đạm thanh âm, tại bên tai vang lên. Làm chuyện người muốn làm, yêu người muốn thích người. Tuyển định về sau, đụng phá thiên địa vũ trụ, thân tử đạo tiêu, đều không nên hối hận. Không nên quên, người gọi Dạ Lăng Phong. Làm một cái, chân chính ma. Không nên quay đầu lại. Không nên quay đầu lại, không nên quay đầu lại. Liên tục ba câu, đinh tai nhức óc. Sinh tử, thiện ác, cũng không đáng kể. Không nên quay đầu lại. Muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Muốn giết người, thì giết người. Muốn diệt vong, thì diệt vong. Muốn làm thánh nhân, coi như thánh nhân. Muốn yêu, thì yêu. Dạ Lăng Phong nghĩ không ra nhiều như vậy. Hắn hiện tại, chỉ muốn đi huyễn thiên chi cảnh. Đứng tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, lớn tiếng nói cho hắn biết. Ta, còn sống.
dị độ ký ức không gian là một cái tĩnh mịch thế giới. Nhưng hắn chấp niệm, tiếng hô của hắn lại truyền đi rất rất xa. Tại cái kia đỏ thẫm trong ánh mắt của hắn tại thiêu đốt lấy cái này hỗn độn thiên hồn thế giới, mộng cảnh thế giới. Hắn cảm giác toàn thân cơ hồ muốn nổ tung. Thế nhưng là hắn đột nhiên minh bạch, hắn biết thuộc về mình đường. Tựa như là Lý Thiên Mệnh đế hoàng con đường, hỗn độn thần đế con đường như thế, hắn có một đầu cầu ma con đường. Nguyên Thủy Ma Tôn, không chỉ là một cái bá khí tên. Đi xuống, không nên quay đầu lại. Vù vù, tiếng hít thở của hắn âm, càng ngày càng trầm trọng. Trên người hắn, mấy trăm cái dị ma, còn tại chơi đùa, có thể bọn họ cảm thấy một số không thích hợp. Chết, cản đường người chết. Dạ Lăng Phong toàn thân đều là ánh mắt. Hắn lại bò lên, đứng thẳng người, giang hai cánh tay ra. Ong ong ong, lồng ngực của hắn vị trí trái tim, theo một cái ấn mở bắt đầu, dẫn phát kịch biến. Phốc phốc phốc, trái tim đột nhiên xoay tròn, tự mình rảo sát thành phấn vụn. Ong ong, một cái kia trái tim, thành một cái vòng xoáy màu đen, sau đó không ngừng mở rộng, tại Dạ Lăng Phong ở ngực, đường kính đạt đến 13cm. Phốc phốc phốc, không chỉ là trước ngực, liền phía sau lưng đều bị xuyên thủng. Xem ra thật giống như, hắn bị một cây trụ, cho xuyên ra một cái lỗ máu. Xuyên tim, nhưng là, cái này lỗ máu phía trên, cũng không có huyết, mà chính là một cái tĩnh mịch, hư vô vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn lấy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đây là một loại trọng thương, có thể Dạ Lăng Phong cũng chưa chết. Nguyên Thủy Chi Môn, thần hồn khởi nguyên. Hắn cúi đầu, nhìn lấy lồng ngực của mình. Một cái tên là Nguyên Thủy Chi Môn vòng xoáy, thay thế trái tim của hắn. Hắn cảm giác không thấy thống khổ. Ma ý chí, nhiễm lên mệnh hồn của hắn. Không thể giết chết ta, ta liền muốn để cho các ngươi, chết. Tại hắn một câu nói kia về sau, lồng ngực kia phía trên Nguyên Thủy Chi Môn, gia tốc chuyển động, sinh ra vô hình thôn hấp chi lực. Trong lúc nhất thời, trên người hắn những cái kia dị ma, đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, bọn họ bắt đầu rít lên, muốn rời khỏi Dạ Lăng Phong thân thể. Bây giờ chết đuối, giống như đổi thành bọn họ. Chỉ là, hết thảy cũng không kịp, bọn họ cũng đã không thể, chơi đánh chuột đất trò chơi. Nguyên một đám dị ma, bị kéo vào Nguyên Thủy Chi Môn bên trong. Bị rảo sát, phân giải. Hóa thành tinh thuần xương trắng, bị Dạ Lăng Phong há miệng hút vào, trực tiếp cho nuốt vào. Nguyên lai, dị ma là địa hồn thêm nhục thể tổ hợp. Nó như thế nào sinh ra, là một cái bí ẩn. Thế nhưng là, nó bản chất, lại là địa hồn, cái kia chính là Dạ Lăng Phong con mồi. Tại Nguyên Thủy Chi Môn rảo sát phía dưới, mấy trăm cái dị ma, đều không thể đào thoát, toàn bộ kêu thảm, vỡ nát. Bọn họ không lại đắc ý, mà chính là tuyệt vọng. Xì xì xì. Bọn họ phát ra âm thanh chói tai, truyền đến rất rất xa. Làm cái này mấy trăm con dị ma, toàn bộ tử vong, nát bấy thời điểm, Dạ Lăng Phong thân thể, cuối cùng sạch sẽ. Lồng ngực của hắn, cái kia Nguyên Thủy Chi Môn xoay tròn, đã hàng nhanh. Thế mà, nó đã vĩnh viễn, sinh trưởng ở Dạ Lăng Phong trên thân. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Thôn hồn về sau, ánh mắt của hắn khác biệt. Đó là một đôi như là thâm uyên một dạng ánh mắt. Chỉ có mạnh nhất linh hồn, mới có độ sâu như vậy. Chúng ta, 80.000 người, cùng một chỗ lớn mạnh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trước kia nuốt ăn thức thần, cũng không có cách nào tạo phúc mệnh hồn. Hiện tại, giống như không đồng dạng. Nguyên Thủy Chi Môn sinh ra, đem địa hồn rảo sát vỡ nát, hắn mới trở thành tất cả thức thần tu luyện giả ác mộng. Thiên địa mệnh tam hồn bên trong, địa hồn càng tiếp cận với lực lượng, đồng thời, nó có phụ trợ mệnh hồn công hiệu, tại mệnh hồn lúc hôn mê, địa hồn sẽ trở về thân thể, tiến hành đơn giản thao túng. Dạng này phẩm chất riêng, chính là Nguyên Thủy Chi Môn có thể rảo sát địa hồn, dùng để tẩm bổ mệnh hồn của hắn nguyên nhân. Cho nên, ta ở cái thế giới này, vô địch a. Hắn nhịn không được, mừng rỡ như điên. Bất quá, đúng vào lúc này. Dị độ ký ức không gian, vậy mà triển khai trước nay chưa có cự đại biến hóa. Vô số kỳ quái tràng diện, ở trước mắt gào thét. Rít lên bên trong, thế giới kia chỗ sâu, từng đầu to lớn dị ma xuất hiện, thậm chí còn có khác biệt chủng loại, khác biệt hình dáng dị ma. Thậm chí, tại cái này kịch biến phía dưới, liền tử diệu tinh, huyễn thiên chi cảnh đều đang rung động.
Nguyên bản dị ma không nhìn cái này huyễn thiên chi cảnh, nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà bắt đầu va chạm kết giới. Trong bóng tối, nguyên một đám bóng mờ, già thiên tế nhật, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ai, ai dám giết ta dị ma? Ai dám phá hư dị độ thế giới pháp tắc? Huyễn thiên thần tộc đâu? Lăn ra đến, các ngươi làm trái công ước. Rầm rầm rầm. Dạ Lăng Phong bị dại ra. Những thứ này già thiên tế nhật huyễn ảnh, bọn họ là ai? Hắn vốn định đại khai sát giới tới, lại lập tức an tĩnh lại. Bởi vì hắn ý thức được, những thứ này dị ma cũng không phải là chỉ là chấp hành bản năng. Bọn họ sau lưng, có người thao túng. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi tại dị độ thế giới, ta bình tĩnh sẽ tìm được ngươi. Ngươi, chết chắc. Rầm rầm rầm. Quang ảnh lấp lóe. Những hình ảnh kia, tựa như là cảnh không thực, bầu trời cùng đại hải lăn lộn cùng một chỗ, cự thú cùng con kiến đấu sức, hết thảy tựa như ảo mộng. Giống như chọc tổ ong vò vẽ. Dạ Lăng Phong, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nắm chặt trong tay thập phương trấn ma trụ. Không nên quay đầu lại. Hắn nói với chính mình. Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh đứng tại Tử Diệu Tinh thần tháp trước, đã đứng ba canh giờ. Biển người, nguyên một đám người theo bên người đi qua, đi Tử Diệu Tinh thần tháp tu luyện. Bên ngoài Miêu Miêu còn trong tinh không chạy trốn. Không có chuyện gì, Lý Thiên Mệnh không dùng trở về, tại cái này huyễn thiên chi cảnh tu luyện là đủ. Hắn dùng phá hư kết giới hạch, tranh thủ đến thời gian. Thế mà, có thời gian về sau, lo lắng duy nhất, cũng là cứu không được Dạ Lăng Phong. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh nếu như liều chết, bị Hy Hoàng phá kiếp, Hy Hoàng có khả năng sẽ ở hai ngày này, liền đem Dạ Lăng Phong mang về. Có thể, lấy mạng đổi mạng, đối với người nào cũng không tốt. Đây là hạ sách. Lý Thiên Mệnh dùng thượng sách, bởi vì hắn 100% tín nhiệm Dạ Lăng Phong. Thế nhưng là, hắn đã không thể đếm hết được, có bao nhiêu ngày, không thấy hắn rồi. Hắn hai tay nắm, một đôi mắt không chớp nhìn chăm chú lên biển người. Hắn hy vọng nhiều, có lẽ chính mình nháy một cái ánh mắt thời điểm, hắn sẽ xuất hiện trong đám người. Có lẽ, không phải Tiểu Phong không được, mà chính là thế giới kia, quá kinh khủng. Huỳnh Hỏa nói. Đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ. Một ngày đi qua. Hắn nhất định phải tiến Tử Diệu Tinh thần tháp, không có quá nhiều thời gian, ở chỗ này chờ đợi. Đi vào đi. Lý Thiên Mệnh bước chân. Trong lòng của hắn rất rét lạnh. Ba. Bỗng nhiên, có người từ phía sau, vỗ một cái bờ vai của mình. Lý Thiên Mệnh toàn thân trì trệ, lập tức xoay người. Trong đám người, một cái tóc đen đỏ mắt thiếu niên, nhìn lấy chính mình, toát ra mỉm cười rực rỡ. Ta còn sống, kinh hỉ sao? Là Dạ Lăng Phong. Vẫn còn, không có ta tưởng tượng bên trong như vậy đồ ăn. Lý Thiên Mệnh cười nói, hắn căng cứng tiếng lòng, triệt để nhẹ nới lòng. Tiểu Phong, hiện tại tình cảnh như thế nào? Dạ Lăng Phong đem chuyện mới vừa phát sinh, nói với hắn một lần. Ta bảo hôm nay cái này huyễn thiên chi cảnh, có vẻ giống như đang run đâu, nguyên lai cùng ngươi có quan hệ. Nghe xong hắn nói hết thảy, Lý Thiên Mệnh lại buông lỏng không ít. Hết thảy quá mê huyễn, ta cũng không hiểu rõ. Dạ Lăng Phong nói. Bất kể nói thế nào, ngươi có thể tìm tới tại dị ma trước mặt bảo mệnh phương thức, đã là tin tức vô cùng tốt. Lý Thiên Mệnh nói, duy nhất phiền phức là, thông tổ ong vỏ vẽ, giống như chọc phiền toái hơn nhân vật. Đối thủ, càng ngày càng đáng sợ. Thiên Mệnh ca, cửa này ta đều qua, tiếp đó, ta tiếp tục dốc hết toàn lực, nhất định chờ ngươi, không cho ngươi kéo chân sau. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Hắn phương thức nói chuyện thay đổi, càng có lòng tin. Thành, như cái gia môn, Lý Thiên Mệnh cười nói. Người sinh biến số rất nhiều. Kinh lịch mưa gió, mới có càng đẹp cầu vồng. Ta và ngươi ước định một chút, từ hôm nay trở đi, cách mỗi 10 ngày, ngươi ở chỗ này gặp ta một lần, để cho ta biết được ngươi bình an. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Dạ Lăng Phong trọng trọng gật đầu. Đi đào mệnh đi, ta gần nhất cũng đang trốn mệnh, thật sự là huynh đệ khó khăn, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta, sẽ không chết, Dạ Lăng Phong cắn răng nói. Sẽ không quá lâu. Ta sẽ đi tìm ngươi. Chịu đựng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Dạ Lăng Phong lần nữa gật đầu. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên ý chí kiên định. Cho dù là thiên hồn, ánh mắt của hắn, cũng có ma một dạng chấp niệm. 10 ngày sau gặp.
Lý Thiên Mệnh đi hướng Tử Diệu Tinh Thần Tháp, tại cửa ra vào thời điểm, quay đầu nói với hắn. Tốt. Dạ Lăng Phong gật đầu. Bọn họ đi hướng phương hướng khác nhau. Nhưng lại có giống nhau hừng hực. Thập Phương Đạo Quốc, Thần Đô. 100 cái Nguyệt Thần tộc tiểu thiên tài nhóm, thông qua cứng nhắc, non nớt nghe ngóng, tìm đến nơi này tới. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, ba cái tên này, đều rất vang dội. Ta cũng đánh nghe cho kỹ, thân nhân của bọn hắn, đều ở cái này gọi là Thần Đô địa phương. Có cái gì ông ngoại, sư tôn, nãi nãi loại hình nhân vật, đều có thể đem ra xem như tay cầm, để cái này dám to gan phá hư chúng ta Hạo Nguyệt Thần Vương kết giới xúc sinh, nỗ lực giá cao thảm trọng. Không nghĩ tới, chúng ta nhỏ như vậy, đều có thể vì bệ hạ lập công đâu. Hi hi, người nơi này rất yếu a, những người kia xem chúng ta là hài tử, còn muốn phản kháng, kết quả một bàn tay thì cho phiến chết rồi. Chậc chậc, cha ta nói, hạt bụi thế giới người, cũng là nuôi nấng heo giống như, xem như súc vật là có thể. Bọn họ không biết điều nữa, nghênh ngang, tập kết cùng một chỗ, đi tới thần đều trên không. Hiện tại người quản sự, gọi là Diệp Thiếu Khanh, là Lý Thiên Mệnh sư tôn, nghe nói cùng hắn quan hệ rất tốt. Thực lực gì? Nhiều lắm là thiên thánh cảnh giới đi. Cùng ta 5 tuổi thời điểm không sai biệt lắm, thức ăn ngon a, hì hì. Loại thực lực này, đều có thể tại địa bàn lớn như vậy làm đế hoàng, buồn cười quá, cùng nhà tròi giống như, người nói ta muốn không phải ở lại chỗ này, cũng làm một chút hoàng đế. Vẫn là khác đi, liền nguyệt tinh nguyên đều không có, còn không có tiền bối truyền thừa thiên hồn, nơi này tu luyện 100 năm, cũng không bằng tại nguyệt chi thần cảnh 1 năm. Nói cũng phải hả a, bắt đầu hành hạ người mới đi. Khoảng cách tại chỗ thần đô trận đại chiến kia, đã qua thời gian hơn 1 năm. Cái này thời gian 1 năm, thập phương đạo cung trưởng quốc, thần đô hết thảy bách phế đãi hưng. Trải qua hơn 1 năm thời gian kiến thiết, lúc trước tiếp cận chiến thành phế tích thần đô, bây giờ khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Bất quá, thần đô tinh thần diện mạo, so với lúc trước cửu minh nhất tộc lúc ta cầm quyền, hoàn toàn cải biến. Bây giờ thần đô, sạch sẽ, trong suốt, hài hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, dân chúng thượng võ lại không biêu hãn, dã man. Phú phong thịnh hành, quy củ nghiêm minh, thiên hạ đại đồng. Những người ở nơi này, cảnh giới đẳng cấp tuy nhiên thấp, nhưng cũng không nguyên thủy, càng không ăn lông ở lỗ. Điểm này, những cái kia nguyệt thần tộc tiểu thiên tài nhóm, biểu thị có chút không nghĩ ra. Lạc hậu địa phương, không cần phải liền tố chất, văn hóa, đều lạc hậu sao. So sánh tới nói, nếu như thần đô vẫn là bộ lạc thời đại, bọn họ cảm thấy thích hợp hơn một số. Bọn họ một nhóm người này, tại thần đô trên không chạy như bay mà qua, bay thẳng hoàng thành. Kiêu ngạo như vậy hành động, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Thần đô trên đường phố, rất nhiều dân chúng đi ra xem chừng, thậm chí có người ngăn cản. Bất quá, phàm là chặn đường người, đều bị bọn này tiểu hài tử đánh bay đi ra ngoài, đập xuống đất, bị mất mạng tại chỗ. Còn có người vào tới trên đường phố, dẫn xuất thức thần, va chạm một mảng lớn, tùy tiện chơi đùa. Đem sinh tử của người khác, nắm trên tay. Bọn họ số tuổi này, chính là lớn nhất gấu, lực phá hoại mạnh nhất, lớn nhất không pháp kỷ, làm việc nhất không nhìn hậu quả thời điểm, tại cái này không có cha mẹ quản giáo địa phương, khi bọn hắn phát hiện, chính mình nắm giữ nghiền ép hết thảy thực lực thời điểm, hắn bản tính hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ha ha, thật rất yếu a, đám rác rưởi này. Rầm rầm rầm, bọn họ xông ngang xông thẳng, còn đem phá hư xem như trận đấu. Nhìn lấy những cái kia thần đô dân chúng, bối rối, hoảng sợ, vội vàng chạy trốn, bọn họ càng vui vẻ. Lá gan vẫn rất tiểu. Một bàn tay đều nhịn không được. Hây, người cái này là chết sao? Những người này mạng nhỏ, yếu ớt cùng con kiến giống như, nhẹ nhàng bóp liền chết. Tuy nhiên chỉ có 100 người, nhưng bọn hắn không kiêng nể gì cả, ánh mắt tỏa ánh sáng, tựa như là cá giết sang sông, chỗ đến, một mảnh hỗn độn. Những người này đến cùng là ai? Không biết, đều là 10 tuổi tiểu hài tử, làm sao đều mạnh như vậy? Bọn họ trên trán đều có tầm 1 tháng răng ký hiệu, sẽ không phải là thượng thần hậu nhân đi. Thần đô bách tính lộn nhào, hoảng sợ đào tẩu. Bọn họ đoán không sai, những thứ này nguyệt thần tộc tiểu hài tử, cha mẹ của bọn hắn, tối thiểu đều là thượng thần. Cứ như vậy, này một đám, châu chấu, không ai cản nổi, giết tới Tân Hoàng Thành. Ai là Diệp Thiếu Khanh, cho người ra ra nãi nãi nhóm lăn ra đến. Lý Thiên Mệnh thân nhân đâu?
Cái gì nãi nãi, ông ngoại, lập tức xuất hiện. Cho các ngươi 10 hơi thời gian, không ra, đem các ngươi toàn thành cho đồ. Nguyệt thần thiên thành quy củ xâm nghiêm, trọng tôn ti đẳng cấp, tất cả trưởng bối đều cần tôn trọng. Tại cái kia dạng đè nén không khí dưới, một khi thả ra tâm lý ma quỷ, những đứa bé này, cái gì đều có thể làm được. Đúng, chúng ta muốn làm thịt người. Bọn họ kêu la nửa ngày, 10 hơi thời gian rất nhanh liền đi qua. Để bọn hắn ngạc nhiên là, cái này hoàng thành có vẻ giống như không có một ai. Bọn họ động tĩnh lớn như vậy, sao một chút phản ứng đều không có. Đem tòa đại điện này đập. Trong lúc nhất thời, bọn họ tế ra thức thần, hô nhau mà lên. Đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng lại có người vây quanh mà đến. Khoảng chừng hơn 1000 người. Trong thời gian ngắn, đem cái này 100 cái nguyệt thần tộc tiểu hài tử, toàn bộ vây quanh. Thiên la địa võng. Người tới số tuổi, cơ bản đều tại 20 tuổi trở lên, so bọn này tiểu hài tử lớn không ít, cơ bản đều là thanh niên, thậm chí là trung lão niên. Khi bọn hắn xuất hiện về sau, tiếp cận 2500 cộng sinh thú, xuất hiện tại bọn hắn bên người, càng là già thiên tế nhật, lít nha lít nhít, phong kín những đứa bé này đường lui. A, à, nguyệt thần tộc những đứa trẻ đều ngây ngẩn cả người, bọn họ có chút không làm rõ ràng được tình huống. Nơi này, làm sao có nhiều như vậy cổ thánh cảnh? Không biết a, thân vương điện hạ không nói. Hắn chỉ nói nơi này cực hạn, là cổ thánh cảnh nhất nhị trọng hai bên. Nếu là cực hạn, tại sao có thể có hơn 1000 người? Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Không có việc gì, đều là tư chất kém bản nguyên thú tộc, cái kia cộng sinh thú cũng là hung thú, không có gì khác biệt, bọn họ liền nguyệt tinh nguyên lực lượng đều không có, ta một cái đánh 100 cái. Người cái này tính là gì, ta một cái đánh 1000 cái. Ta 10000 cái. Ta có thể đánh 1 tỷ. Ta ca lợi hại nhất, ta ca ăn rồi cứt. Đám người này mới là thổi thần, trực tiếp thổi lên trời. Nghe con mới sinh không sợ cọp, phần lớn người vẫn chưa tới 10 tuổi, 7-8 tuổi, cơ bản còn tại nhà ấm bên trong. Ở trên ngàn cái người tới hậu phương lớn. Diệp Thiếu Khanh cùng một cái tam đồng thiếu niên đứng chung một chỗ. Cái này tam đồng thiếu niên, đại khái là 13 tuổi, hắn mi tâm bên trên có một cái cạn con mắt vàng kim, đã chứng minh hắn thái cổ hiên viên thị, tam nhãn chân long mạch, thân phận. Hắn gọi hiên viên Ngọc Hải, bối phận so hiên viên Mộc Tuyết thấp hơn một đời, là hiên viên đạo cháu trai. Tiểu huynh đệ, sau cùng xác nhận một chút, toàn bộ chế phục, thậm chí, toàn giết. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng vậy, chúng ta lão tổ tông nói, nếu như đối phương toàn bộ hành trình bại lộ, toàn bộ chằm chằm chết, một cái cũng không thể thả đi. Hiên viên Ngọc Hải nói. Mặc dù tuổi tác cũng không lớn, có thể hiên viên Ngọc Hải xem ra rõ ràng càng cẩn trọng một số. Dù là thái cổ hiên viên thị tầng thứ, kém xa nguyệt thần tộc, nhưng bọn hắn tại Viêm Hoàng Đại Lục 200.000 năm, phập phồng, lắng đọng cứng cỏi ổn trọng tính cách, truyền thừa con cháu. Xem xét lại nguyệt thần tộc, độc bá nguyệt chi thần cảnh 100.000 năm, không có đối thủ. Làm hoàng tộc, những đứa bé này mới mấy tuổi, đều quen thuộc ngoại tộc đối với mình khúm núm. Khó khăn, quả thật có thể khiến người ta, càng khát vọng trưởng thành. Được. Cái kia cứ dựa theo các ngươi tôn thần nói tới. Diệp Thiếu Khanh biết, tôn thần, cũng là Khương Phi Linh tiểu nha đầu kia. Chỉ là gánh chịu thân phận mới, liền nàng đều không quá đồng dạng. Lý Thiên Mệnh phân phó về sau, nàng khẩn cấp trở về Viêm Hoàng Đại Lục, đã làm tốt hoàn hảo chuẩn bị. Nguyệt Chi thần cảnh người, không có khả năng đối hỗn độn trong thiên lao, có đầy đủ hiểu rõ. Đối bọn hắn tới nói, nơi này là một cái thần bí địa phương. Vậy liền. Để bọn hắn sinh ra đối thần bí kính sợ. Vì để tránh cho hoài nghi, tại chỗ hơn 1000 người, đều là tại 9 đại thần vực tuyển ra tới, không có cái gì rõ ràng đặc thù. Mà lại, bọn họ hơn 1000 người động thủ trước đó, trực tiếp hô to. Một đám vực ngoại tà ma, dám can đảm ở ta thập phương đạo quốc thần đô trắng trợn giết hại, xâm phạm chúng ta gia viên. Nhận lấy cái chết. Hơn 1000 ngự thú sư, hô nhau mà lên. Bọn họ sớm đã điều tra tốt. Những thứ này làm sằng làm bậy tiểu hài tử hành tung, thậm chí tại Diệp Thiếu Khanh cùng hiên viên Ngọc Hải an bài xuống, liền 10 người tổ một, cụ thể chằm chằm chết người kia, đều đã bố trí xong. Bọn họ nói động thủ liền động thủ, cộng sinh thú giống kêu lên, này một đám nguyệt thần tộc tiểu hài tử, nói cái gì đều không người có thể nghe thấy được. Bọn này thổ dân có bệnh, không biết tốt xấu, không biết trời cao đất rộng. Được, để bọn hắn biết,
chúng ta thức thần lợi hại. Muốn nói thiên phú, những người này xác thực phi thường cao, tối thiểu đều là 5-6 kiếp. Cái này kiếp vòng tại Lý thị thánh tộc, vậy cũng là khoáng cổ thức kim. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, bình quân đầu người 5-6 cái thức thần sinh ra. Dạng này cùng nhau, bọn họ đều có 5-600 cái chiến đấu cá thể. Nhưng ngay cả như vậy, đối thủ số lượng, vẫn là bọn hắn gấp 5-6 lần. Dầm dầm dầm. Thật đánh lên, đúng là một trận loạn chiến. Bởi vì tử linh rãnh trời quan hệ, nơi này cảnh giới giá trị cực hạn, đại khái cũng là cổ chi thánh cảnh nhất nhị trọng. Tại cảnh giới không sai biệt lắm tình huống dưới, nguyệt thần tộc thức thần số lượng, công pháp và chiến quyết, xác thực đều tương đối cao đầu. Chớ nhìn bọn họ 7-8 tuổi, động thủ chém giết chiến đấu, đều có tự mình hệ thống. Cả đám đều so với lúc trước càn đế còn mạnh hơn. Càn đế muốn là còn sống, hiện tại khẳng định mộng. Hắn dùng luân hồi kính diện phí hết tâm tư cường đại, nào ngờ cao cấp hơn chủng tộc, còn có nguyệt tinh nguyên cái này vũ trụ nguyên lực. Trong lúc nhất thời, cộng sinh thú thần thông oanh tạc, thần long, phượng hoàng, kiếm thú, quỷ thú, tinh thú, các loại cộng sinh thú xuất chiến, vây giết đối thủ. Nguyệt thần tộc thức thần đạo kiếp, đồng dạng lợi hại. Hiên viên ngọc hải, đồng dạng ngự long chiến đấu, thẳng thắn thoải mái, tuổi còn nhỏ, rất có phong độ đại tướng. Một cái đều khác thả đi. Bên nào có lỗ hổng, lập tức thông báo. Có thể khống chế thì khống chế, không thể khống chế thì giết, tu di giới chỉ nhất định phải lập tức cầm xuống. Chiến trường vô cùng kịch liệt, quả thực là một trận thần đô loạn chiến. Loại này chiến đấu, trong đó một phe là Hoàng Mao Tiểu Nhi, nhìn đến thần đô bách tính một mặt mộng bức. Nói thật, cái này nguyệt thần tộc tiểu hài tử, đánh lên vẫn là tương đối mãnh liệt, một cái nghiền ép 4-5 cái đối thủ, đều không có vấn đề. Mấu chốt là, bọn họ vẫn là ít người a. 10 người vây công, từng cái 2-3 đầu cộng sinh thú, mà lại phối hợp còn rất tinh xảo, cơ bản số tuổi đều lớn hơn rất nhiều. Mỗi một tháng thần tộc tiểu hài tử, đều tứ cố vô thân. A, ô ô, ầm ầm. Đánh sau đó không lâu, bọn họ liền đã toàn diện sụp đổ. Nhất là có người bị chế phục về sau, lại có đối thủ chống không, đi trợ giúp những chiến trường khác. Mỗi người đều bị mười mấy người nhìn chằm chằm, muốn thừa dịp loạn chạy trốn, không có khả năng. May mắn những đứa bé này, trách trách vù vù, căn bản giấu không được tung tích, xử lý muốn đơn giản rất nhiều. Gần nửa ngày sau, những đứa bé này toàn bộ tan tác. Có thúc thủ chịu trói, có phản kháng bị chém giết. Xuất hiện chết người về sau, bọn họ liền biết sợ hãi. Vừa rồi còn hung hăng càn quấy, hiện tại chỉ dám bối rối thút thít, nháo thành nhất đoàn. Nhân gian cảnh giới, thực lực chi khác nhau, cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Bọn họ lần này tiến đến, tính toán bị hung hăng lên bài học. Bị cầm tù, chém giết về sau, bọn họ chỉ có thể, đánh lăn kêu khóc, tê tâm liệt phế. Từng trương gương mặt non nớt, viết đầy ngốc trệ. Coi trời bằng vung, để bọn hắn bỏ ra đại giới. Phục sao, vực ngoại tà ma. Hiên viên ngọc hải quăng một thiếu niên một bàn tay. Chúng ta là nguyệt thần hoàng tộc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu niên kia cả giận nói. Cái gì hoàng tộc, từ đâu tới? Trên trời, ánh trăng, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Nha hoắc, ta đã hiểu, nếu là hoàng tộc, cái kia chính là thượng cổ hoàng tộc dư nghiệt, đem hắn chém. Hiên viên ngọc hải nói. Giơ tay chém xuống. Đầu người lăn trên mặt đất thời điểm, còn lại nguyệt thần tộc tiểu hài tử, toàn bộ chớ lên tiếng. Hiện tại biết sợ sao? Bất kể là ai, mặc kệ ngươi mấy tuổi, làm ngươi lạm sát kẻ vô tội thời điểm, coi như ngươi là thần, đều phải làm tốt, chính mình cũng sẽ bị giết chuẩn bị. Hiên viên ngọc hải cười lạnh nói. Hỗn độn thiên lao phía trên. Thời gian trôi qua, đã qua rất nhiều ngày. Phong nguyệt thân vương chờ đến hơi không kiên nhẫn. Cái chỗ chết tiệt này, liền truyền tin thạch đều mất linh, cái này hàng trăm người đi vào, đến bây giờ đều cùng đá chìm đáy biển giống như, một chút gợn sóng đều không nhìn thấy. Sẽ không xảy ra chuyện a? Phong Nguyệt Thân Vương cau mày. Hỗn độn thiên lao bí mật, mấy trăm năm đều không người có thể hiểu thấu đáo. Bên trong đã có thể sinh ra những thiên tài kia, coi như linh khí cằn cỗi, có lẽ cũng có thể sẽ có một số nhỏ cường giả. Nhưng lấy loại này linh khí mức độ, sẽ không quá nhiều. Nhưng là, trên trăm cái đi vào, mặc kệ xảy ra tình huống gì, dù sao cũng phải có người đi ra, cùng ta thông báo một tiếng a. Ta dặn dò qua bọn họ.
không muốn tụ tập đám đông rêu rao, cũng đừng đều một cái lỗ tai tiến, một cái khác lỗ tai ra. Dạo bước nửa ngày, hắn làm quyết định. Đợi thêm mấy ngày, nếu là không được, cũng không cần những đứa bé này, chiêu mộ mấy ngàn cái, không phải nguyệt thần tộc, đi vào, bọn họ tuy nhiên thiên phú thấp, nhưng tuổi tác cao, có thể có điểm kinh nghiệm. 7-8 tuổi tiểu hài tử, xác thực dễ dàng làm loạn. Nói thật, nguyệt tinh nguyên thế giới người, dựa theo trật tự tinh không quy củ, không thể tại hạt bụi thế giới làm sằng làm bậy, nhưng đây chỉ là quy củ, bọn họ nguyệt thần tộc, không nhất định phải tuân thủ, dù sao lại không người giám sát. Hắn đem nơi này tin tức, dùng truyền tin thạch mang tờ giấy, cùng Hy Hoàng thông báo một chút. Sau đó không lâu, hắn nhận được Hy Hoàng truyền tin thạch. Phía trên viết, mau trở về, mang 10.000 người đi vào. Nàng vẫn là cuống cuồng a. Chỉ là, cái này hỗn độn thiên lao, bên trong đến cùng có cái gì? 100 người, đá chìm đáy biển, cũng không có gì. Chỉ sợ nhất vạn cá nhân đi vào, đồng dạng vô ảnh vô tung. Kỳ thật, liền xem như 10.000 người, có phòng bị về sau, đều chưa hẳn có thể bắt được, đối Lý Thiên Mệnh nhân vật rất trọng yếu. Lý Thiên Mệnh duy nhất kiêng kỵ, cũng là bọn họ, để mắt tới Viêm Hoàng Đại Lục. Chằm chằm lên Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đó mới là không đề phòng địa phương. Hiện tại là hỗn độn thiên lao to lớn cảm giác thần bí, tạm thời che khuất Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng bọn hắn sớm muộn sẽ kịp phản ứng. Đến lúc đó, cũng là Lý Thiên Mệnh, trốn cũng không thể trốn thời điểm. Phong Nguyệt Thân Vương chỉ có thể trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh, đi tìm tới vạn tuổi tác lớn hơn một chút cổ thánh cảnh tu luyện giả. Nhưng phàm là Nguyệt Thần Tộc, cơ bản 10 tuổi trở lên, đều vượt qua cảnh giới này. Không phải Nguyệt Thần Tộc không có cách nào tín nhiệm, nhưng bây giờ, không có lựa chọn nào khác. Cái này đáng chết hỗn độn thiên lao, đến cùng có bí mật gì, ta nhất định muốn móc ra. Phong Nguyệt Thân Vương nhảy lên bay trên trời. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, chỉ cần Khương Phi Linh truyền tin thạch không đến, đã nói lên Nguyệt Thần Tộc, tạm thời không có để mắt tới Thiên Mệnh Hoàng Triều. Hắn liền có thể một mực lượn vòng, tại lượn vòng bên trong, tranh đoạt từng giây tiến bộ. Hy Hoàng cho là hắn tại bỏ mạng trên đường, căn bản không có cách nào tu luyện, lại căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh có huyễn thiên chi cảnh, có thái nhất tháp. Hắn nhìn như đang chạy trốn, kỳ thật chính hưởng dụng ngoài ức vạn giảm hàng tinh nguyên thế giới, tử diệu tinh, đỉnh cấp tiền bối truyền thừa. Đến 1 triệu tử diệu tinh tiền bối thiên hồn, so Nguyệt Thần Điện cao cấp quá nhiều, đó là có thể so với trật tự chi địa tu luyện phương thức. Hiện tại đem Hy Hoàng khóa tại Nguyệt Thần Thiên Thành. Tiểu Phong tình huống lại khá hơn một chút, đã 10 ngày, xem ra Linh Nhi làm tốt lắm, bên kia còn không có ra chuyện. Lý Thiên Mệnh kỳ thật đã làm tốt, Viêm Hoàng Đại Lục chẳng mấy chốc sẽ ra chuyện chuẩn bị. Nhưng nói thật, liền chính hắn, đều đánh giá thấp hỗn độn thiên lao, tại Nguyệt Thần Tộc Thần trong lòng bí cảm giác. Nhất là 3 người bọn hắn liên tiếp sinh ra. Càng là không biết, bọn họ thì càng biết, thói quen đem chuyện không thể giải thích, đổ cho hỗn độn thiên lao bản thân. Suy nghĩ một số phức tạp khả năng, mà không phải đơn giản, Viêm Hoàng Đại Lục trợ giúp. Thế mà, một đám tiểu hài tử không làm nên chuyện, các loại cái kia trên 10.000 người thành tốt đi vào, chuyện này, cuối cùng sẽ bại lộ. Lý Thiên Mệnh một bên chờ lấy Khương Phi Linh truyền tin thạch, một bên để Miêu Miêu dắt chó, một bên say mê tại tử diệu tinh thần tháp trong tu hành. 10 ngày sau, hắn cùng Dạ Lăng Phong thời gian ước định đến. Lý Thiên Mệnh lần này tại tử diệu tinh thần tháp tầng thứ 2 chờ đủ 10 ngày, liên tục đánh tan 10 cái đối thủ, hắn lúc đi ra, lại vừa vặn đụng phải Dạ Lăng Phong. Hắn khí sắc không tệ. Như thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời còn tốt, động tĩnh rất lớn, nhưng ta không có bị tìm tới. Mà lại ta phát hiện, ta có thể dùng dị ma tu luyện, đến để thăng chính mình thần ý. Đáng tiếc dị độ ký ức không gian không có nguyệt tinh nguyên, bằng không, cảnh giới của ta cũng có thể tăng lên. Dạ Lăng Phong nói, người tình huống này, thì cùng Bồ Đề lúc trước không sai biệt lắm. Bồ Đề cũng là đến Nguyệt Chi Thần Cảnh, thực lực tăng vọt, nói rõ hắn ban đầu ở 9 tầng địa ngục, thần ý cảnh giới thì phi thường cao, có thể trưởng khống sức mạnh rất lớn. Ta đã lấy được máu của ngươi, liền chờ dị độ chi thăng. Lý Thiên Mệnh nói, ta cũng tiếp tục chống đỡ đi xuống. Dạ Lăng Phong gật đầu nói, thật không có việc gì, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật không có việc gì, tuy nhiên bên trong càng ngày càng loạn, giống như có rất nhiều quái vật đang tìm ta, bất quá, ta đã không có dễ khi dễ như vậy. Dạ Lăng Phong tràn ngập lòng tin mà nói. Cũng đừng quang khoác lác a, Lý Thiên Mệnh cười nói. Không có khoác lác,
tuyệt đối không có vấn đề. Hắn đồng dạng cười nói. Được. Ta đi trước, gặp lại, 10 ngày sau gặp. 10 ngày báo một lần bình an. Cái này là cái thứ nhất 10 ngày. Nhìn đến hắn tình huống tốt đẹp, Lý Thiên Mệnh yên tâm. Như vậy, hắn hiện tại lo lắng duy nhất, cũng là Viêm Hoàng Đại Lục Thiên Mệnh Hoàng hướng bên này. Cái gì thời điểm bại lộ, mang ý nghĩa hắn, muốn trở về liều chết đánh cược một lần. Coi như không có hy hoàng, Nguyệt Thần tộc lực lượng bây giờ, đối với hắn mà nói, cũng rất đáng sợ. Mỗi một ngày tu luyện, thì cùng đã kiếm được giống như. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Chính vì vậy, hắn mới càng thêm chân quý. Bởi vì Tử Diệu tinh thần tháp, nhất định phải mỗi ngày chiến đấu một lần, mới có thể lưu lại, hắn vì có thể tu tròn 10 trời, trên cơ bản đều là sức liều toàn lực tử chiến. Cái này có thể đem đối thủ dọa phát sợ. Hắn tắm rửa tại Tử Diệu tinh truyền thừa trong ánh sao, tâm lý mặc niệm lấy. Truyền tin thạch, không nên đến. Càng kéo, càng có cơ hội, tránh thức trở về từ cõi chết. Nhìn Khương Phi Linh. Phong Nguyệt Thân Vương trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh về sau, tại cục diện hỗn loạn bên trong, muốn tìm hơn vạn cái phù hợp cảnh giới người, đều tốn không ít thời gian. Mang theo cái này ô ép một chút một đám người, đến hỗn độn thiên lao phía trên. Hấp thụ kinh nghiệm lần trước, hắn chỉ là dặn dò, mới nói nửa canh giờ. Nghe đến không có, toàn bộ giải tán, mỗi một ngày, ta đều phải có người đi ra nói cho ta biết, các ngươi nhìn thấy cái gì, gặp người nào. Bất kể có phải hay không là nhân vật mấu chốt, chỉ cần cảnh giới một chút cao một chút, đem người cầm ra đến, ta tự mình hỏi. Lần trước một đứa bé cũng chưa trở lại, thực sự quá quỷ dị. Thân vương, lần trước đi vào người, cần phải cũng bị mất. Trên 10.000 người tập hợp một chỗ, sự thật này, để một số nhỏ có chút khiếp đảm, thậm chí chân tay luống cuống. Lần trước coi như ta thất sách, đều là trẻ con, thiên phú lại cao hơn đều không làm nên chuyện. Các ngươi cẩn thận một chút là được rồi, yên tâm đi, nhìn xem chỗ này thiên địa linh khí mức độ, một cái đạp thiên chi cảnh, đều có thể đem nơi này hút khô. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Tốt a, phân tán, kịp thời thông báo, nghe đến không có. Biết, trên 10.000 người, liên liên tiếp tiếp đi vào. Những người này cẩn thận, điệu thấp, cùng những cái kia thiên phú cao, chiến lực mạnh mẽ tiểu hài tử so sánh, bọn họ ở vào một cái khác cực đoan. Thế mà. Kỳ thật đối Lý Thiên Mệnh tới nói, bọn họ cẩn thận, mới thật sự là khó chơi. Một mảnh trong rừng, trước mắt cũng là như màu đen thiên bích một dạng tử linh rãnh trời. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, sóng vai đứng ở chỗ này. Thứ 38 lần, Lâm Tiêu Tiêu nói. Khương Phi Linh biến hóa rất lớn, dù là thần sắc ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, có thể ánh mắt bên trong quang mang, lại càng ngày càng hưng thịnh. Nàng không quá quản vĩnh sinh niết bàn sự tình, mà chỉ nói, Nguyệt Thần tộc lần trước hành động không có kết quả, lần này nhất định sẽ tăng lớn nhân thủ, mà lại, sẽ không lại cầm tiểu hài tử đi hồ nháo. Cho nên, người để 100.000 người tiến vào, theo nhân số phía trên nhìn, hẳn là có thể xử lý sạch a. Lâm Tiêu Tiêu nói, xử lý không được, Hy Hoàng chỉ cần lên tâm tư, Viêm Hoàng Đại Lục chẳng khác nào bại lộ tại trước mắt nàng, chỉ là sớm muộn khác nhau thôi. Chỉ cần mấy ngàn người đi vào, tùy tiện ra tới một cái, bọn họ đều có thể đoán được, không phải hỗn độn thiên lao nuốt bọn hắn người, mà chính là bên ngoài bị bọn họ sơ sót Viêm Hoàng Đại Lục cũng có người tiến vào. Muốn không phải đối phương chủ sự người quá gàn bướng, hắn tại Viêm Hoàng Đại Lục đi một vòng, đều có thể đạt được đáp án. Khương Phi Linh trầm giọng nói. Cái kia, muốn thông chi hắn a, đoán chừng không sai biệt lắm, Lâm Tiêu Tiêu nói. Lại chống đỡ một chút, chờ một chút nhìn. Nàng nơi này không nhìn thấy, nhóm thứ hai tổng cộng có bao nhiêu người, tiến vào hỗn độn thiên lao. Nàng phái đi vào 100.000 người, chỉ có thể ngăn cản những người này ở đây thập phương đạo quốc làm loạn, nhưng lại không ngăn cản được, Thiên Mệnh Hoàng triều bại lộ. Hy Hoàng cũng không biết, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ bọn họ quỹ tích khác biệt, không biết hắn trả tại Viêm Hoàng Đại Lục lăn lộn qua. Hiện tại, nàng đoán chừng nhanh biết. Hy Hoàng cung. Ánh trăng tối tăm. Một đạo truyền tin thạch bay tới. Trong bóng tối, một đôi tay ngọc nắm cái kia truyền tin thạch, mở ra phía trên tờ giấy, nhìn thoáng qua. Há, thì ra là thế đâu. Nàng nhịn cười không được. Ta xem một chút, bên cạnh đế sư lòng sinh hiếu kỳ, mở ra tờ giấy xem xét, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lần này, hắn rốt cuộc chạy không được. Đế sư đồng dạng cười. Không nghĩ tới a,
gia hỏa này còn ở lại chỗ này Viêm Hoàng Đại Lục, sang một cái Thiên Mệnh Hoàng Triều. Sau lưng có vạn vạn ức chúng sinh trèo trống, Hy Hoàng vui vẻ. Có điểm giống nhà tròi, đế sư nói. Không đúng, hắn là thật nhân hoàng, hắn có cái kia bá lực. Chỉ tiếc, một cái hạt bụi thế giới trèo trống, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Hy Hoàng nói. Cho nên, để Phong Nguyệt, mang 100.000 thượng thần, mỗi người phá một tòa thành trì, để Viêm Hoàng Đại Lục long trời lỡ đất, thẳng đến cái này Lý Thiên Mệnh, lăn đến chấm dưới hông đến. Hy Hoàng chỉ muốn, bắt hắn mấy cái thân nhân. Vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại còn là một nhân hoàng. Nhân hoàng, ha ha. Không nghe lời thật sao, đem ta nhất quân đúng không? Vậy liền để ngươi, biến thành hại chết chúng sinh thiên cổ tội nhân. Muốn làm nhân hoàng, ngươi cũng đã biết, minh quân cùng dân mất nước, chỉ có kém một đường. Đế hoàng, không phải dễ làm như thế. Chúng sinh có thể dơ lên ngươi, nhưng bọn hắn, cũng là các ngươi nhược điểm. Điểm này, Nguyệt Chi thần cảnh nữ hoàng, cảm thụ sâu nhất. Có Thiên Mệnh Hoàng Triều tồn tại, đối cái này Nguyệt Chi thần cảnh nữ hoàng tới nói, dùng Lý Thiên Mệnh đến phá kiếp chuyện này, trên cơ bản không có sơ hở nào. Đây là vô cùng lớn tay cầm. Hắn lại bởi vì Thiên Mệnh Hoàng Triều mà khuất phục a. Đế sư đứng từ một nơi bí mật gần đó, ánh mắt sâu xa. Nàng ngón tay xoa cằm, một bên suy nghĩ một bên hỏi. Một cái vì bằng hữu mạo hiểm đi vào trước mặt ta tiểu nam nhân, trên mặt hắn cơ hồ viết, trọng tình trọng nghĩa, bốn chữ này, trọng tình, chính là tử huyệt của hắn. Hy Hoàng yêu kiều cười một tiếng. Nàng cười đến rung động lòng người, nghe rất dụ hoặc, nhưng cái này kỳ thật, là một loại chế giễu. Liên Liên, ngươi hiểu sao? Người đời này, lại không thể thích quá nhiều người, lại không thể có quá nhiều quyến luyến. Nhiều thích một người, thì thêm một cái tử huyệt. Cho nên nha, chúng ta tại không cha không mẹ, không có huynh đệ, không có tỉ muội, không có con nối dõi. Ngoại trừ ngươi, ta cơ hồ không có kẽ hở. Cái này Lý Thiên Mệnh không giống nhau, ngươi nhìn ánh mắt của hắn liền biết, hắn có ý chí mãnh liệt, muốn đi đối người đứng bên cạnh hắn tốt, liền xem như cộng sinh thú, đều có thể làm thân huynh đệ. Dạng này người, có thể làm hiệp khách, có thể làm anh hùng, nhưng là hắn không đảm đương nổi đế hoàng, hắn làm đế hoàng, cũng là đang hại người. Dưới cái nhìn của nàng, loại này người, cũng là một cái kẻ ngu. Đây không phải não tử, phải chăng thông tuệ vấn đề. Mà chính là từ vừa mới bắt đầu, quan tâm quá nhiều người, cũng là tự tìm đường chết. Người muốn tự tư một chút, mới có thể sống đến càng lâu. Đế sư nói. Các nàng nhìn nhau cười một tiếng. Nhân gian rất nhỏ, nhân sinh rất ngắn, bên người có một người, là đủ rồi. Hy Hoàng nói. Ừm. Hy Hoàng cung yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Mệnh vấn đề không lớn, nhưng là hắn tạo thành phiền phức, lại như giỏi trong xương, hoàn toàn không vung được. Đế sư nói. Chết bao nhiêu người rồi. Nghe nói như thế, Hy Hoàng ánh mắt, cũng biến đến vô cùng nghiêm túc. Một cỗ tức giận, xông lên lông mày của nàng. Hơn 1.300 người tử vong, còn có hơn 500 người mất tích. Đế sư trầm giọng nói. Tên sát thủ kia, theo tiến tới bắt đầu, thì không đình chỉ qua giết hại. Nguyệt thần thiên thành lại phong bế, cuối cùng đều sẽ có nhân viên lưu động. Còn có rất nhiều người, vốn chính là tại có tổ chức truy sát cái kia hung đồ, kết quả lọt vào phản sát. Hắn rất cơ cảnh, bố trí hơn 1.000 cái bẫy dập, hắn một cái đều không đụng tới. Người này quả thực cũng là một cái u hồn, vô ảnh vô tung, giết người không thấy máu. Đế sư trong thanh âm, có thật sâu gian nan khổ cực. Những ngày gần đây, các nàng một khắc đều không dừng lại tới. Tại toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành, thiết lập bẫy dập, truy đuổi hung đồ, lại hoàn toàn không có kết quả. Đối phương biết rõ các nàng tồn tại, căn bản không cùng các nàng cứng đối cứng, mà chính là không ngừng giết Nguyệt Thần tộc, buồn nôn các nàng. Hiện tại Nguyệt Thần Thiên Thành, quả thực tên bất lưu sinh. Một cái nhìn không thấy sát thủ, tựa như là ác mộng. Hắn thậm chí chui vào có thủ hộ kết giới gia tộc, rất nhiều người còn trong tu luyện, thì bị mất mạng tại chỗ. Hiện tại lòng người bàng hoàng, các loại dư luận thịnh hành. Thậm chí có nghe đồn nói, cái này hung đồ hết thảy có hơn 100 người. Nguyệt Thần Thiên Thành, lại không trước kia phồn hoa. Đúng vào lúc này, lại có truyền tin thạch truyền đến. Sát thủ xuất hiện tại Phong Nguyệt Thần Phủ. Phong Nguyệt Thần Phủ bị giết 231 người, bao quát Phong Nguyệt Thân Vương thê thiếp, con nối dõi. Hy Hoàng con mắt trợn tròn.
Phong Nguyệt Thần Phủ không phải có thần cấp kết giới. Đế sư cả kinh nói. Thần cấp kết giới đều có thể vào, nói rõ cái này hung đồ, đã mưu đồ rất lâu. Dù sao, Phong Nguyệt Thân Vương gần nhất vừa đi vừa về hành động, động tĩnh so sánh lớn. Hắn không tại trong phủ đệ, đối phương rất có thể biết. Có thể là bắt Phong Nguyệt người trong nhà, để mở ra kết giới. Hai người tại cầm tới truyền tin thạch thời điểm, liền hướng bên kia hướng. Các nàng tại Phong Nguyệt Thần Phủ, thì bố trí có bẫy dập, cũng không biết, cái này hung đồ sẽ hay không rơi vào trong cạm bẫy. Đúng rồi, cha mẹ ngươi có phải hay không, cùng Phong Nguyệt ở cùng một chỗ. Đế sư lo lắng hỏi. Đúng. Hy Hoàng nhanh như điện chớp. Tiến lên trên đường, lại một cái truyền tin thạch bay tới. Khởi bẩm bệ hạ, Nguyệt Phụ, Nguyệt Mẫu, bất hạnh tiên thăng. Nguyệt Phụ, Nguyệt Mẫu, đó là Nguyệt Chi thần cảnh, đối nữ hoàng phụ mẫu tôn xưng. Hy Hoàng phụ thân, không có làm qua hoàng đế. Bất hạnh tiên thăng, cái kia chính là bị giết. Hy Hoàng đột nhiên ngừng lại. Dưới mặt nạ, ánh mắt của nàng hoàn toàn vặn vẹo, cả người lại lần nữa rất khí trùng thiên. Cái kia truyền tin thạch, bị nàng bóp thành bột phấn. Nàng là một cái tự xưng, tương đương với không cha không mẹ, người. Thế mà, thế sự nơi nào có đơn giản như vậy? Liền nữ hoàng phụ mẫu, tại trùng điệp bảo hộ phía dưới, đều bị hung đồ giết chết, quyền uy của nàng, đã bị lần thứ hai chí mạng khiêu chiến. Tin tức này truyền đi, Nguyệt Chi thần cảnh sẽ càng thêm thê thê lương hoảng sợ. Phẫn uất, không cam lòng, xông lên đầu. Tinh không sát thủ cùng Lý Thiên Mệnh, đều tại ngay dưới mí mắt nàng, một cái giấu giếm, một cái đảo vong, để cho nàng bị chưa bao giờ có khiêu chiến. Khi nàng đến Phong Nguyệt thần phủ thời điểm, hung đồ sớm liền không còn hình bóng. Đối phương chuyên môn cùng nàng chơi trốn tìm. Nguyệt thần thiên thành lớn như vậy, muốn tìm một cái cất giấu đỉnh cấp cường giả, thật quá khó khăn. Lại là một lần bị cái này hung đồ đùa bỡn. Làm cha mẹ mình thi thể, liền đầu đều không có, ngược lại ở trước mắt thời điểm, Hy Hoàng hô hấp trầm trọng, ở ngực trên dưới chập trùng. Lúc này tâm tình chi bạo động, cùng kết giới hạch bị Lý Thiên Mệnh hủy đi thời điểm, cơ hồ không kém bao nhiêu. Liên tục hai lần. Trong nội tâm nàng hỏa diễm, mù mịt, toàn bộ hướng trong cổ họng tuôn. Bệ hạ nén bi thương. Vô số người quỳ trên mặt đất kêu khóc. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn lấy cái này hai bộ thi thể. Bởi vì tuổi thơ kinh lịch, bởi vì bọn hắn trọng nam khinh nữ, nói thật, nàng thậm chí có chút đáng ghét bọn họ. Đã từng vô số lần nguyền rủa, hy vọng bọn họ sớm một chút đi chết. Có thể khi bọn hắn thật chết ở trước mặt mình, lúc tuổi già chết bất đắc kỳ tử, tay của nàng vẫn là run rẩy. Là các ngươi, để cho ta tới đến trên cái thế giới này. Càng làm cho nàng khó chịu là, chung quanh kêu khóc người, thực sự quá ồn. Nàng không có như vậy bi ai, thế nhưng là toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, đều biết nữ hoàng phụ mẫu đều bị làm thịt a. Nàng nhất định phải đến bi ai, thống khổ. Cái kia hung đồ, tại tiến đến cái này hơn 10 ngày về sau, đã sớm tại chủ tính. Sau đó vào hôm nay, cho nàng vô cùng tàn nhẫn nhất một hạ mã uy. Một cái khả năng không kém gì nàng người, tiềm tàng tòa thành lớn này, muốn để cho nàng được cái này mất cái khác, thực sự quá dễ dàng. Mặt đất, người kia dùng cha mẹ của nàng huyết, viết một hàng chữ. Đừng nóng vội, đây chỉ là bắt đầu. Cái kia 7 chữ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ thiểm quang. Không tệ. Hy Hoàng đứng dậy, ánh mắt tích huyết. Tại địa bàn của ta, bắt ta tay cầm, tùy tiện chơi đúng không? Vậy cũng chớ để cho ta, bắt lại ngươi tay cầm, nếu không, nghìn lần vạn lần, còn cho ngươi. Lý Thiên Mệnh tay cầm, nàng đã bắt lấy. Nơi này còn một cái, càng biết nhảy. Thế mà, người sống một đời, người nào không có nhược điểm đâu. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Cái thứ hai, 10 ngày khiêu chiến, bắt đầu. Mỗi đánh bại một cái đối thủ, mới có thể tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ hai, dừng lại lâu một ngày. Lần trước hoàn thành 10 ngày khiêu chiến, một lần đều không thua, đó là bởi vì vận khí tốt. Tầng thứ hai người khiêu chiến, cảnh giới đạt tới, trật tự thiên, đều có. Loại thực lực này đạt ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, đều có thể bay đến trên Thái Dương đi. Cái này lần thứ hai, 10 ngày khiêu chiến, Lý Thiên Mệnh giữ vững được 8 ngày. Ngày cuối cùng, đụng phải một cái đạp thiên thập nhất giai, Mệnh Luân Thiên, cao thủ, hơn nữa còn là một cái quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không địch lại chiến bại, lui ra Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Từ đó, hắn đoạn thời gian này,
tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp thời gian tu hành, đạt đến 18 ngày. Cái này Tử Diệu Tinh Thần Tháp tầng thứ 2 hiệu quả, là đệ nhất trọng gấp 3 trở lên. So sánh Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu, đi vào huyễn thiên chi cảnh đoạn thời gian kia, cơ hồ tương đương tại có hơn 50 trời tu hành. Thời gian không tính ngắn. Có thiên hồn thái nhất tồn tại, hắn mỗi ngày hiệu suất kinh người. Tăng thêm trong lòng vội vàng, muốn đánh vỡ cục diện này, phù hợp mệnh kiếp thiên ý ý chí. Đây là đứng đầu nhất tư nguyên trồng chất, đổi lại người nào đến, đều không kém được. Tử Diệu Tinh nơi truyền thừa, có hơn 3.000. Ta hiện tại thấy, bất quá chỉ là một góc của băng sơn. Cái này có thể so với trật tự chi địa hằng tinh nguyên thế giới, còn có quá nhiều có thể khai quật địa phương. Lý Thiên Mệnh vẻn vẹn chỉ tính, vừa mới nhập môn. Tử Diệu Tinh Thần Tháp mặt trên còn có thất trọng, cổ thần tượng còn có hơn 90 tòa. Nếu như ta có thể tại cái này Tử Diệu Tinh Thiên Hồn Thế Giới, đi đến điểm cuối, vậy liền mang ý nghĩa, ta cũng có thể tại trật tự chi địa, chính thức đặt chân. Thế mà, kẹt ở trước mắt cửa ải khó, Hy Hoàng cùng Bồ Đề hai người, quyết định sinh tử của hắn. Mệnh kiếp thiên ý trưởng thành tốc độ, so với lúc trước đế hoàng thiên ý, nhanh nhiều lắm. Đều là thiên ý, tu hành thời điểm, tư nguyên kém vạn lần. Tại Tử Diệu Tinh tầng thứ 2, Lý Thiên Mệnh đã quan sát 500.000 đỉnh cấp thượng thần tu luyện cảm ngộ. Từng lần một phân tích, mang đến tự thân thiên ý trưởng thành. Quan sát là một loại học tập. Cuối cùng có thể hay không nắm giữ, còn phải nhìn ngộ tính của mình. Nếu có thể có nguyệt tinh nguyên, tinh luân nguyên lực, hẳn là có thể đột phá. Có điều, còn thiếu rất nhiều. Trên thực tế, cảnh giới thần ý thiên ý trưởng thành, hoàn toàn một vị dựa vào tiền bối truyền thừa thiên hồn, dạng này cũng không được. Tự mình suy nghĩ, đốn ngộ, tại lịch luyện bên trong trưởng thành, kỳ thật quan trọng hơn. Mặc dù sẽ chậm, nhưng tuyệt đối càng vững vàng. Theo Tử Diệu Tinh Thần Tháp đi ra, Lý Thiên Mệnh liền tại cửa ra vào chờ đợi. Lại 2 ngày nữa, cũng là hắn cùng Dạ Lăng Phong ước định, cái thứ 20 ngày thời gian gặp mặt. Thời gian rất nhanh liền đến. Lần trước, Dạ Lăng Phong đúng hẹn mà tới. Nhưng là lần này, Lý Thiên Mệnh đợi lâu một ngày, hắn vẫn chưa từng xuất hiện. Ra chuyện rồi. Ước định cẩn thận thời gian không tới, nhất định là ra chuyện. Hoặc là bị phát hiện, hoặc là đã trốn được càng xa. Thậm chí có khả năng, đã không tại nhân thế. Vừa hòa hoãn hơn 10 ngày, Dạ Lăng Phong lại lần nữa lâm vào vòng xoáy bên trong, sinh tử chưa biết. Đứng ở chỗ này hướng huyễn thiên chi cảnh bên ngoài nhìn, cái kia kỳ quái thế giới, ba động lớn hơn. Rất nhiều Tử Diệu Tinh đệ tử, đều đang nghị luận chuyện này. Nghe nói, có một ít nơi truyền thừa, đã bị ảnh hưởng, tạm thời đóng lại. Động tĩnh lớn như vậy, đều là Tiểu Phong đưa tới. 10 ngày gặp một lần. Lần trước hắn trả lòng tin tràn đầy, lần này lại thất ước. Lấy tính cách của hắn, nhất định là không thể làm gì, mới có thể thất ước. Có lẽ, lại đến sống chết trước mắt thời khắc. Lý Thiên Mệnh không có cách nào tại cái này tiếp tục chờ. Hắn theo huyễn thiên chi cảnh đi ra. Vừa mới đi ra, Khương Phi Linh truyền tin thạch, đến. Cái này mang ý nghĩa, Viêm Hoàng Đại Lục phiền toái. Họa vô đơn chí A. Dạ Lăng Phong lại lần nữa mất tích, Viêm Hoàng Đại Lục rõ ràng bại lộ. Hai cái đều là tin tức xấu, cùng lúc đánh tới. Truyền tin trên đá. Có Khương Phi Linh mang tới tờ giấy, trên đó viết. Đã bại lộ, đối phương khả năng đã trở về, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang cường giả xuống tới. Lúc trước Huy Nguyệt Độ, Vũ Sinh La, cơ hồ đều có thể chế phục toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Hy Hoàng là vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn người. Nàng vì hàng phục ta, sự tình gì đều có thể làm được. Đoán ra Lý Thiên Mệnh đến từ Hỗn Độn Thiên Lao, đó là Lý Thiên Mệnh phá hư kết giới hạch chuyện lúc trước. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh phản kháng nàng, sớm muộn đều sẽ nghênh đón một ngày này. Hiện tại khác nhau cũng chỉ là, Hy Hoàng sẽ không đích thân xuống tới. Tiểu Phong nhanh không có, đại hỏa cũng muốn trước mắt, thế nào làm? Miêu Miêu lệch ra cái đầu nói. Từ đầu tới đuôi, Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Mệnh Hoàng Triều, cũng là một thể. Hắn muốn cho Viêm Hoàng Đại Lục, thoát ly Nguyệt Thần Tộc cùng Quỷ Thần Tộc tranh đấu vòng xoáy. Thế nhưng là không có cách, một ngày này vẫn là tới. May mắn, Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị tâm lý. Đại nạn sắp tới, đã định trước chạy không khỏi, vậy liền sống mái một trận chiến đi. Hắn ngồi tại Miêu Miêu trên thân, ánh mắt thâm trầm nhìn qua phương xa ánh trăng, nói.
Miêu miêu, dừng lại, chờ một chút. Truy người giết người cũng không xa a, dừng lại, bọn họ rất nhanh liền đến. Miêu miêu nói. Chờ bọn hắn nhanh đến thời điểm, vượt qua bọn họ, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, phóng tới Nguyệt Chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc này thời điểm không về trước Phiêm Hoàng. Huỳnh Hỏa hỏi. Bây giờ đi về vô dụng, ta đi trước bổ sung một số Nguyệt Tinh Nguyên. Bất kể thế nào thời điểm, chỉ có thực lực mới có thể sửa đổi Viêm Hoàng nhân tộc, tại cái này trong khe hẹp bị số mệnh bị diệt vong. Ta sẽ không để cho bọn họ chết, ta cứu bọn họ, đó cũng là một loại tự cứu. Không phải nói ta khí vận cao sao, vậy liền là vận khí tốt. Cho nên, đánh cược một keo. Được, trong khoảng thời gian này, bản mèo đều tại loạn lắc sắt chó, thẳng tắp gia tốc, có thể vung bọn họ cách xa vạn dặm. Miêu miêu lòng tin 10 phần nói. Bọn họ chờ khoảng trong chốc lát, làm cái này trong tinh không, có năm đạo hư huyễn tia sáng lấp lóe mà đến thời điểm, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, đi. Ngồi vững vàng, chớ bị ta quăng bay đi. Miêu miêu hét lớn một tiếng, toàn thân lôi đình nổ tung. Ong ong, thẳng tắp bôn tẩu, tốc độ hung mãnh nhất. Nó như một đạo thiểm điện phong bạo, theo kẻ đuổi giết bên cạnh vượt qua đi, một đường lấp lóe, đột nhiên biến mất tại cái này trong tinh không mịt mờ. Hắn đây là muốn về Nguyệt Chi thần cảnh. Trở về tự thú. Truy. Ngũ Nguyệt sát thần, như bóng với hình. Nguyệt Chi thần cảnh, Huy Nguyệt thành. Phá nát trọng kiến Nguyệt thần điện trước. Một thân hoa lệ trường bào phong Nguyệt thân vương, đứng tại đám người trước đó. Hắn híp mắt, ánh mắt đỏ thẫm. Ngày bình thường ôn tồn lễ độ hắn, bây giờ lạnh lùng âm u. Đảm nhiệm ai cũng biết, cha mẹ của hắn, thê thiếp, con nối dõi. Để cái kia hung đồ giết hơn phân nửa, cơ hồ tương đương bị diệt cả nhà. Cái này mấy cái nhật, Nguyệt Chi thần cảnh nâng tang, Phong Nguyệt thân vương cũng tự mình gấp trở về, phụng dưỡng phụ mẫu nhập táng. Thế mà, hắn tại trong bi thống, cũng không có chịu tang, mà là ra roi thúc ngựa, rời đi Nguyệt thần thiên thành, đi tới Huy Nguyệt thành. Thu thập mệnh lệnh đã hạ đạt. Bát Nguyệt thiên thành, ngoại trừ phong bế Nguyệt thần thiên thành hoàng tộc, còn lại 7 cái phân tộc, bao quát Huy Nguyệt gia tộc ở bên trong. Mỗi gia tộc, đều phải phái ra hơn 10.000 đạp thiên chi cảnh, tiếp cận đầy đủ 100.000 Nguyệt thần tộc đại quân. Tiếp vào thánh chỉ về sau, 7 tháng thần tộc phân tộc, lập tức hưởng ứng, phái ra nhân mã, hướng về Huy Nguyệt thành hội tụ. 7 cái phân tộc tộc vương, nghe lệnh tại Phong Nguyệt thân vương, tự mình dẫn đội. Trong đó, Huy Nguyệt gia tộc bên này, từ Huy Nguyệt thiên ngự đệ đệ, Huy Nguyệt thiên hoàng, đảm nhiệm lâm thời tộc vương. Nghe nói nhiệm vụ lần này. Là để phá hư kết giới hạch Lý Thiên Mệnh, nỗ lực giá cao thảm trọng. Huy Nguyệt thành bên trong, như là Huy Dạ Âm, Huy Nguyệt dục bọn người, tích cực tham dự. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh cùng tinh không sát thủ, tiếp cận gây nên oanh động, đả thương nặng Nguyệt Chi thần cảnh mặt mũi. Nhất là Nguyệt Phụ, Nguyệt Mẫu cái chết, cả tộc nổi giận, quần hùng xúc động phẫn nộ. Biết được Lý Thiên Mệnh tại hạt bụi thế giới, còn sang một cái hoàng triều về sau, Nguyệt thần tộc đều biết, hôm nay tụ tập. Cũng là hy hoàng muốn để hắn, trở về nhận lấy cái chết. Mặc dù nói, trật tự chi địa có mệnh lệnh rõ ràng, Nguyệt tinh nguyên thế giới, không được quấy nhiễu hạt bụi thế giới vận chuyển. Loại này quy mô hành động, kỳ thật rất loạn tới. Nhưng mấu chốt là, ngoại trừ hy hoàng, ai cũng lên không được trật tự chi địa. Đây là nàng quản hạt địa bàn, ai biết được. 100.000 đại quân, tăng thêm 7 cái phân tộc tộc vương, ngay tại tập kết, đi tới Phong Nguyệt thân vương trước mắt. Kỳ thật thì một cái hạt bụi thế giới, chừng 100 cá nhân là được rồi, không cần nhiều người như vậy a. Có người hỏi. Ta nghe người ta nói, bệ hạ là muốn hung ác một chút, trực tiếp một bước đúng chỗ, để cái kia tặc tử trả giá đắt. Dù sao, Nguyệt thần thiên thành bên trong, chết mấy ngàn người, đều phải tính toán tại cái kia Lý Thiên Mệnh trên đầu. Đã như vậy, chúng ta đổ sát hắn hơn 100 triệu dân đen, đều không đủ a. 100.000 điều tiện mệnh. Cũng không sánh nổi chúng ta một cái hoàng tộc. Không chỉ là như vậy, chủ yếu là cái kia Lý Thiên Mệnh, nắm giữ chém giết cửu tôn thiên thánh Nguyệt sư thực lực, chúng ta cần đầy đủ nhiều nhân mã, phân tán ra đến, để một mình hắn, cho dù có bản lĩnh thông thiên, đều không cải biến được cục diện. Mà lại, luận cường giả phương diện, Phong Nguyệt thân vương tăng thêm 7 vị tộc vương, đều vững vàng giết hắn. Mọi người thấp giọng nghị luận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta nghe nói, lần trước bệ hạ cũng là sơ suất, mới khiến cho tiểu tử này tìm tới cơ hội. Lần này, chúng ta đều khác khinh địch,
trực tiếp đem đối phương giết hết bên trong chính là. Cái này hạt bụi thế giới dân đen, có thể dẫn 100.000 thượng thần xuất động, đủ để tái nhập sử sách. Đến lúc đó, tốc chiến tốc thắng, mỗi người phụ trách một cái khu vực, coi như cái kia Lý Thiên Mệnh, có bản lãnh thông thiên, đều chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn thật không thể khinh địch, gia hỏa này không biết là hạng gì quái vật, khả năng bản thân thần ý cảnh giới thì rất cao, dựa vào hấp thu nguyệt tinh nguyên lực lượng nhanh chóng quật khởi. Ta nghe người ta nói, hắn có bản lĩnh làm giả tuổi tác, kỳ thật, hắn đoán chừng có mấy trăm tuổi. Đúng, hắn rất có thể, cũng không phải là một thiên tài. Đây là hy hoàng khiến người ta lan ra ngôn luận. Theo Liễu Thanh Hoan cái chết, nàng triệt để phán đoán, Lý Thiên Mệnh vô cùng không nguyện ý, bại lộ chính mình đỉnh phong thức thần thiên phú. Nàng muốn vô thanh vô tức cầm xuống thiếu niên này, đồng dạng không nguyện ý hắn bại lộ. Cho nên, hướng bình thường dân chúng tuyên dương, đem Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ phân chia ra đến, điều này rất trọng yếu. Đến mức theo, hỗn độn thiên lao, đi ra, thăm dò được Lý Thiên Mệnh cùng Lý Khinh Ngữ thân phận cái đám kia, không phải nguyệt thần tộc. Bọn họ, đã chết. Đối với phổ thông nguyệt thần tộc tới nói, Lý Thiên Mệnh thân phận, đã lắc mình biến hóa. Hắn thành một cái hạt bụi thế giới bên trong, một cái làm giả số tuổi mấy trăm tuổi lão quái vật. Hắn lừa gạt Hy Hoàng, kết quả bị nhìn thấu, dựa vào phá hư kết giới hạch chạy trốn, từ đó dẫn phát Hy Hoàng nổi giận. Bây giờ, 100.000 người tụ tập. Kỳ thật phải hoàn thành Hy Hoàng mục đích, hơn mấy ngàn thần đều đầy đủ. Nàng chỗ lấy muốn 100.000 người xuất động, thứ nhất là bởi vì, Nguyệt Chi thần cảnh không thiếu thượng thần, nàng có là binh mã. Cái thứ hai là bởi vì, nàng loại này người, muốn là 1.000.000 không có sơ hở nào. Dạng này đại quân, để giờ phút này lửa giận mãnh liệt phong Nguyệt thân vương thống soái, không có gì thích hợp bằng. Một đường siêu cao tốc độ bôn tẩu. Sấm sét vang dội ở giữa, Lý Thiên Mệnh ngồi meo vượt sóng, nhảy lên 10.000 dặm. Trong mắt Nguyệt Chi thần cảnh, càng lúc càng lớn. Đến, hắn không nói hai lời, để Miêu Miêu về tới cộng sinh không gian. Hắn thì tiến vào Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp tại Nguyệt Chi Thần Cảnh sức hấp dẫn phía dưới, ầm vang nện xuống, tiến vào Nguyệt Chi Thần Cảnh biển cả bên trong. Nguyệt Chi Thần Cảnh có một nửa diện tích là biển cả. Nơi này nước biển, dung hội Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, hòa hợp ánh trăng, xem ra tựa như ảo mộng. Dạng này nước biển, chỉ là một giọt, đối trần thế đám người tới nói, đều giống như quỳnh tương ngọc dịch. Mà lại nghe nói, đáy biển còn có không ít thủy thuộc tính. Nắm giữ trật tự thần văn nguyên tố thần tai. Thái Nhất Tháp không vào nước bên trong, vô thanh vô tức. Lý Thiên Mệnh thì cùng tứ đại cộng sinh thú cùng một chỗ, mở ra cộng sinh tu luyện. Lần này khổ tu, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành cấp tốc, hiệu quả rõ rệt, có thể phụ trợ đế hoàng thần ý, trưởng khống, vận chuyển tinh luân nguyên lực càng nhiều. Tại bất kỳ một cái nào giới tử bên trong, mệnh kiếp thiên ý Thái Nhất Tháp, từ hư chuyển thực, từ từ tiếp cận đế hoàng thần ý cường độ. Song trọng đỉnh cấp thần ý, thiên ý tỏa chấn, Lý Thiên Mệnh tinh thần ý chí, chưa từng có cường đại. Hắn tựa như là một cái vòng xoáy, dựa vào Thái Nhất Tháp đem trong nước biển Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng hút vào tiến đến, dung hội toàn thân, hội tụ tại địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên tứ đại thiên tinh luân bên trong. Thiên tinh luân không ngừng mở rộng, trưởng thành. Tại hắn thái cổ hỗn độn cự thú công pháp phía dưới, hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên hiệu suất, cao đến quá đáng. Tại đầy đủ thiên ý thần ý chống đỡ dưới, một số thành thạo. Rầm rầm rầm, thể bên trong lực lượng mãnh liệt bành trướng. Thẳng tắp gia tốc, Miêu Miêu xác thực rất nhanh, hất ra người đuổi giết kia, thắng được một cái thời gian kém. Lý Thiên Mệnh liền dựa vào thời gian này kém, gian cách 18 ngày, lần nữa bổ sung Nguyệt Tinh Nguyên. Không có Nguyệt Tinh Nguyên, ngay cả trưởng thành không gian đều không có, thần ý mạnh hơn đều vô dụng. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, hắn thì đại công cáo thành. Đạp thiên tầng thứ 5, ngũ huyền thiên chi cảnh giới. Thậm chí, lần này, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành so sánh lớn, dẫn đến Lý Thiên Mệnh tinh luân nguyên lực, đã vô hạn tới gần, lục hợp thiên, cảnh giới. Nếu như cái thứ 20 ngày, không đụng với cái kia đạp thiên thập nhất giai tử diệu tinh đệ tử, đoán chừng có thể miễn cưỡng đến lục hợp thiên trình độ. Đến giờ phút này, Đông Hoàng kiếm Thái Nhất Tháp hai đại lực lượng của ý chí trưởng khống, đã đến cực hạn. Lại tiếp tục hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, hiệu quả không lớn. Cái này cùng ăn no rồi giống như, tiếp tục hướng xuống chống đỡ, phải đem dạ dày nứt vỡ. Hy vọng hiện tại, có thể chi phối chiến cuộc đi.
không biết Hy Hoàng sẽ phái ra bao nhiêu người. Nếu là không vượt qua 1.000 người, không nên quá phân tán, cần phải còn có thể lượn vòng một chút. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu rời đi Thái Nhất Tháp. Nhất định phải lập tức trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Cô gái này đủ hung ác, vì bức bách người đi vào khuôn khổ, nói không chừng có khả năng, phái ra hơn vạn thượng thần, trực tiếp cạo chết ngươi. Muốn là bọn họ, lấy hủy đi Viêm Hoàng nhân tộc đến uy hiếp, trên 10.000 người lập tức, phân tán các nơi, giết đều giết không sạch sẽ. Huỳnh Hỏa nói, không biết, bọn họ hiện tại, xuất phát hay chưa? Khương Phi Linh còn không có tin tức mới chuyển đến, nói rõ đối phương còn chưa tới. Cần phải biết đối phương phái ra bao nhiêu người, cái này rất quan trọng. Tốc độ nhanh một chút, trong tinh không nói không chừng có thể cản bọn họ lại. Chỉ có thể hy vọng, đối phương cường giả không nên quá nhiều. Dù sao trong tinh không, người vẫn tương đối dễ thấy. Dựa theo mấy cái kia kẻ đuổi giết tốc độ, đoán chừng bọn họ nhanh đến. Miêu Miêu nói, không có việc gì, bọn họ không có cản ở đồ của ta, lại quăng rơi bọn họ là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói, hắn không có chút nào lo lắng, Hy Hoàng phái tới kẻ đuổi giết. 20 ngày, bọn họ đều không sờ đến Lý Thiên Mệnh. Chủ yếu vẫn là Thiên Mệnh Hoàng Triều cùng Dạ Lăng Phong. Nghĩ đến những thứ này vội vàng sự tình, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu cùng một chỗ, hướng ra khỏi biển mặt. Vạn vạn không nghĩ đến, vừa hướng ra mặt biển, hắn thì đụng phải nguy hiểm chí mạng. Trên đỉnh đầu tối sầm, một cái giả thiên tế nhật vật lớn, từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến trên ót đánh lên tới. Đại khái là hình tròn, đường kính tối thiểu có 3 vạn mét. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy, thứ này là một tòa chiếc đỉnh lớn màu đen. Nó miệng đỉnh hướng xuống, tại Lý Thiên Mệnh lao ra trong nháy mắt, liền hướng đầu hắn phía trên móc ngược mà đến. Cái này lớn như vậy vật lớn, hoàn toàn không có ngăn cản, tại Nguyệt Chi Thần Cảnh hấp lực phía dưới, cứ như vậy nện xuống đến, uy lực cùng tốc độ đều rất khủng bố. Rầm rầm rầm, đỉnh lớn màu đen cái kia to lớn miệng đỉnh, nuốt vào Lý Thiên Mệnh, về sau ầm vang nện vào trong biển rộng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng xuống, trực tiếp cái tiến đáy biển bùn cát chỗ sâu. Về sau, miệng đỉnh phong bế. Một cái theo mặt bên chạy như bay tới nắp đỉnh, cùng miệng đỉnh hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Vô số nước biển, ở cái này đường kính đạt tới 3 vạn mét cự đỉnh nội bộ trong không gian kích động, vô số bùn cát lăn lộn ở trong đó. Lý Thiên Mệnh bị vây chết tại cái này cự đỉnh bên trong. Hiển nhiên, hắn không có dự liệu được người đuổi giết này trong tay, nắm giữ khổng lồ như vậy thần vật. Không để ý, làm cho đối phương tìm được cơ hội, trực tiếp trúng chiêu. Có thể mấu chốt là, đây không phải Thiên Nguyên đỉnh sao? Hắn cùng Miêu Miêu tại cái này kích động trong nước biển, cấp tốc ổn định thân thể. Hiện tại, hắn tương đương với bị cầm tù ở. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng vừa mới nhìn thoáng qua, tại theo cái này cự đỉnh nội bộ nhìn, cái này cự đỉnh hình dáng, cùng Thái Cực Phong Hồ Thiên Nguyên đỉnh, sao mà tương tự? Cái gì Thiên Nguyên đỉnh? Đây là cấp 4 trật tự thần binh, trật tự chi đỉnh, chính là trật tự chi địa, ban cho ta nhóm bệ hạ bảo vật. Bệ hạ chuyên môn giao trả cho chúng ta sử dụng, để cho chúng ta đưa ngươi cầm lấy về. Một cái âm ngoan thanh âm, mang theo cười lạnh, ở chung quanh quanh quẩn. Rất hiển nhiên, bọn họ trong tinh không, căn bản không có sử dụng, trật tự chi đỉnh cơ hội. Vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh còn dám về Nguyệt Chi Thần Cảnh tu hành. Bọn họ đem hết toàn lực trở về, vừa vặn đuổi tại sau cùng trong nháy mắt, đem cái này, trật tự chi đỉnh, trùm lên Lý Thiên Mệnh trên đầu. Này bằng với, hắn bị vây ở một cái phong bế trong chiến trường. Thế mà, chỉ là phong bế sao? Cái này, trật tự chi đỉnh, nếu là một cái thần vật, như vậy nhằm vào bị nó vây khốn địch nhân, tự nhiên có còn lại lực sát thương. Ong ong ong. Đúng vào lúc này, cái này trật tự chi đỉnh, đã tại ầm vang chấn động. Trong bóng tối, hết thảy ba đạo hoàn chỉnh trật tự thần văn, tại cái này cự đỉnh nội bộ xuất hiện, lập lòe quang mang. Một đường tới tự thiên địa thần khoáng, vững chắc thân đỉnh. Hai đạo đến từ nguyên tố thần tai, đó là trật tự chi đỉnh lực lượng. Đến từ thần khoáng trật tự thần văn, tên là Vĩnh Hằng Hắc Thạch, từ hơn 400 đạo kiếp văn, 30.000 thánh thiên văn tạo thành. Xem toàn thể lên, vô số đường cong, tạo thành cũng là một tòa đỉnh dáng vẻ. Đây chính là cấp 4 trật tự thần văn. Cái này trật tự chi đỉnh phẩm giai thì quyết định bởi tại đạo này trật tự thần văn.
mặt khác hai cái đến từ thần tai trật tự thần văn, đẳng cấp vì tam giai, nhưng lực sát thương, đồng dạng rất khủng bố. Thần khoáng cùng thần tai trật tự thần văn dung hợp, sinh ra va chạm hiệu ứng, điệp ra càng mạnh. Trên thực tế, thảo mộc thần linh cùng thần tai trật tự thần văn dung hợp, thành tựu, trật tự thần đan, cũng có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Dầm dầm dầm. Trật tự chi đỉnh uy lực, đã dẫn động. Trong lúc nhất thời, cái kia trật tự thần văn bên trong, có mấy đạo thần quang xuất hiện, bắn ra hướng Lý Thiên Mệnh chung quanh 5 cái vị trí. Cái này 5 cái vị trí, đều xuất hiện một người. Cái kia thần quang hội tụ trên người bọn hắn, Lý Thiên Mệnh cảm giác, cái này 5 cá nhân thực lực, biến đến mạnh hơn. Cái này không phải liền là Âu Dương Ca Thiên Nguyên đỉnh thủ hộ giả năng lực. Tại Thiên Nguyên đỉnh phụ cận, có thể tăng cường bản thân chiến đấu lực. Tối thiểu, tương đương cùng loại. Lý Thiên Mệnh nhớ tới một việc. Thiên Viên Đại Đế nói qua, Thiên Nguyên đỉnh là mượn tới. Còn có hai cái chìa khóa, về sau phải trả cho người khác. Đây chẳng phải là nói đúng là, cái kia Thiên Nguyên đỉnh, rất có thể đến từ trật tự chi địa. Lại hoặc là nói, Thiên Nguyên đỉnh, cũng là một tòa trật tự chi đỉnh. Vấn đề này, nghĩ thông suốt cũng không có tác dụng gì. Hắn ngẩng đầu, hỏi, các ngươi là ai? Bệ hạ binh khí, ngũ nguyệt sát thần. Bọn họ 5 cái bóng mở chỉnh tề nói. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bọn họ giống nhau như đúc, đều âm u, âm nhu, thì cùng là 5 bào thai giống như. Chỉ là kiếp vòng nhan sắc, không giống nhau. Quả nhiên là bọn họ. 5 cái đạp thiên tầng thứ 10, thập đạo thiên, nguyệt chi thần cảnh đỉnh phong cường giả. Bọn họ đúng là 5 bào thai, nghe nói tâm linh tương thông 5 cái cùng một chỗ. Chiến đấu lực có thể so với cấp 11, mệnh luân thiên. Càng mấu chốt là, bọn họ hiện tại chiến đấu lực, còn để cái này trật tự chi đỉnh, trên diện rộng tăng cường. Liên tưởng đến Thiên Nguyên đỉnh đối Âu Dương Kiếm Vương lực lượng tăng phúc, trên cơ bản có thể kết luận, hôm nay đây là tử cục. Nhớ ngày đó, Âu Dương Kiếm Vương bất quá 10 tầng tử kiếp, dựa vào Thiên Nguyên đỉnh thủ hộ giả, thân phận, cứ thế mà kháng trụ, tầng 12 tử kiếp bà Sa Quỷ Vương. Thiên Nguyên đỉnh cùng cái này trật tự chi đỉnh, đều là trật tự thần binh. Trên lý luận nhìn, trật tự thần binh cần tinh luân nguyên lực, mới có thể chân chính bắt đầu dùng. Cho nên, Âu Dương Kiếm Vương đối Thiên Nguyên đỉnh lực lượng khai quật, rõ ràng chỉ là một góc của băng sơn. Đã từng Hiên Viên Đại Đế có thể mượn dùng Thiên Nguyên đỉnh lực lượng, bố trí ra Thiên Nguyên chấn ngục kết giới, lấy cái này thần cấp kết giới, đem quỷ thần nhất tộc đóng chặt hoàn toàn, có thể thấy được Thiên Nguyên đỉnh sự ảo diệu. Nó là, mượn tới, thần vật. Hắn cấp bậc, cần phải siêu việt Viêm Hoàng Đại Lục lịch sử phía trên, tất cả trật tự thần binh. Cao nhất Thiên Tinh Diệu Long Thần Kích, bất quá cấp 2, mức độ. Trước mắt cái này trật tự chi đỉnh, lực lượng cẩn trọng, thần uy dồi dào, làm Lý Thiên Mệnh bị vây ở trong đỉnh thời điểm, hắn cảm giác được, chính là làm cho người hít thở không thông áp chế. Sớm biết sẽ đụng tới thứ này, lần trước trở về, nên suy nghĩ một chút cái kia Thiên Nguyên đỉnh. Lúc ấy, sự chú ý của hắn đều tại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi cảnh phía trên, đem cái này thần bí trật tự thần binh quên mất. Lấy Thiên Nguyên đỉnh đẳng cấp, nếu là có thể trưởng khống, kỳ thật nói không chừng, có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dù sao lấy trước tiếp xúc thời điểm, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa tới thượng thần cảnh giới, không có tinh luân nguyên lực. Bây giờ, cái này ngũ nguyệt sát thần bao quanh Lý Thiên Mệnh, trật tự chi đỉnh lực vô hình, hóa thành từng đạo hắc quang, bao phủ trên người bọn hắn. Gia nhập vào bọn họ tinh luân nguyên lực bên trong. Cái này khiến nguyên bản thì, thập đạo thiên, bọn họ, toàn thân lực lượng, lại lần nữa tăng vọt. Lý Thiên Mệnh lúc trước 10 đại kỷ nguyên thần kiếm đều xuất hiện, mới giải quyết cửu tôn thiên liễu thanh hoan, hiện tại tuy nhiên tăng lên một trọng cảnh giới, nhưng đối phương khoảng chừng 5 người. Chẳng những có trật tự chi đỉnh, còn am hiểu phối hợp chém giết. Đạp thiên cấp 10, thập đạo thiên, cảnh giới. Đã xem như Nguyệt Chi Thần Cảnh đỉnh cao cường giả hàng ngũ. Đoán chừng toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, loại cảnh giới này trở lên, không cao hơn 20 người, lại đều là Nguyệt Thần Tộc. Đối phương rõ ràng mạnh hơn, nhưng làm Hy Hoàng binh khí, thói quen giết hại bọn họ, một chút cũng không có khinh thị Lý Thiên Mệnh. Cho dù là bọn họ xuất động một cái, tăng thêm trật tự chi đỉnh lực lượng gia trì, đều có lòng tin bắt lấy hắn, cái này 5 cái vì giết hại mà thành người. Vẫn là lựa chọn một câu nói nhảm đều không nói, trực tiếp cùng một chỗ động thủ. Duy nhất có thể khẳng định là, bọn họ sẽ không giết Lý Thiên Mệnh. Nhưng, trưởng khống, cầm tù, áp giải đến Hy Hoàng trước mặt, vậy thì đồng nghĩa với hẳn phải chết không nghi ngờ.
không dùng vùng vẫy. Trong năm người, có nam có nữ, lại chăm miệng một lời, nói câu này. Năm bào thai, toàn cường giả, từng cái, thập đạo thiên, cảnh giới. Cái này ngũ nguyệt sát thần, lịch sử hiếm thấy. Lý Thiên Mệnh đã từng nghe qua nguyệt thần tộc cường giả kết cấu, đối với cái này Hy Hoàng Ngự Tiền sát thủ, đương nhiên có hiểu biết. Trên tay của bọn hắn, có thể nói dính đầy huyết tinh. Bọn họ không có có danh tự, chỉ có danh hiệu. Tử Nguyệt, Xích Nguyệt, Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt cùng Hắc Nguyệt. Trong đó, tím, đỏ, xanh vì nam tính, lam, hắc là nữ tính. Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng có thể phân biệt ra được bọn họ. Bởi vì bọn họ kiếp vòng nhan sắc, cùng tên đem đối ứng. Kiếp nạn của bọn hắn vòng, đều ở trên mặt. Toàn bộ đều là 6 cái, mà lại đều là đặc thù kiếp vòng. Kỳ thật Nguyệt thần tộc thiên phú không tính kém, bọn họ nếu có thể trở về trật tự chi địa, dựa vào hằng tinh nguyên tu luyện, toàn tộc tối thiểu có thể cường thịnh gấp 10 lần. Hy Hoàng 7 kiếp, tại trật tự chi địa đều tính toán rất cao. Tại động thủ trước đó, cái này ngũ nguyệt sát thần chỉ làm một việc. Cái kia chính là, từ cái kia danh hiệu là, Hắc Nguyệt, dưới ánh mắt có 6 cái chấm đen nữ tử, cầm trong tay một cái chìa khóa, nâng ở trước mắt. Nàng nắm bắt cái này chìa khóa, đem tinh luân nguyên lực quán thâu trong đó. Chìa khóa chấn động, bắn ra một đạo quang mang, tuôn hướng trật tự chi đỉnh. Trong lúc nhất thời, trật tự chi đỉnh ầm vang chấn động, trật tự thần văn rồi rào chi lực, chia làm 5 đạo, tuôn hướng bọn họ. Rất hiển nhiên, cái chìa khóa này, chính thức mở ra trật tự chi đỉnh lực lượng. Để lực lượng của bọn hắn tăng phúc, lại một lần nữa tăng vọt. Đây là Hy Hoàng phân phó. Nghe nói Lý Thiên Mệnh giết Liễu Thanh Hoan, bọn họ trình độ nhất định kiêng kỵ hắn, cho nên để 5 người bảo trì trạng thái mạnh nhất. Loại hành vi này, cùng phái ra 100.000 thượng thần, không có sai biệt. Khinh thị Lý Thiên Mệnh, bỏ ra một lần đại giới. Tiếp đó, Hy Hoàng mỗi một bước, đều là 100% dốc hết toàn lực. Trật tự chi đỉnh, 100.000 thượng thần, cái này hai bút cùng vẽ, nàng cũng không tin, không chế phục được một cái tiểu nam nhân. Nói ngắn gọn, đây chính là cầm hai thanh đại ngưu đao, tới chém một con gà con. Tại cái này trật tự chi đỉnh tăng phúc dưới, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, cái này 5 vị thập đạo thiên cao thủ, mỗi một vị, đều đến gần vô hạn đạp thiên chi cảnh cấp 11. Cầm xuống. Hắc Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng. Ngũ Nguyệt sát thần, ào ào lấy ra binh khí, thức thần. Không nói hai lời, tại chỗ vây giết. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lại ngây ra một lúc. Hắn nhìn mấy mắt, Hắc Nguyệt cái chìa khóa trong tay. Làm sao khá quen. Cái kia chìa khóa hình dáng, kỳ thật cũng là một cái đẻ ép trật tự chi đỉnh. Bởi vì trật tự chi đỉnh cùng thiên nguyên đỉnh cơ hồ giống như đúc, cho nên, Hắc Nguyệt, trong tay chiếc chìa khóa đó, cùng Âu Dương Kiếm Vương, Hiên Viên Đạo trong tay bọn họ cái kia hai cái chìa khóa, giống như đúc. Nhưng bây giờ, cái kia hai cái chìa khóa, ngay tại Lý Thiên Mệnh trên tay đây. Hắn không nghĩ nhiều, tại trước khi bọn họ động thủ, hắn theo thiên long giới bên trong, đem cái kia hai cái chìa khóa lấy ra. Giống như đúc a. Hắn so với một chút. Làm cái này hai cái chìa khóa sáng lúc đi ra, cái kia chính muốn tiến công ngũ nguyệt sát thần, đột nhiên dừng lại. Bọn họ mỗi một cái đều trừng to mắt, lấy ánh mắt bất khả tư nghị, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cái chìa khóa trong tay. Trong đó mấy cái, đều thất thanh nói, trật tự chi thìa. Theo bọn họ biểu tình khiếp sợ, Lý Thiên Mệnh lập tức kết luận. Thiên Nguyên Đỉnh, cũng là trật tự chi đỉnh. Thiên Viên Đại Đế nói, Thiên Nguyên Đỉnh là mượn tới, mà Hy Hoàng trật tự chi đỉnh, đến từ trật tự chi địa, điều này nói rõ Hiên Viên Đại Đế đến qua trật tự chi địa. Thiên Nguyên Đỉnh, là theo trật tự chi đỉnh mượn tới. Này bằng với, ta cũng có trật tự chi đỉnh. Đáng tiếc Lý Thiên Mệnh, đến thượng thần cảnh giới về sau, quên đi toàn phương diện giải Thiên Nguyên Đỉnh. Bằng không, nếu là có thể nắm giữ, hắn hiện tại hẳn là cũng có một tòa trật tự chi đỉnh. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn phản ứng rất nhanh. Đối phương biểu lộ chấn kinh, thậm chí thất thanh, đây chẳng phải là nói rõ. Hắn trực tiếp một bộ, biết tất cả mọi chuyện, dáng vẻ, giơ lên trong tay, trật tự chi thìa, nói. Không nghĩ tới a, hai ta đem, các ngươi chỉ có một thanh, ta có thể sử dụng lực lượng, so với các ngươi càng nhiều. Nhanh! Đối phương biểu lộ rung động, liếc mắt nhìn nhau về sau, càng mãnh liệt động thủ. Coi biểu lộ, hành động, suy đoán chân tướng, ắt không thể thiếu. Đối phương càng là cuống cuồng, càng là chứng minh,
Lý Thiên Mệnh phỏng đoán, có khả năng thực hiện tính. Chính bọn hắn nói, trật tự chi đỉnh là trật tự chi địa, ban cho Hy Hoàng để bọn hắn dùng trật tự chi đỉnh đến vây khốn ta, như vậy bọn họ bản thân không phải cái này trật tự chi đỉnh chủ nhân, có thể sử dụng, thuần dựa vào cái kia một cái chìa khóa. Cái này hai tòa đều là trật tự chi đỉnh, mỗi người đều có trật tự chi thìa, nếu là chìa khóa cùng cự đỉnh không liên hệ, bọn họ không cần khẩn trương. Bọn họ vừa căng thẳng, rất có thể nói rõ, Lý Thiên Mệnh cái chìa khóa trong tay, lưu giữ tại khống chế trước mắt cái này trật tự chi đỉnh khả năng. Đến mức, Thiên Nguyên đỉnh là trật tự chi đỉnh, vì cái gì cái này 200.000 năm, không có bị người lấy đi. Lý Thiên Mệnh theo cảm giác phía trên cho rằng, Thiên Nguyên đỉnh có thể là bởi vì phong ấn quan hệ, tăng thêm lịch sử quá lâu, dẫn đến trình độ nhất định tổn hại, xem ra không quá thu hút. Đương nhiên cũng có khả năng, bởi vì đây là trật tự chi địa, cấp cho Hiên Viên Đại Đế bảo vệ mình thế giới, có cấm lệnh người khác không được lấy đi. Cụ thể như thế nào, hắn phải trở về nghiên cứu một chút Thiên Nguyên đỉnh mới biết được. Nhưng mặc kệ như thế nào, coi như Thiên Nguyên đỉnh tổn hại, nhưng là hắn chìa khóa, xác thực còn hữu dụng. Nhớ ngày đó, Âu Dương Ca cũng là dựa vào cái này chìa khóa, chậm rãi quen thuộc, đạt được Thiên Nguyên đỉnh tán thành, mà lại hắn còn không phải thượng thần, không có tinh luân nguyên lực. Điều này nói rõ, chìa khóa, cũng là khống chế trật tự chi đỉnh quan trọng. Hắn suy đoán cái này trật tự chi đỉnh, hẳn là trật tự chi địa phía trên, một loại số lượng rất nhiều thần binh. Đại lượng sinh sản, chuyên môn dùng để dựng nên thần uy cùng trấn áp man hoang. Cho nên, mới có thể cần tạo ra nguyên bộ trật tự chi thìa, để người bình thường có thể nhanh chóng sử dụng. Mang suy đoán như vậy, Lý Thiên Mệnh đang bị vây công thời điểm, một bên để bên người Miêu Miêu kéo lấy chính mình, tại hỗn loạn trong nước biển phi nước đại, tránh qua, tránh né ngũ nguyệt sát thần lần thứ nhất vây giết, chạy trốn tới trật tự chi đỉnh nội bộ một góc khác bên trong, cùng lúc đó, hắn ngay tại cái này cự đỉnh bên trong, đem chính mình tinh luân nguyên lực, quán thâu đến trật tự chi thìa phía trên. Ong ong ong, hai cái chìa khóa, ầm vang chấn động. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh ánh mắt, sáng hẳn. Sẽ không phải. Tại hắn ánh mắt vui mừng bên trong, hai thanh trật tự chi thìa toát ra hắc quang, tuôn hướng trật tự chi đỉnh. Cái kia trật tự chi đỉnh ầm vang chấn động, biên độ càng lớn, ngay sau đó thì có một loại lực lượng kinh khủng, tuôn hướng Lý Thiên Mệnh. Đó là một loại cùng loại, đông hoàng vòng xoáy, lực lượng, tiến vào Lý Thiên Mệnh thân thể về sau, tự động tại thiên tinh luân lớn nhất tầng dưới, kết thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen, trở thành hắn lực lượng một bộ phận. Loại này lực lượng tăng phúc, cùng đông hoàng vòng xoáy, hoàn toàn là một loại nguyên lý. Mà lại cùng đông hoàng vòng xoáy một dạng, không cần Lý Thiên Mệnh tự thân thần ý tọa chấn, trật tự chi đỉnh trật tự thần văn, có thể trợ giúp hắn vững chắc, sử dụng cái này vòng xoáy màu đen chi lực. Một lực lượng cá nhân tăng phúc, vượt qua đối phương 5 người tăng phúc. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được toàn thân lực lượng bành trướng, mỗi một cái giới tử đều cùng giống như nổi điên lớn mạnh, cơ hồ no bạo thân thể của mình. Hắn vội vàng để huỳnh hỏa bọn họ 4 cái đi ra. Dưới khống chế của hắn, trật tự chi đỉnh lực lượng kia, còn có thể tuôn hướng bọn họ 4 cái. Kể từ đó, Lý Thiên Mệnh có người chia sẻ, hắn mới tốt thụ một số. Ngay cả như vậy, hắn cùng 4 cái cộng sinh thú lấy được trật tự chi đỉnh lực lượng, mỗi một đơn vị, cũng đều là đối phương gấp 2. Xem xét lại thức thần, bởi vì hắn lực lượng hệ thống là thức thần chi lực, không có thiên tinh luân, không cách nào kế thừa loại này tăng phúc. Đây cơ hồ tương đương, giữa song phương lực lượng khổng lồ chênh lệch, ngược lại bởi vì trật tự chi đỉnh, tiếp cận ngang hàng. Nói cách khác, ngũ nguyệt sát thần, lấy ra trật tự chi đỉnh, cầm tù ở Lý Thiên Mệnh, ngược lại làm cho hắn trong này bộ, trên diện rộng mạnh lên, để ngũ nguyệt sát thần thực lực ưu thế suy yếu. Hy Hoàng nói ta khí vận cao, không nghĩ tới, thật vô cùng cao a. Đây chính là vận khí. Ngươi dùng trật tự chi đỉnh tới đối phó ta, ta vừa tốt có chìa khóa. Hắn suy đoán, Hy Hoàng khả năng cho chính nàng, lưu lại một cái chìa khóa. Cái này dẫn đến, giờ phút này tại cái này trật tự chi đỉnh trưởng khống quyền phía trên, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đối phương muốn triệt tiêu cái này trật tự chi đỉnh, đều phát hiện, đã không thể thực hiện được. Lý Thiên Mệnh chìa khóa càng nhiều, càng hoàn chỉnh. Hiện tại trật tự chi đỉnh, cơ hồ về hắn sử dụng. Lại hoặc là nói, ngươi càng là nghĩ ra được, khí vận, ngươi thì càng, bị khí vận phản phệ. Trời cao đúng là công bình, đáng đời ngươi vận khí kém. Trật tự chi đỉnh, cự lực gia thân.
loại này lực lượng cùng Đông Hoàng vòng xoáy, lại có khác nhau. Cái kia cạn cửa lớn màu vàng óng bên trong, Đông Hoàng vòng xoáy lực lượng còn có rất lớn một bộ phận, Lý Thiên Mệnh trước mắt vận dụng không coi là nhiều. Xem xét lại cái này cấp 4 trật tự thần binh, đối Lý Thiên Mệnh, hẳn là cực hạn tăng phúc. Loại kết quả này, để Ngũ Nguyệt sát thần mi đầu thật sâu nhăn lại. Hiện tại cục diện đại biến. Bọn họ, đã thành bị cầm tù người. Muốn chạy cũng khó khăn. Biện pháp duy nhất, cũng là cầm xuống Lý Thiên Mệnh. Đừng nương tay. Năm người lại lần nữa bao bọc. Thập đạo thiên, lục thức thần. Tại Lý Thiên Mệnh ngay phía trước, tên kia vì Tử Nguyệt, trung niên nam tử, hắn thức thần tên là Tử Tiêu Kiếm Thần. Đó là cả người khoác lít nha lít nhít lân giáp cự nhân, tiếp cận 400 mét cao, hai tay nắm ở một thanh dài trăm thước kiếm, toàn thân tử khí bốc lên. Tại hắn bên trái, tên là Xích Nguyệt, huyết tinh nam tử, hắn thức thần tên là Tinh Hồng Thụ Ma. Đó là một loại tinh hồng sắc thực vật. Đại thụ trên cây khô, mọc ra từng trương mặt người. Mỗi một chiếc lá phía trên, đều có một trương miệng to như chậu máu. Tại hắn phía bên phải, tên kia vì Lam Nguyệt, nữ tử, hắn thức thần tên là Lam Nguyệt Hải Ma. Cái này thức thần cùng loại côn hải ma, to lớn vô biên, hình thể tùy ý biến hóa, có bàn tay khổng lồ. Hai cái trong lòng bàn tay, đều có một cái cùng loại màu xanh lam ánh trăng ánh mắt, bắn ra ra ánh sáng âm lãnh. Tại hắn phía sau, còn có một cái gầy gò nam tử. Hắn thức thần lại là một loại cỏ tươi, cái kia cỏ tươi như lưỡi dao một dạng sắc bén, ở trên đỉnh đầu hắn điên cuồng trưởng thành. Xem ra ngàn vạn, kỳ thật trên bản chất cũng là 6 cây. Này thức thần tên là Thanh Diệp Kiếm Phong. Nó thuộc về nửa thực vật hơi dài kiếm loại hình thức thần, có thể dây dưa, có thể cắt chém, đồng dạng đáng sợ. Còn có một vị, tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Tên kia vì Hắc Nguyệt, nữ tử, tay cầm tam giai trật tự thần binh, Hắc Diệu Quán Hồn Thương. Thứ 6 cái thức thần rất quái dị, tựa như là 6 cái màu đen hang động, lơ lửng tại trên đỉnh đầu nàng. Nghe nói loại này thức thần tên là Hắc Hư. Cụ thể có lực sát thương gì, Lý Thiên Mệnh tạm thời không rõ ràng. Cái này Ngũ Nguyệt sát thần không hổ là Nguyệt Chi thần cảnh sát thần, tại chịu qua vừa mới khó có thể tin về sau, bọn họ đều cấp tốc trấn định tâm tình. Bọn họ vây công, cùng người khác khác biệt. Bọn họ tâm linh tương thông, thì cùng là ngự thú sư cộng sinh thú giống như, có thể có hoàn mỹ phối hợp. Năm người cùng một chỗ, khi bọn hắn động thủ thời điểm, 30 hoàn toàn khác biệt thức thần, đồng thời bạo sát. Coi như trật tự chi đỉnh mang đến nghịch chuyển, bọn họ biểu hiện ra lực sát thương, vẫn chí mạng. Tử Tiêu Kiếm Thần, Tinh Hồng Thụ Ma, Lam Nguyệt Hải Ma, Thanh Diệp Kiếm Phong, Hắc Hư. Ngũ đại mỹ lệ bá đạo, huyết tinh thích xiết chóc đỉnh cấp thức thần, hoàn toàn phong tỏa Lý Thiên Mệnh. Năm cái thập đạo thiên cao thủ, tại hỗn loạn biển trong nước, nắm giữ trật tự thần binh, thi triển đỉnh cấp thần quyết, xé rách nước biển. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều quấy đến cái này cự đỉnh bên trong, thủy triều lật trời. Lập lòe quang mang, chí mạng đánh tới. Lý Thiên Mệnh kỳ thật có thể triệt tiêu trật tự chi đỉnh, lại lần nữa đào vong, thậm chí mang đi trật tự chi đỉnh. Nhưng, hắn càng muốn liều một lần. Bắt lấy bọn hắn, mặc kệ đối ảnh hưởng chiến cục, có hữu dụng hay không, đều phải thử một lần. Mà lại, ba cái chìa khóa, ta có thể lấy được trật tự chi đỉnh lực lượng, cần phải càng nhiều. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, đối mặt cái này vây giết uy hiếp, còn dám phản sát nguyên nhân. Các huynh đệ, giết, bị đuổi lâu như vậy, không có chỗ ở cố định, cộng sinh thú nhóm đã sớm nổi giận. Đi qua trật tự chi đỉnh lực lượng tăng phúc, bọn họ theo trật tự chi đỉnh phía trên hấp thu lực lượng, có thể so sánh Âu Dương Kiếm Vương, Cẩu Ca, muốn hùng hồn nhiều. Tại trật tự chi đỉnh bên trong, đến từ hàng tinh nguyên biến chủng, nguyên tố thần tai lực lượng chống đỡ dưới. Tiên tiên cảnh lá tùm, bốn đóa hoa tứ đại thần thông đều xuất hiện. Nó học tập chiến quyết, thô giáp thi triển. Trong lúc nhất thời những cái kia thánh quang đằng mạn, màu đen sợi rễ đều có thể phóng thích ra, trực tiếp bao trùm hướng 30 thức thần. Lá gan đủ lớn. Luận hình thể, tiên tiên vẫn là lớn nhất. Nhất là lần này tiến hóa về sau, phổ thông sợi rễ dây leo, đều có thể kéo dài 2.000 mét trở lên. Khởi nguyên thế giới thụ, mặc dù là một cái bia sống. Có thể nó chiến trường lực khống chế, tương đương nổ tung. Chỉ cần tiên tiên không ngã xuống, Lý Thiên Mệnh bọn họ liền có thể chống đỡ. Nhất là, tam hồn ma âm, loại thần thông này, đối thức thần lực sát thương so sánh lớn. Cho nên, trước tiên,
cái kia một chuỗi giống như là quả nho một dạng đóa hoa màu tím, mà âm mộng yểm bắt đầu rung vang. Sóng nước thanh âm rất lớn, lại ngăn không được tam hồn ma âm khuếch tán. Loại này ma âm quấy nhiễu, đối cái này 30 thức thần tới nói, uy hiếp sẽ càng lúc càng lớn. Tại Thiên Tiên bắt đầu dây dưa địch nhân thời điểm, Lý Thiên Mệnh bốn người bọn họ, trực tiếp động thủ. Tại cái này cự đỉnh bên trong biển cả trong hoàn cảnh, Huỳnh Hỏa Thần Thông uy lực có chút ăn thiệt thòi. Nó dứt khoát liền đem thân thể biến hóa đến nhỏ nhất, giấu ở lam hoang trên thân. Miu Miu thì hóa thân đế ma hỗn độn, ở trong nước lấy lôi đình mở đường, đồng dạng hành động tự nhiên. Hống hống hống. Lam hoang nộ hống vài tiếng, ở trong nước bạo loạn gia tốc, trực tiếp chính diện vào tới 6 cái tử tiêu kiếm thần. Đao kiếm giết tại trên người của nó, trong lúc nhất thời tia lửa tung tóe. Thiên trọng tinh hoàn, mở. Đương đương đương. Âm thanh chói tai, không ngừng xuyên thẳng qua. Đại chiến bạo phát. Tại trật tự chi đỉnh cường lực tăng phúc dưới, Lý Thiên Mệnh tại chỗ dẫn xuất thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Trường kiếm giết ra. Dạng này thức thần số lượng, khẳng định để ngũ nguyệt sát thần, ánh mắt kịch biến. Bất quá, bọn họ là hy hoàng thân tín, đối hy hoàng sự tình, sợ là có hiểu một chút. Dù sao, bát nguyệt kiếm tôn là bọn họ cộng đồng tổ tiên. 10 cái thức thần, chấn thiên hám địa. Thiên phú như vậy, cũng không có ngăn cản bọn họ, muốn vì hy hoàng cầm xuống Lý Thiên Mệnh quyết tâm. Nếu như bây giờ cầm xuống Lý Thiên Mệnh, không cần xuất động 100.000 thượng thần, huy động nhân lực. Giết hại trần thế bách tính, vạn nhất để trật tự chi địa biết, vậy liền không tốt lắm. Đó là hy hoàng quyết tâm phía dưới, ra hạ sách, dù sao, ai bảo bọn họ ngũ nguyệt sát thần 20 ngày, đều không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Nếu là hiện tại, bọn họ 5 cái liền có thể giải quyết, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Lý Thiên Mệnh có thể đi lại không đi, 5 người này, đều biết này lại là cơ hội. Dạng này khí vận, thiên phú như vậy, càng biết để cho chúng ta bệ hạ, vượt qua một bước kia. Các vị, khác suy nghĩ gì phung phí của trời. Thuộc tại chúng ta Nguyệt thần tộc, mới gọi thiên phú, cùng chúng ta làm đúng, gọi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, 5 loại đỉnh phong thức thần, có thi triển chiến quyết, có thi triển thức thần đạo kiếp. Phối hợp của bọn hắn, gần như hoàn mỹ. Có người công phía trên, có người đánh hạ. Có tử tiêu kiếm thần kháng trụ lam hoang, cũng có tinh hồng thụ ma cùng tiên tiên dây leo dây dưa, lẫn nhau cắn xé. Còn có cái kia thanh diệp kiếm phong cùng huỳnh hỏa đấu kiếm. Lam Nguyệt Hải Ma lấy thức thần đạo kiếp, cùng Miêu Miêu quyết đấu thần thông. Bọn họ bản thể, đều vào tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Trong đó, Tử Nguyệt tay cầm trường kiếm, thi triển thần quyết, trường kiếm sở hướng, tử tiêu kinh hồng, xuyên qua mà đến. Xích huyết du tẩu bên cạnh thân, tay cầm tam giai trật tự thần binh, xích tinh thiên huyền cung tiễn, chuyên môn bắn lén. Một tiễn lập lòe, như 100.000 màu đỏ thắm lưu tinh vẫn rơi. Cái này một loại thần quyết. Lấy bao hàm vô số biến hóa. Cái kia tinh hồng thụ ma đồng dạng phối hợp nàng, hắn cảnh bên trong phân ra rất nhiều máu màu đỏ đoạn nhánh, đâm về Lý Thiên Mệnh. Còn có Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt, một cái tay cầm lưới lớn, một cái thi triển xanh diệp phi đao. Một cái trưởng khống, một cái chí mạng. Cuối cùng là cái kia nữ tử thần bí, Hắc Nguyệt, nàng và nàng thức thần, cũng không người ngăn cản, đi thẳng đến Lý Thiên Mệnh sau lưng. Hắc Nguyệt lấy, Hắc Diệu quán hồn thương, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh cái ót. Cái kia 6 cái như là vòng xoáy màu đen giống như thức thần, phủ đầu bao phủ mà đến. Bọn họ tựa như là lục đạo luân hồi, xoay tròn thời điểm, không có hấp lực, ngược lại sinh ra kinh khủng linh hồn mê huyễn năng lực. Thức thần đạo kiếp, thiên huyễn. Đây là Hắc Nguyệt chí mạng tuyệt sát. Hắc hư, thiên huyễn. Đây là Nguyệt chi thần cảnh, cơ hồ bài danh trước 3 mê huyễn năng lực. Từ thức thần thi triển, một khi chúng chiêu, thiên trọng huyễn cảnh, chớ nói chiến đấu, liền đi đều đi không ra. Phàm là bọn họ vây giết địch nhân, đều là theo thiên huyễn cất bước. Chúng thiên huyễn, cho dù là cao bọn họ một cảnh giới đối thủ, đều rất khó ở trong tay bọn họ sống sót. Hy hoàng để cho bọn họ tới truy sát Lý Thiên Mệnh, kỳ thật bản thân, thì đầy đủ để mắt hắn. Mà lại nói lời nói thật, giết một cái tối cao chiến tích là Liễu Thanh Hoan. Lại 20 ngày đều không thời gian tu hành Lý Thiên Mệnh, lấy thiên huyễn lên tay, 5 người vây giết, tương đương với một đám hùng sư, bố trí xuống thiên la địa võng, tại giết một chỉ trong cạm bẫy con thỏ nhỏ. Tại, cẩn thận, phương diện này, bọn họ đã làm được cực hạn. Không có chút nào dám đại ý. Nhưng bọn hắn làm sao biết,
cái này con thỏ nhỏ khí vận nghịch thiên, mà lại, còn rất hung. Tại cái này thiên trọng mê huyễn bao phủ xuống, Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc. Một chiêu này, nhằm vào chính là hắn, muốn là đối huỳnh hỏa bọn họ, đoán chừng bọn họ gánh không được. Thiên huyễn phía dưới, Lý Thiên Mệnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nhận lấy nhất định ảnh hưởng, biến đến rất nặng nề. Nhưng, hồn phó ưu thế lập tức đi ra. Trong thời gian ngắn, thì thoát ly thiên huyễn trưởng khống. Đổi lại những người khác thức thần, khả năng liền trúng chiêu. Này bằng với một chiêu này thức thần đạo kiếp, bị thần hồn tháp cùng hồn phó tại chỗ phá. Cơ hội tốt. Đối phương khi thất thủ, chính là mình phản sát thời điểm. Đến. Lý Thiên Mệnh thông qua cái kia hai thanh trật tự chi thìa, còn tại điên cuồng hấp thu trật tự chi đỉnh lực lượng. Dầm dầm dầm. Thể nội mỗi một cái giới tử, lực lượng bành trướng, đăng phong tạo cực. Trật tự chi đỉnh, còn có thượng thần tập kết, dùng cái này hai đại sát chiêu, muốn cho ta làm ngươi bàn đạp. Muốn ăn xuống ta. Như vậy, cẩn thận nóng miệng. Bị buộc thành dạng này, Lý Thiên Mệnh đã sớm không thèm đếm xỉa. Dạ Lăng Phong lần nữa mất tích, thần kinh của hắn, càng thêm táo bạo. Không có đường lui. Từng bước một đều là tử cục, chỉ có thể cầu lần lượt, trở về từ cõi chết. Tại Hắc Nguyệt, Hắc Hư, thức thần thất thủ lại không tự biết thời điểm, Lý Thiên Mệnh dựa vào trật tự chi đỉnh, trên thực tế, muốn là chỉ nhìn thức thần cùng bản thể, hắn đơn thể chiến đấu lực, vượt qua tại chỗ mỗi một vị. Vậy liền một lần nữa, giải quyết dứt khoát. Giết lung tung. Một tiếng bạo hống, khí huyết kinh thiên. Trong tay Đông Hoàng kiếm, quét ngang mà đi, liên tục hai chiêu, tiếp liền thi triển. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Dùng tổ tiên của các ngươi kiếm chiêu, giết các ngươi bọn này vì tư lợi ác đồ. Dạng này, Lý Thiên Mệnh cảm giác rất thoải mái. 3000 hài cốt, đoạt ngươi khí vận. Hắn vẫn là cho rằng, tự gây nghiệt, không thể sống. Khí vận chính là vận mệnh an bài, nhân quả tự có báo ứng, muốn cướp đoạt càng nhiều, thì phải làm cho tốt thất bại thảm hại chuẩn bị. Đáng đời vận khí kém. Trật tự chi đỉnh ra thân, Lý Thiên Mệnh cảm giác mạnh đến giận sôi, hắn trực tiếp quay người, xông về vừa mới thi triển thức thần đạo kiếp Hắc Nguyệt. Giúp ta cản bọn họ lại. Tại hắn gầm lên giận dữ dưới, huỳnh hỏa bọn họ có thể nói là tất cả vốn liếng. Chỉ là bốn cái cộng sinh thú, quả thực là dùng thân thể cùng thần thông, ngăn trở bốn cái đối thủ, bao quát bọn họ thức thần. Quá trình này, Lam Hoàng bị thọc ba kiếm, Miêu Miêu bị, Lam Nguyệt, trật tự thần binh cho bao phủ, sau đó bị Lam Nguyệt hải ma đập đến thổ huyết, tiên tiên tức thì bị cái kia tinh hồng hải ma cùng, xích nguyệt cùng một chỗ, xé rách hơn phân nửa cành lá, liền thánh quang đằng mạn đều bị xé nứt 10%. Cũng liền huỳnh hỏa đầy đủ gà tặc, trước chúng đích, Thanh Nguyệt, muốn hại. Đem Thanh Nguyệt bước lui, hắn thức thần tự nhiên công kích không lên đây. Bọn họ bốn cái, liều mạng như vậy, đương nhiên là vì cho Lý Thiên Mệnh tranh thủ cơ hội. Nghìn cân treo sợi tóc. Biển hỗn loạn trong nước, Lý Thiên Mệnh cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, lấy kín không kẽ hở kiếm thế, liên tục thi triển hai chiêu. Cái kia lưỡng kiếm, đầu tiên là vô số trăng sáng bốc lên, sau đó đồng thời vẫn lạc, tất cả lực sát thương hội tụ vào một chỗ. Trật tự chi đỉnh. Lực lượng nổ tung. Chết. Một kiếm xuyên qua. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xé rách Hắc Hư. Đông Hoàng kiếm, quán xuyên, Hắc Nguyệt, thân thể. Phốc phốc. Hắc Nguyệt trừng to mắt, cho biển cả dòng nước lũ chìm ngập. Tại trước khi chết, nàng đem cái chìa khóa trong tay, ném cho Tử Nguyệt. Xuống một vị. Tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, để mắt tới Tử Nguyệt. Hắn cùng hắn thức thần Tử Tiêu kiếm thần, chính đang áp chế Lam Hoang, từng kiếm một phía dưới, đều là huyết nhục. Giống giống. Lam Hoang đủ cứng, dưới tình huống như vậy, lấy một địch thất, còn quả thực là chém nát đối phương một cái thức thần. Hắc Nguyệt. Bốn người bọn họ cùng một chỗ, thê lương hô một tiếng. Ánh mắt run rẩy. Cho nên, hắn không nhưng lại mạnh, còn có thể trưởng khống trật tự chi đỉnh. Cứ như vậy, ha ha, chúng ta ra không được. Cảm giác phải chết, người này, là thiên mệnh chi tử. Chỉ có nhược điểm của hắn, có thể bắt lấy hắn. Bọn họ cũng đều biết, Lý Thiên Mệnh nhược điểm là cái gì. Thiên mệnh hoàng triều. Trước khác từ bỏ, còn có tử chiến chỗ trống, đừng để Hắc Nguyệt chết không nhắm mắt. Giết đi, tối thiểu nhất, giết hắn cộng sinh thú, vì Hắc Nguyệt báo thù, bệ hạ lại không cần cộng sinh thú. Giết, bốn người bọn họ ánh mắt, triệt để đỏ lên. Thế mà,
Lý Thiên Mệnh tuyệt địa cầu sinh, hai mắt càng đỏ bừng. Hắn khuyết thiếu thời gian, hắn muốn một kiếm phân sinh tử. Nguyệt thần tộc, vốn hẳn nên che chở chúng ta, không cần phải đi đến chúng ta mặt đối lập. Rất đáng tiếc, các ngươi làm ra, lớn nhất không có lương tâm lựa chọn. Vậy cũng đừng trách ta, cùng bồ đề một dạng, để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Bọn họ dám thị Viêm Hoàng đại lục, nhưng là bây giờ, Hy Hoàng muốn làm cái gì, người nào không biết đâu. Nàng sẽ không để ý, hạt bụi thế giới bên trong, hạt bụi nhỏ tánh mạng. Cái này cùng quỷ thần tộc, lấy Viêm Hoàng nhân tộc cộng sinh thú làm thức ăn, có cái gì khác nhau? Đây là cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn rừng cây chiến trường. Khát vọng người khác từ bi, vĩnh viễn rất buồn cười. Lý Thiên Mệnh lửa giận lăn lộn. Hắn cảm nhận được vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp lực lượng. Lần này, vẫn là muốn đi cải mệnh. Mỗi một lần phá kiếp, đều là một lần tân sinh. Mà lần này, hắn muốn mang lấy Viêm Hoàng đại lục, cùng mình cùng một chỗ tân sinh. Ý chí dồi dào, đấu chí kinh thiên. Hắn dẫn động thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xông về Tử Nguyệt, còn có hai người khác, tạm thời để xuống đối thủ, đến trợ giúp Tử Nguyệt. Ba cái một thể. Bọn họ thức thần đạo kiếp, đồng thời vận dụng. Một đạo, Tử Tiêu Thiên Quang. Một đạo, Tinh Hồng Thụ Trùng. Một đạo, Thanh Thiên Sát Trận. Tam đại thần uy buông xuống. Tuôn hướng Lý Thiên Mệnh. Cút đi, vô tri tiểu nhi. Bọn họ có lẽ tự tin, nhưng vào lúc này khác, bọn họ vẫn đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú. Huỳnh Hỏa Thần Thông buông xuống, Tử Vong Luyện Ngục, ngăn tại Tử Tiêu Thiên Quang trước, lấy hỏa diễm hóa giải quang mang, vì Lý Thiên Mệnh mở đường. Miêu Miêu thì càng hung mãnh, lấy thần thông, càn khôn điện mâu, hai đại 100 mét huyết điện trường mâu, tuy nhiên không có tàn giã hai đại thức thần đạo kiếp, lại đem xuyên thủng, vì Lý Thiên Mệnh mở ra một con đường đến. Lý Thiên Mệnh cơ hồ là dẫm lên càn khôn điện mâu, xông qua thức thần đạo kiếp. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, một lần nữa. Minh Nguyệt Kiếm quang thiểm nhấp nháy, hỗn loạn kiếm khí tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc, Tử Tiêu Kiếm Thần, bị kỷ nguyên thần kiếm xuyên thủng. Sáu cái toàn bộ biến mất. Còn có bốn đầu tinh hồng thụ ma, theo vỡ nát. Trọng yếu nhất chính là, Tử Nguyệt chiến tử. Lần này, thăng bằng triệt để phá vỡ. Huỳnh Hỏa bọn họ bốn cái, tại trật tự chi đỉnh lực lượng chống đỡ dưới, tuyệt địa phản kích. Đồ bọn họ. Bọn họ phối hợp Lý Thiên Mệnh, đem còn lại xích huyết, Lam Nguyệt cùng Thanh Nguyệt, toàn bộ chém giết. Từ đó, Ngũ Nguyệt sát thần, chết hết. Lý Thiên Mệnh không có muốn lưu bọn hắn lại mệnh, dùng để uy hiếp Hy Hoàng. Hắn chắc chắn Hy Hoàng loại này người, không sẽ bởi vì bọn họ mệnh nhíu mày. Hắn chỉ muốn triệt để cầm xuống trật tự chi đỉnh. Cùng lúc đó, cái này Ngũ Nguyệt sát thần trên thân, mang theo rất nhiều tư nguyên, Lý Thiên Mệnh toàn bộ bỏ vào trong túi. Hắn tại Hắc Nguyệt tu di giới chỉ bên trong, tìm được vật hắn muốn. Một cái cùng loại luân hồi kết giới màu xanh lam truy tung kết giới. Lý Thiên Mệnh đem kết giới này hủy đi về sau, hắn trên cằm Lam Nguyệt chi tâm, quả nhiên biến mất. Đánh bạc đúng rồi. Cho nên, hiện tại bắt đầu, nàng không biết vị trí của ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy cái này to lớn trật tự chi đỉnh. Không có ý tứ, ngươi muốn đoạt ta khí vận, nhưng, ngươi có thể sẽ thua ở, nghiệp chướng quá nhiều, vận khí quá kém. Hắn cầm ba cái chìa khóa, nếm thử thông qua cái này trật tự chi thìa, đến khống chế trật tự chi đỉnh. Quả nhiên, trật tự chi đỉnh trong tay hắn thu nhỏ, sau cùng vậy mà có thể đặt ở bàn tay phía trên. Điều này nói rõ cấp 4 trở lên trật tự thần binh, đến độ cao mới. Là của ta. Cứ như vậy, hắn cũng thành thiên nguyên đỉnh thủ hộ giả. Nơi này phát sinh đại chiến, Hy Hoàng nhất định biết. Lý Thiên Mệnh liền không ngừng lại, hắn mau chóng rời đi Nguyệt Chi thần cảnh, một bên rõ ràng đếm lấy theo Ngũ Nguyệt sát thần trên thân có được đồ vật. Một bên hướng Nguyệt Chi thần cảnh phía dưới mà đi. Tại vị trí này, nếu như đối phương nhiều người, hắn rất dễ dàng liền có thể trông thấy. Bọn họ tập kết về sau, nhất định sẽ đi ngang qua nơi này. Nàng đều phái ra 5 cái thập đạo thiên cao thủ, đến truy sát ta, như vậy, nàng lại sẽ để cho bao nhiêu thượng thần, đi Viêm Hoàng đại lục, để cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Đáp án, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Hy Hoàng cung. Một cái thân thể yêu nhiều nữ tử, lười biếng vùi ở hoàng tọa phía trên, mảnh khảnh ngón tay, nắm bắt một chén, thảo mộc thần linh, phao nguyệt thần trà. Môi đỏ cái lưỡi nhấp nhẹ mấy ngụm, thoải mái 10 phần. Nàng một đôi thon dài đùi ngọc,
hơi hơi khúc lấy, lóng lánh nhàn nhạt huỳnh quang, quả thực hoàn mỹ không một tì vết. Tại nàng một cái khác trong tay, nắm bắt một khỏa truyền tin thạch. Cái kia truyền tin trên đá có một cái tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy viết một hàng chữ nhỏ. Đã sử dụng trật tự chi đỉnh, bắt con mồi, trong vòng nửa canh giờ, vì bệ hạ đưa tới. Đây là tới tự ngũ nguyệt sát thần truyền tin thạch. Tại vây khốn Lý Thiên Mệnh một khắc này, thì cho Hy Hoàng đưa tới. Này cũng tốt, chấm 100.000 đại quân, đều không cần xuất động nữa nha. Nàng đáng yêu cười một tiếng, trong mắt đã tràn đầy chờ mong. Lần trước để Lý Thiên Mệnh đánh vỡ kết giới hạch, chạy thoát, là nàng nhân sinh lần thứ nhất thất bại. Bởi vì lần này thất bại, lại đưa đến mấy lần thất bại. Đó là phản ứng dây chuyền. May mắn lúc này thời điểm, hai bút cùng vẽ, kịp thời dừng tổn hại. Dù nói thế nào, xuất động 100.000 thượng thần, đi hạt bụi thế giới giết người loại sự tình này, vạn nhất nếu là truyền đến trật tự chi địa, ta mới vừa ở trật tự thiên tộc trước mặt kiến tạo hảo cảm, nhưng là không còn sót lại chút gì. Chính vì vậy, trên tay nàng còn nắm bắt, chuẩn bị cho, Phong Nguyệt Thân Vương, truyền tin thạch, còn không có phát ra ngoài. Ngũ Nguyệt sát thần đều đuổi hơn 20 ngày, còn không thu lấy được, nàng đều nhanh đã đợi không kịp. Không nghĩ tới, lại tại thời khắc cuối cùng thành công. Chỉ cần khốn tiến trật tự chi đỉnh, đánh đều không cần đánh, rời về đến là được rồi. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, có thể chạy ra trật tự chi địa, ban cho ta trật tự chi đỉnh. Nàng khoan thai thưởng thức nguyệt thần trà, chờ đợi lấy ngũ nguyệt sát thần, nửa canh giờ. Thế mà, nửa canh giờ còn chưa tới đâu, sau lưng trong điện đường, thì truyền đến đổ vật phá nát thanh âm. Ba ba ba, liên tục 5 lần. Hy Hoàng sửng sốt một chút, nắm bắt chén trà ngón tay, cứng ngắc ở giữa không trung. Hoắc, nàng đứng dậy, đem chén trà vung trên mặt đất, cất bước lấp lóe thì xuất hiện về sau trong điện. Làm nàng nhìn thấy, năm cái đã trưng bày 200 năm mệnh linh thạch, vậy mà vỡ vụn một chỗ về sau, ánh mắt của nàng, lần thứ ba biến đến dữ tợn, táo bạo, phẫn uất, thậm chí là mất khống chế. Lại một lần, phá vỡ ta tự cho là đúng, cùng bày mưu tính kế phải không? Nàng cắn hàm răng, ánh mắt theo ôn nhu, thoải mái, chuyển hướng đẫm máu. Nữ nhân này, có thể theo nhu tình 10.000 loại, trong nháy mắt chuyển hóa làm âm lãnh độc xà. Không chỉ là điên cuồng, còn biến thái. Nàng đều không nghĩ ra. Trật tự chi đỉnh đều vây khốn hắn, đối bọn hắn 5 cái, cũng có sức mạnh tăng phúc, liền xem như mệnh luân thiên cao thủ, đều phải chết ở bên trong. Bọn họ 5 cái tối thiểu nhất, đều có thể bảo chứng bất tử. Cái này sao có thể? Đánh bại Liễu Thanh Hoan, cái này Lý Thiên Mệnh đều hao phí công phu rất lớn, hẳn là thực lực cực hạn, cái này 20 ngày đến, hắn đều đang chạy trối chết, thực lực như thế nào còn có tiến bộ. Hy Hoàng hít thở một hơi thật sâu. Nàng triệt để minh bạch. Chỉ có thể nói rõ, gia hỏa này trên thân, có vượt qua ta nhận biết phạm vi đồ vật. Không thể lại theo lẽ thường đến xem kỹ hắn. Nàng phẫn nộ lãnh huyết, nhưng cũng có thể bình tĩnh lại. Một mực thua, càng phải dừng tổn hại. Có một số việc, đã không phải là thiên phú, hai chữ, có thể hình dung. Có lẽ, đây cũng là loại này nghịch thiên khí vận người, quang dựa vào vận khí, liền có thể tiêu trừ rất nhiều kiếp nạn. Ta, cần phải đem tư thái, thả thấp hơn. Nàng vẫn không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể lại một lần nữa chạy thoát. Liên liên, Hy Hoàng hô một tiếng. Hy Hoàng cung bên trong, đế sư vừa vặn đi đến. Chuyện gì? Ngươi giúp ta tra một chút, cái kia gọi Viêm Hoàng hạt bụi thế giới, trong lịch sử, phải chăng nắm giữ trật tự chi đỉnh khả năng? Hy Hoàng nói. Ta chính là đến, nói cho ngươi chuyện này. Đế sư nói. Ý của ngươi là, Hy Hoàng hỏi. Ta vừa tra xét một chút 20 vạn năm trước tộc sử, trong đó ghi chép một đoạn, năm đó cái kia Viêm Hoàng đại lục, ra một cái có thể leo lên trật tự chi địa cường giả, thời đại kia, có một cái theo trật tự tinh không rơi xuống hành tinh chết. Rơi vào cái này hạt bụi thế giới phía trên, hành tinh chết bên trong quỷ thần tộc, lấy hạt bụi thế giới cộng sinh thú vi thực vật, nô dịch nhân tộc. Cái này gọi là hiên viên nhân tộc cường giả, vì thế đến nguyệt thần tộc cầu cứu, nhưng là chúng ta tổ tiên tựa hồ không có quản, cuối cùng hắn đi trật tự chi địa, cầu tới trật tự chi đỉnh, chúng ta tổ tiên cũng bị nghiêm lệnh giải quyết việc này, cuối cùng xuất động nhân mã, cùng hiên viên liên thủ, đem cái kia hành tinh chết quỷ thần tộc phong ấn. Đế sư nói, rất rõ ràng. Lý Thiên Mệnh có thể thắng, là bởi vì trên tay hắn, cũng có trật tự chi đỉnh chìa khóa. Việc này ta hơi có nghe nói, nhưng cũng không biết,
trật tự chi địa cho, hiên viên, trật tự chi đỉnh. Hy Hoàng cau mày nói. Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Kỳ thật rất bình thường, ta không có chủ động đi thăm dò, ta cũng không biết. Bởi vì đối với chúng ta Nguyệt thần tộc tới nói, việc này có chút khó có thể mở miệng, cho nên phần lớn tư liệu lịch sử, đều không muốn ghi chép. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngay từ đầu người khác xin giúp đỡ, chúng ta tổ tiên không có phản ứng, kết quả kinh động đến trật tự chi địa, đem chúng ta trọng phạt một trận, cái này không thế nào hào quang. Trên cơ bản, chỉ có phụ trách giám sát hạt bụi thế giới trật tự tiểu quan, bởi vì chức trách cần, mới có thể trải qua đến quãng lịch sử này. Đến mức Viêm Hoàng trật tự chi đỉnh, đó là trấn thủ quỷ thần tộc quan trọng, ai cũng không dám động. Tăng thêm 200.000 năm, lực lượng cơ hồ hao hết, 10 vạn năm trước khả năng còn có người nhớ thương, hiện ở đây, thì dần dần không ai cái được. Đế sư giải thích nói, Hy Hoàng trăm công nghìn việc, đầy trong đầu nghĩ đều là quay về trật tự chi địa. Liên quan tới hạt bụi thế giới sự tình, nàng cơ bản không quan tâm qua. Thì ra là thế, người muốn là sớm một chút nói, liền tốt. Hy Hoàng nói, thế nào? Bọn họ năm cái chết rồi, Lý Thiên Mệnh trong tay có trật tự chi thìa, hiện tại, trật tự chi đỉnh thuộc về hắn. Hy Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Thì chậm một bước, đế sư im lặng nói. Đúng, tiểu tử này vận khí, có chút khiến người ta há mồm trợn mắt. Hy Hoàng híp mắt nói. Nếu như loại này khí vận, thuộc về chính mình, đó mới gọi tốt sự tình. Việc này không có cách, ta nói thật, người khác không thích nghe, chúng ta Nguyệt thần tộc, quá thói quen tại so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa kiêu ngạo. Chúng ta trong mắt chỉ có mặt trời, đối hạt bụi thế giới, mỗi người, đều là lười nhác nhìn một chút. Dạng này kiêu ngạo, tại đụng tới Lý Thiên Mệnh loại nhân vật này thời điểm, xác thực dễ dàng bị hắn lợi dụng sơ hở. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch ở trong tối a. Đế sư nói. Cho nên ta lần này, dự định hoàn toàn thay đổi định vị, hạ thấp tư thái, đi đối mặt cái này, đối thủ. Hy Hoàng trầm giọng nói. Nói thế nào? Ta muốn thấu triệt hiểu rõ Viêm Hoàng, hiểu rõ cái kia một đoạn lịch sử, 100.000 cái thượng thần, chẳng những muốn bức bách Lý Thiên Mệnh đi vào khuôn khổ, càng phải để Viêm Hoàng đại lục lật cả đáy lên trời, đem hắn chỗ có át chủ bài đều cho lật ra đến. Ta cũng không tin, hắn còn có thể có cái thứ hai trật tự chi đỉnh. Chỉ có cái này một cái phương pháp, ngũ nguyệt sát thần dễ giết, 100.000 thượng thần, trải rộng cả một cái hạt bụi thế giới, khác khu khu một người, coi như so ngươi mạnh gấp trăm lần, hắn đều không cải biến được. Phương pháp kia tuy nhiên tàn nhẫn, mạo hiểm, nhưng đối phương cơ bản không có khả năng, có xoay người con đường. Đế sư chân thành nói, được rồi, vậy thì bắt đầu đi, lần tiếp theo hằng tinh nguyên bạo phát. Đã nhanh, khả năng thì hai ngày này. Một bước đúng chỗ, đem sự tình giải quyết. Trước phá bát kiếp, lại đem cái kia ẩn tàng xúc sinh, triệt để bắt tới. Hy Hoàng trên tay, nắm bắt một cái truyền tin thạch. Nàng đem cái này truyền tin thạch, văng ra ngoài. Phía trên chỉ viết 5 chữ. Hành động. Đến hung ác. Phong Nguyệt Thân Vương cầm tới cái này truyền tin thạch, là hắn biết, lần này gióng trống khua chiêng, tuyệt đối là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Hạt bụi thế giới, yếu ớt nhân mạng. Ha ha, lại nhiều, cũng không sánh bằng bọn họ Nguyệt thần tộc, quay về đỉnh phong trọng yếu. Ta muốn không, cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Đế sư hỏi. Không dùng được, bên kia sự tình rất đơn giản, dù sao nhiều người. Người vẫn là tại đám này ta đi, xúc sinh này xuất quỷ nhập thần, tinh thông ẩn nặc chi pháp, giết người vô hình, tối thiểu được người ta mỗi người trấn thủ nửa cái Nguyệt thần thiên thành. Thì chính ta, rất dễ dàng bên trong hắn dương đông kích tây kế sách. Nàng đã cùng Bồ Đề, đấu hơn 20 ngày. Nàng biết rõ người này đáng sợ. Phàm là nàng buông lỏng, Nguyệt thần thiên thành, lập tức liền sẽ xuất hiện số lớn thương vong. Bao nhiêu người tiến đến vây giết đều vô dụng. Một cái vô hình sát thủ, là Nguyệt thần thiên thành mỗi người ác mộng. Hy Hoàng gần nhất đã tại thân lực an bài, hộ tống Nguyệt thần hoàng tộc rời đi nơi này, tránh vào núi sâu đại hải. Bất quá, bởi vì nơi này có 1 triệu Nguyệt thần tộc, hộ tống trên đường, người càng nhiều liền sẽ lộn xộn, sẽ cho đối thủ tìm tới càng giết nhiều hơn người cơ hội. Cho nên, hiệu suất tạm thời không cao. Khả năng đến 1 tháng, mới có thể đem cái này thành trì, hoàn toàn trống rỗng. Mà lại đi ra mỗi người, nàng đều sẽ đích thân xem xét, cam đoan không cho sát thủ kiếm ra đi. Các loại tất cả mọi người ra ngoài, coi như hủy Nguyệt thần thiên thành. Cũng phải làm cho xúc sinh này, chém thành muôn mảnh. Trong đêm tối,
nữ nhân này, ánh mắt hung ác đến cực hạn. Nguyệt chi thần cảnh phía dưới, hạ tầng trong tinh không. Hy hoàng cần phải đoán được, trật tự chi đỉnh sẽ cho ta lấy đi. Nàng đoán chừng, lại được tức giận đến thổ huyết. Ngũ nguyệt sát thần cái chết, suy yếu nguyệt thần tộc lực lượng. Viêm hoàng đại lục, cùng nguyệt chi thần cảnh cùng thuộc nhân tộc, thậm chí thuộc về nguyệt chi thần cảnh che chở chi địa. Thế nhưng là, lấy cá tính của nàng, muốn để cho ta đi vào khuôn khổ, đoán chừng sẽ hạ ngoan thủ. Lý Thiên Mệnh chỉ hy vọng, không muốn vượt qua 1.000 người. Nếu không, nhiều như vậy thượng thần, thật muốn vô tình giết hại, cái kia viêm hoàng nhân tộc, thì không có chút nào hy vọng có thể nói. Bọn họ là vô tội. Lý Thiên Mệnh nhớ tới, rất nhiều người. Thân nhân của hắn, đồng bọn của hắn. Thần tông đệ tử, chín đại thần vực chúng sinh. Trộm thiên nhất tộc đã không có nhà, hiện tại viêm hoàng là hắn duy nhất nhà. Nguyệt tinh nguyên tuy đẹp, hắn đều là tha hương dị khách. Hắn đang đợi một đáp án. Cái kia chính là, vì đạt thành mục đích của nàng, Nguyệt thần tộc, đến cùng sẽ cỡ nào phát rồ. Nhớ tới lúc trước, Hiên Viên Đại Đế còn nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không nên đắc tội Nguyệt thần tộc. Có lẽ năm đó, tại quỷ thần giết hại đồng bào thời điểm, Hiên Viên Đại Đế đi Nguyệt chi thần cảnh xin giúp đỡ, chạm qua vô số lần vách tường. Cảm thụ của hắn, thì cùng hôm nay chính mình giống nhau đi. Vì thủ vệ nhân tộc, Lý Thiên Mệnh mượn đao giết người, mới làm cho Nguyệt thần tộc diệt quỷ thần cường giả. Vốn cho rằng đó là kết thúc, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày này, Nguyệt thần tộc nữ hoàng, vì bức bách hắn đi vào khuôn khổ, dự định phái ra đại quân, đi trấn áp nàng vốn hẳn nên, phải bảo vệ nhân tộc đồng bào. Lý Thiên Mệnh tâm, thời thời khắc khắc đều tại dày vò. Sốt cục, bọn hắn tới. Làm Lý Thiên Mệnh nhìn đến, nguyên một đám Nguyệt thần tộc đạp thiên chi cảnh, thoát ly Nguyệt chi thần cảnh dẫn lực, tập kết thành một phương đại quân, lít nha lít nhít, xuất hiện tại hắn trong tầm mắt thời điểm, hắn đối Nguyệt thần tộc sau cùng một tia, hy vọng xa vời, triệt để gãy mất. Một khắc này, ánh mắt của hắn, biến đến đỏ thẫm. 100.000, ha ha, 100.000. Thật là châm chọc. Lý Thiên Mệnh vốn cho là, trở lên thần mạnh, xuất động cái hơn 100 người, chỉ cần phân tán, đều có thể đạt tới bức bách hắn đi vào khuôn khổ hiệu quả. Kết quả, đối phương xuất ra 100.000 thượng thần. Đây là ý gì? Ý tứ chính là, ta căn bản không quản các ngươi, sẽ chết bao nhiêu người. Ta chỉ cần ngươi Lý Thiên Mệnh nghe lời, chạy trở về đến trước mắt ta tới. Nếu không, 1 triệu, 10 triệu, ức vạn người cái chết, đối nàng Hy Hoàng tới nói, nhìn không thấy, cũng là không có phát sinh. Thế mà, nhân mạng là con số sao? Lý Thiên Mệnh gặp qua vì cường thịnh tự tư chi đồ, thí dụ như Càn Đế. Hắn cùng Hy Hoàng thuộc về một cái đường đi. Kỳ thật lần thứ nhất gặp Hy Hoàng thời điểm, Lý Thiên Mệnh cảm giác, nàng so trong truyền thuyết ôn nhu. Chỉ là lần lượt va chạm, làm chính mình phản kháng nàng thời điểm, đem trong nội tâm nàng giữ tợn ma quỷ, hoàn toàn cho dẫn đi ra. 100.000. Cái này không chỉ là trấn nhiếp, vẫn là trả thù. Trả thù Lý Thiên Mệnh, phá nàng kết giới hạch. Vì những cái kia bị bồ đề giết chết Nguyệt thần tộc báo thù. Chỉ là, nàng đem cừu hận, tát tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Tát tại viêm hoàng nhân tộc trên thân. Uy phong, thật là uy phong. Hắn đã nói không ra lời. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Phong Nguyệt Thân Vương làm thống soái, mang theo 7 cái bát Nguyệt Thiên thành thành chủ, thống ngự 100.000 thượng thần, thanh thế to lớn. Người không biết, còn cho là bọn họ đây là đi, xuất trình còn lại Nguyệt Tinh Nguyên thế giới đây. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ đây là đi chấn áp một cái hạt bụi thế giới. Cái này 100.000 thượng thần, quả thật làm cho Lý Thiên Mệnh tâm, triệt để rét lạnh. Hắn phát hiện mình đều đánh giá thấp Hy Hoàng hung ác, càng đánh giá thấp hơn Nguyệt thần tộc, đối với hạt bụi thế giới miệt thị. Quỷ thần tộc nô dịch viêm hoàng nhân tộc. Nguyệt thần tộc không có làm như thế, thế nhưng là bọn họ thực chất bên trong, đều xem thường hạt bụi thế giới người. Thậm chí, bao quát Huy Dạ Thi ở bên trong, lần thứ nhất xuống tới, đều cho là bọn họ là ăn lông ở lỗ người nguyên thủy. Cùng vì nhân tộc, cảnh giới mạnh yếu có khác nhau, nhưng đều là nhân mạng. Nhân mạng có thể phân cao đê quý tiện, thế nhưng là, lại không thể đem nó, xem như cỏ rác. Lý Thiên Mệnh tôn trọng mỗi một cái còn sống linh hồn. Có thể rất rõ ràng, Nguyệt thần tộc cũng không cho là như vậy. Đây là mấy triệu năm, thực chất bên trong đồ vật. Đây là thị tộc tinh thần ý chí, ai cũng không cải biến được. Liền tựa như lúc này thời điểm, cái kia 100.000 thượng thần,
chuyện trò vui vẻ, không có chút cảm giác nào, bọn họ lần này, xuất chinh, có vấn đề gì. Mọi người đừng quá điên a, mỗi người giết hắn cái hơn mấy ngàn vạn là được rồi, đạt tới hiệu quả là được. Đúng đúng, để cái kia Lý Thiên Mệnh khóc ròng ròng, về đi tiếp thu trừng phạt là được rồi. Cái này tặc tử dám phá hư Nguyệt Thần Thiên Thành kết giới hạch, dẫn đến hiện tại tối thiểu có 6.000 Nguyệt Thần Hoàng tộc thương vong, quang giết cái này Lý Thiên Mệnh, cảm giác thù này không có báo đầy đủ a. Mỗi người đến 10.000, cái kia đều 1 tỷ, có thể. Tính toán có thể trấn an cái kia 6.000 vong linh. 1 tỷ người, con số này, vẫn là đáng sợ a. Đáng sợ cọng lông, tuyệt đối đừng cho con số hù sợ, cái này hạt bụi thế giới người, cảnh giới thấp, thì cùng con rán giống như, sinh dục năng lực tặc mạnh, một sống thì sống một tổ. Chúng ta thượng thần, mấy trăm người mới có thể có mấy cái con nối dõi, bọn họ 100 thọ nguyên, đều có thể cho ngươi sinh ra 10 cái tới. 1 tỷ người mặc dù nhiều, nhưng không đến 3 năm, những thứ này con rán, không đều toàn bộ cho sinh trở về rồi. Hiểu không, con rán, đó là giết không sạch sẽ. Nói cũng phải, mà lại, chúng ta Nguyệt Thần tộc loại này cao đẳng thị tộc đạo đức khái niệm, cũng không thích hợp tại con rán. Mọi người tuyệt đối không nên bị đạo đức bảng giá. Nghe nói phía dưới hoàn cảnh cũng không tệ lắm, giết hết con rán, hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể độ cái giả, hoàn mỹ. Đừng nói cho ta, các ngươi còn có người, muốn chơi chơi hạt bụi thế giới nữ nhân. Ha ha, phẩm vị thấp kém a các vị, không sợ tiểu đệ rắn a. Cuồn cuộn, khác làm người buồn nôn. Lý Thiên Mệnh nghe được những thứ này đối thoại. Ngươi khi bọn hắn là thượng thần, bọn họ coi ngươi là con rán. Cái này căn bản cũng không phải là Lý Thiên Mệnh cùng Hy Hoàng ở giữa mâu thuẫn. Mà chính là cao thấp hai cái thị tộc ở giữa, vĩnh viễn không cách nào san bằng ngạo mạn, xem thường cùng thành kiến. Theo Huy Dạ Thi, ăn lông ở lỗ, đến Hy Hoàng 100.000 thượng thần đại quân, đều đang nói rõ, đây hết thảy đều khác ở, bọn họ thực chất bên trong. Huy Dạ Thi cũng không có quá lớn ý đồ xấu, thế nhưng cũng nói. Nguyệt Thần tộc từ trên xuống dưới, theo 20 vạn năm trước đến bây giờ, đều là giống nhau sắc mặt. Bọn họ không cam lòng bình thường, muốn trở lại trật tự chi địa, bọn họ mơ tưởng xa vời, tự xưng là cao các loại chủng tộc. Bọn họ xem thường dưới chân hết thảy, bao quát Nguyệt Chi thần cảnh, không phải Nguyệt Thần tộc. Bọn họ đối trật tự chi địa cường giả khúm núm, bọn họ đối thống trị con dân, vênh mặt hất hàm sai khiến. Theo Huy Nguyệt giận đến Liễu Y Chiếu, theo Đế Sư đến Hy Hoàng. Còn có tự nguyện làm Nguyệt Thần tộc liếm chó, bản nguyên thú tộc đệ nhất nhân, Liễu Thanh Hoan. Chỉ có tại Bồ Đề, ẩn tàng vô hình, giết người không thấy máu thời điểm, bọn họ mới biết được, cái gì gọi là sợ hãi. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực, có một ngọn núi lửa lăn lộn. Coi như cái này 100.000 người, bọn họ tiếp nhận chính là Hy Hoàng mệnh lệnh, bọn họ không thể nào lựa chọn. Nhưng là, bọn họ bây giờ, không chính dương dương tự đắc, chuyện trò vui vẻ, cao hứng bừng bừng sao. Đợi đến đạt Viêm Hoàng Đại Lục, bọn họ sẽ thủ hạ lưu tình sao. Bọn họ trà đạp nhân mạng thời điểm, tuyệt đối không phải vô tội. Lý Thiên Mệnh không có làm cho đối phương phát hiện. Nhìn đến cái này 100.000 đại quân về sau, trong mắt của hắn tràn đầy tơ máu, xoay người rời đi. Hiện thực tàn khốc, đoạn tuyệt hắn tất cả hòa bình tưởng tượng. Đối phương đã tập kết, lập tức liền sẽ tiến quân Viêm Hoàng. Từ đầu tới đuôi, quỷ thần tộc còn không sao cả động đến hắn, Nguyệt Thần tộc lại từng bước một, đem hắn bước vào thâm uyên. Lý Thiên Mệnh thật lâu không có trở về. Hắn hiện tại chỉ muốn lấy tốc độ nhanh hơn, rơi xuống Viêm Hoàng Đại Lục, cho dù là chuẩn bị cuối cùng, vậy cũng nhất định phải làm. Miêu miêu đi đường, để hắn như sao băng một dạng hạ xuống. Cái tốc độ này, khẳng định so 100.000 đại quân tiến lên, phải nhanh hơn rất nhiều. Tại tầm mắt của hắn bên trong, thiên nhất giới diện phía trên, cái kia thuộc về hắn nhà, không ngừng phóng đại. Viêm Hoàng, đến. Nơi này gió. Mây, biển, chỗ, không có Nguyệt Chi thần cảnh mộng ảo như vậy. Có thể đây là sinh dưỡng hơn 20 năm địa phương, nó lại mộc mạc, đều là trên người mình, vĩnh hằng lạc ấn. Hắn rơi xuống Thái Cực Phong Hồ. Ngọn núi bên trên, một cái lam váy thiếu nữ đứng trong gió, một mực nhìn chăm chú trên không, chờ đợi lấy hắn trở về. Nàng là Khương Phi Linh. Thập phương đạo quốc hết thảy, đều từ nàng xử lý. Chỉ tiếc, người nào cũng đỡ không nổi. Phong Nguyệt Thân Vương phái ra trên 10.000 người đi vào nghe ngóng. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh nàng. Cuồng phong gào thét,
mái tóc dài của nàng bay đến trước mắt. Trong đôi mắt, huỳnh quang chớp động. Đại nạn trước đó, nhi nữ tình trường cũng không chỗ sắp đặt. Khương Phi Linh thấy hắn về sau, gặp hắn còn bình an, tâm lý liền thở phào nhẹ nhõm. Có bao nhiêu người, nàng liền vội hỏi. Nàng cũng biết, bao nhiêu người, là có thể chống cự quan trọng. 100.000. Lý Thiên Mệnh cổ họng nhấp nhô, nói ra cái này hai chữ. 100.000, 100.000, quá độc ác. Khương Phi Linh lắc đầu cười khổ, trong đôi mắt, lấp lóe một tia lãnh quang. Nàng lặng lẽ nắm chặt song quyền, lực lượng của thân thể, theo giới tử rung động, cùng một chỗ chấn động. Là đủ hung ác, Lý Thiên Mệnh nói. Có giải quyết chi pháp A, Khương Phi Linh mờ mịt nói. Có, ta đi mất mạng là được, nàng muốn là chính là cái này, ta sợ chính là, ta đi tự thú, nàng người còn ở nơi này đại khai sát giới. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là rất có thể, phát sinh sự tình. Dù sao, đến đều tới, không giết nhiều mấy cái, phát tiết một chút nguyệt thần hoàng tộc bị giết phẫn nộ A. Trước đừng đi. Khương Phi Linh lôi kéo tay của hắn, vô cùng dùng lực nắm chặt. Theo tư nhân tình cảm xuất phát, nàng 10.000 cái không nguyện ý, để Lý Thiên Mệnh trở lại Hy Hoàng ma chảo bên trong. Vậy liền thật, hoàn toàn không có hy vọng. Tối thiểu phải đấu một trận, không đánh làm sao biết lại không được đâu. Ta còn không có không chiến thì nhận thua qua, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh phản tay nắm chặt nàng tinh tế tay cầm, giữ tại lòng bàn tay. Thật xin lỗi, ca ca. Nàng ánh mắt mờ mịt, khóe mắt phía trên. Giọt nước mắt trong suốt sáng long lanh. Tại sao như vậy nói sao? Lý Thiên Mệnh đau lòng đem nàng ôm vào trong lòng. Ta không thể ngăn cản bọn họ, trong khoảng thời gian này giống như làm rất nhiều, một mực tại kiên trì, thế nhưng là giống như, cái gì đều không có thể thay đổi biến. Nàng có chút thống khổ nói. Phải có dễ dàng như vậy, ta liền sẽ không nhức đầu. Không trách ngươi, ta ngoại trừ rất đấu, ta cũng không giải quyết được. Lý Thiên Mệnh nắm nàng một đôi cánh tay, trịnh trọng nói. Hắn chợt phát hiện, Khương Phi Linh giống như có chút khác biệt. Không nói ra nơi nào có biến hóa, nhưng chính là giống như, nhiều một chút, nội dung. Có phải hay không cảm thấy, ta thay đổi? Nàng hỏi. Thay đổi về sau, ngươi còn nhớ ta không? Nàng khẩn trương hỏi. Làm sao có thể không biết, ngươi hóa thành cho, ta đều biết ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ta liền sợ, sợ ta cũng không tiếp tục lúc trước dáng vẻ, sợ ngươi quên ta. Khương Phi Linh lau một chút khóe mắt nước mắt, nín khóc mỉm cười, nói, may mắn ca ca trí nhớ tốt, ta không sợ. Nói mò gì đâu, ngươi, Lý Thiên Mệnh chừng nàng liếc một chút, sau đó hỏi, hiện tại chúng ta bên này, mọi người biết, sắp phát sinh cái gì không? Đều biết, ta lan rộng ra ngoài, bởi vì Nguyệt Thần tộc Thượng Thần sẽ buông xuống, ta cũng cảm thấy. Tất cả mọi người hẳn phải biết chân tướng, hiện ở Thiên Mệnh Hoàng triều chúng sinh, đều biết quỷ thần cường giả cái chết, không phải Nguyệt thần tộc ban ơn, mà chính là ngươi trợ giúp. Bây giờ Nguyệt chi thần cảnh nữ hoàng, muốn mưu hại ngươi mệnh, phái ra thượng thần đại quân đến bức bách ngươi, mọi người đồng dạng biết. Mỗi người, đều cần phải có hiểu rõ tình hình quyền. Lý Thiên Mệnh không muốn để cho mọi người mơ mơ màng màng. Thị phi công tội, mọi người tự nhiên sẽ có phán đoán. Ca ca. Bọn họ sẽ không trách ngươi, bởi vì mọi người đều biết, không có ngươi, Viêm Hoàng nhân tộc hoặc có lẽ bây giờ, đã bị quỷ thần chiếm đoạt. Khương Phi Linh nói, nếu như không có Lý Thiên Mệnh, quỷ thần cuối cùng sẽ ra ngoài, cho dù có người thông báo Nguyệt thần tộc, tỉ như Liễu Y Chiếu bọn người, vẫn không sẽ quản Viêm Hoàng sự tình. Bởi vì Huy Nguyệt giận bức bách, phản sát lại giá họa quỷ thần sự tình, đã kinh thiên hạ đều biết. Đã từng không có thể để người ta biết bí mật. Tại hiện tại cùng Nguyệt thần tộc vạch mặt tình huống dưới, đến khiến mọi người biết. Dạng này mọi người mới biết được, vì để cho mọi người sinh tồn được, Lý Thiên Mệnh đến cùng làm qua cái gì. Ta nghe người phân phó, đã lại để cho bách tính, tận khả năng rút khỏi thành trì, trốn vào sơn giã. Khương Phi Linh nói, đoạn thời gian này, Viêm Hoàng nhân tộc, nhiều tai nạn. Đầu tiên chín đại thần vực chiến tranh, rất nhiều thần thành bách tính, tránh tiến núi rừng lánh nạn. Sau đó quỷ thần hàng lâm, bọn họ lại không thể không trở lại thần thành, bởi vì sơn giã bên trong có rất nhiều quỷ thần. Hiện tại quỷ thần bị phong tại Trầm Uyên chiến trường, Nguyệt thần tộc thượng thần lại giết tới đây, lại được tránh tiến núi rừng, mà lại lần này càng triệt để hơn. Tại sao muốn tránh? Đương nhiên là bởi vì yếu. Nhỏ yếu cũng là nguyên tội.
vì cầu sinh tồn, không thể không đào vong, mặc cho người định đoạt. Thế nhưng là, bọn họ có biện pháp không? Cũng không có. Không có người, có thể quyết định chính mình sinh ở nơi nào, có cái gì thiên phú. Nhưng là, không có vũ trụ nguyên lực, không có tiền bối truyền thừa, thì thật đáng đời, không có chỗ ở cố định, chật vật chạy trốn a. Hiện ở thiên mệnh hoàng triều kết cấu, đầy đủ ổn định. Thiên viên đạo, Lý Thải vì bọn họ, đều tại tận tâm tận lực, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, chấp hành mệnh lệnh như vậy. Loại phương pháp này, chỉ có thể để thượng thần nhóm, giết tốn sức một số, lại không thể ngăn cản bọn họ giết người. Vấn đề thời gian thôi. Ca ca, ta gần nhất trở nên mạnh hơn một chút, Tiêu Tiêu cũng vì có thể giúp đỡ bận bịu, bắt đầu nuốt ăn nguyệt thần tộc 100.000 trời hồn tu luyện, nàng có này thiên phú, tiến bộ rất lớn. Có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Khương Phi Linh nói, tốt, bất quá, một hồi chính ta trước lộ diện. Ngươi cùng Tiêu Tiêu, còn muốn giúp ta vững chắc hậu phương lớn. Lý Thiên Mệnh đến đón lấy gặp Lâm Tiêu Tiêu, Thiên Viên Đạo, Lý Thải Vi bọn người. Hắn đem Ngũ Nguyệt Sát Thần, Xích Tinh Thiên Huyền Cung Tiễn, cùng Hắc Diệu Quán Hồn Thương, cho Lâm Tiêu Tiêu, đây đều là tam giai trật tự thần binh. Lâm Tiêu Tiêu nuốt ăn 100.000 Nguyệt Thần Tộc Thiên Hồn, loại này thái cổ tà ma chủng tộc thiên phú. So Lý Thiên Mệnh thiên hồn thái nhất còn biến thái. Lý Thiên Mệnh tối thiểu còn muốn chính mình cảm ngộ, nàng thì cùng ăn tươi nuốt sống giống như, trực tiếp hướng xuống nuốt. Tuy nhiên bàn về sức chiến đấu, không có cách nào cùng Lý Thiên Mệnh so sánh, nhưng là cảnh giới của nàng trưởng thành tuyệt đối rất nhanh. Trước mắt nàng thần ý, đã đến, lục hợp thiên, trình độ, so Lý Thiên Mệnh còn cao nhất trọng. Bất quá, nàng khuyết thiếu nguyệt tinh nguyên lực lượng, tạm thời chỉ có, nhị cực thiên, chiến đấu lực. Lâm Tiêu Tiêu về sau, khẳng định cũng là quái vật, nhưng là hiện tại 100.000 thượng thần trước mặt, nàng có thể phát huy tác dụng không lớn, chỉ có thể hết sức. Quay lại có cơ hội, để ngươi ăn càng nhiều ngày hơn hồn. Lý Thiên Mệnh nói, có thể ăn sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi, trăm vạn năm bất tử thiên hồn, cái kia tản, trở về thiên địa. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ thiên hồn bản chất, tự nhiên không lại xoắn suýt cái vấn đề này. Chỉ có mệnh hồn, mới là người căn bản. Thiên hồn địa hồn, tương đương với thiên địa, xứng đôi cho chúng sinh hồn, bản nguyên đều là thiên địa. Các ngươi thử một chút cái này. Lý Thiên Mệnh theo thiên long giới bên trong, lấy ra hai cái lớn chừng ngón cái đan hoàn. Cái kia đan hoàn vừa xuất hiện, thì có nồng đậm mùi thơm phóng xuất ra, mặt ngoài phía trên còn có trật tự thần văn, như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Cấp 2 trật tự thần đan, tên là Tinh Nguyên Đan. Là lấy thảo mộc thần linh, hạo nguyệt thần quả, cùng nguyên tố thần tai, nguyệt phách linh nguyên, phụ trợ lấy đoán tạo kết giới, nung khô luyện chế mà thành, trong đó bộ có hạo nguyệt thần quả dược lực, cũng có nguyên tố thần tai trật tự thần văn, nguyệt phách, lực lượng, tháng này phách linh nguyên là nguyệt tinh nguyên biến chủng, phóng xuất ra, tương đương với nguyệt tinh nguyên lực lượng, có thể bổ sung tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh đã học qua rất nhiều trật tự thần binh cùng trật tự thần đan nội dung. Bất quá. Nàng cũng là lần đầu tiên, nhìn đến cái này thần kỳ, trật tự thần đan. Nó từ thảo mộc thần linh mà đến, nhưng lại có siêu việt thảo mộc thần linh dược lực. Nghe nói tại trật tự chi địa phía trên, trật tự thần đan đều có thể làm tiền tệ hiệu quả, mua sắm hết thảy. Cái này hai cái, tinh nguyên đan, đương nhiên là theo ngũ nguyệt sát thần tu di giới chỉ bên trong lấy ra. Hết thảy có 8 cái, còn lại 6 cái, Lý Thiên Mệnh muốn lưu cho mình. Thời điểm then chốt. Muốn là không đến được nguyệt chi thần cảnh, không có nguyệt tinh nguyên lực lượng bổ sung, loại này trật tự thần đan, là tương đương có tác dụng. Tối thiểu so trước kia kiếp văn linh túy, hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, không thế nào nói nhảm, nhận lấy cái này, tinh nguyên đan, bắt đầu hấp thu, luyện hóa, bổ sung tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh đánh giá một chút, làm tốt những thứ này an bài tốt, đối phương cần phải đến. Hắn độc thân, xông lên tinh không. Ngẩng đầu, gạt mây gặp sương mù, liền có thể nhìn đến, 100.000 nguyệt thần tộc thượng thần, trùng trùng điệp điệp mà đến, đã xuất hiện tại Viêm Hoàng Đại Lục trên không. Bọn họ 100.000 người, tạm thời tập hợp một chỗ, trong lúc nhất thời, nguyên một đám tế gia thức thần. Mấy trăm ngàn cao đạt vài trăm mét thức thần, xuất hiện tại Viêm Hoàng Đại trên đất liền hư không. Loại này hình ảnh, đối với người bình thường tới nói, cũng là chúng thần hàng lâm. Trong lúc nhất thời, Viêm Hoàng Đại Lục. Lâm vào ngốc trệ, tĩnh mịch bên trong. Tại cái này áp lực kinh khủng dưới, cái kia mấy trăm ngàn thức thần,
chỉ cần có miệng, vậy mà bắt đầu cùng kêu lên nói chuyện. Thanh âm của bọn hắn, hội tụ cùng một chỗ, bao phủ sơn hà, chấn động toàn bộ hạt bụi thế giới. Bọn họ cùng kêu lên quát nói. Viêm hoàng đại lục chúng sinh nghe lệnh. Các ngươi nhân hoàng lý thiên mệnh, tại chúng thần thế giới, nguyệt chi thần cảnh, phạm phải sai lầm lớn, bị liệt là nhất cấp trọng phạm, hiện đào vong bên ngoài. Người này cả gan làm loạn, làm sằng làm bậy, chỗ phạm tội ác, tội lỗi chồng chất. Hắn đã phá hủy nguyệt chi thần cảnh trật tự, gây ra họa lớn ngập trời, còn dám nhởn như ngoài vòng pháp luật. Cho nên, chúng ta thượng thần nữ hoàng có lệnh. Như lý thiên mệnh chế xuất hiện tự thú, liền điều động chúng ta 100.000 thượng thần, hủy diệt viêm hoàng, vì đó chuộc tội. Nguyệt thần tộc thượng thần nhóm, đối viêm hoàng nhân tộc nói những lời này, có làm được cái gì? Rất đơn giản, bọn họ muốn cho chúng sinh, oán hận lý thiên mệnh. Đem hết thảy chịu tội, đều dội đến trên người hắn. Dạng này, lý thiên mệnh liền sẽ chúng bạn xa lánh, tiếp nhận thống khổ càng lớn. Hy hoàng làm nguyệt chi thần cảnh nữ hoàng, nàng rất rõ ràng, nếu là bị dân chúng oán hận, chăn mền dân ruồng bỏ, cái kia là bực nào tra tấn. Đây là đủ để phá vỡ bất kỳ một cái nào đế hoàng chí mạng phương pháp. Bọn họ đồ sát, lại muốn để dân chúng, quái lý thiên mệnh, đắc tội bọn họ nguyệt thần tộc, mới trêu ra đại họa như thế. Nhưng trên thực tế, làm vốn nên che chở hạt bụi thế giới nhân tộc nguyệt thần tộc, hy hoàng vì mình phá kiếp, lấy chúng sinh sinh tử đến uy hiếp, vốn là một loại nghiêm trọng mất quy cách lại thất trách hành động. Đồ diệt viêm hoàng, vì đó chuộc tội. Thật là lớn thần uy. Viêm hoàng đại lục ở bên trên, có vô số người nghe được cái kia trên trời cao, mấy trăm ngàn hơn trăm mét cao thức thần rộng rãi thanh âm. May mắn, bọn họ biết rõ nói ra chân tướng, sẽ không bị mơ mơ màng màng. Lý thiên mệnh vì viêm hoàng đại lục làm qua cái gì, trong lòng mỗi người, đều rất rõ ràng. Tất cả mọi người không ngu ngốc, không đến mức bị mê hoặc. Cái này đến từ trên mặt trăng nguyệt thần tộc, là cái gì tính tình, phần lớn người tâm lý đều hiểu. Đây chính là, cái gọi là thượng thần. Đối phó chúng ta nhân hoàng không được, thì tới lấy chúng ta sinh tử làm uy hiếp, thủ đoạn quá bị ổi. Ta nghe nói, bọn họ là chúng ta thế giới như thế này trật tự người quản lý. Bất quá là một cái khác quỷ thần nhất tộc thôi. Trước kia chưa từng lộ mặt qua, gần nhất ngược lại là nguyên một đám xuất hiện, chẳng những không có cho chúng ta giải quyết quỷ thần phiền phức, còn tới giết hại viêm hoàng. Đồ diệt viêm hoàng, vì đó chuộc tội. Câu nói này, không thể nói rằng nguyệt thần tộc, đến cỡ nào oán hận lý thiên mệnh. Chỉ có thể nói rõ, bọn họ là đem khối đại lục này phía trên nhân mạng, nhìn đến có bao nhiêu đê tiện. Phàm là có chút lương tâm, thì sẽ không như thế làm. Không nghĩ tới, trên mặt trăng, lại có như thế một đám chúng thần. Ai? Mặc kệ tâm lý làm sao phẫn uất, sự thật lại không cách nào cải biến. Trốn đi đi. Tản, tất cả giải tán, giấu đến núi sâu rừng hoang. Quỷ thần còn tại Trầm Uyên chiến trường, nguyệt thần tộc lại tới, chúng ta viêm hoàng, khi nào mới có thể nhìn thấy mặt trời? Thái cực phong hồ, thiên mệnh hoàng cung, kiếm hồn đế sơn các loại này địa phương, còn có hoàng triều hơn ngàn tòa thần thành. Vô số thành trấn, đến hôm nay đến, cơ hồ đã trống rỗng. Như là thái cổ hiên viên thị, còn có nguyên lai thần tông các đệ tử, tất cả giải tán ra ngoài, mỗi người đều ly biệt quê hương, đơn độc hành tẩu. Chúng thần hàng lâm, không có ai biết, bọn họ cái gì thời điểm, mới có thể trở về nhà. Hiên viên đạo, Lý Thải Vi, Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương, còn có Khương Thanh Loan, hiên viên Mộc Tuyết chờ một chút người, còn có trước kia chín đại thần vực tất cả sinh tử kiếp cảnh cường giả. Toàn bộ đều ẩn giấu đi. Cho dù là tầng 12 sinh tử kiếp, tại đạp thiên chi cảnh trước mặt, vẫn không có cái gì sức chống cự, cho nên ai sống ai chết, toàn dựa vào vận khí định đoạt. Có thể nói, hy hoàng một chiêu này, đã để lý thiên mệnh, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Cái kia mấy trăm ngàn thức thần sau khi nói xong, phong nguyệt thân vương đi đầu, lên tiếng lần nữa. Lý thiên mệnh, chúng ta biết được ngươi ở phụ cận đây, cho ngươi 30 hơi thở thời gian. Xuất hiện tại chúng ta trước mặt, nếu không, đừng trách ta nguyệt thần tộc vô tình. Đây là tối hậu thư. 30 hơi thở thời gian, chớp mắt đã đến. Viêm hoàng nhân tộc vận mệnh, thì trong khoảng thời gian này công bố. 100.000 thượng thần, uy phong lẫm liệt, ở trên cao nhìn xuống hạt bụi thế giới, khắp khuôn mặt là lạnh lùng ý cười. Cái này toàn bộ thế giới, đều tại run lẩy bẩy. Các huynh đệ, người nói cái kia lý thiên mệnh. Có dám hay không đi ra? Ta đoán hắn cô dám,
ha ha. Tốt nhất đừng đi ra, núp trong bóng tối, xem cho rõ, đắc tội chúng ta Nguyệt thần tộc, sẽ bỏ ra cái giá gì. Chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công, đúng hay không? Tại cái này 30 hơi thở thời gian, Lý Thiên Mệnh làm một chuyện cuối cùng. Cái kia chính là, hắn đi tới Thiên Nguyên đỉnh bên cạnh. Cái này chiếc đỉnh lớn màu đen, đứng lặng tại Thiên Nguyên Thần Sơn phía trên, nguy nga cao ngất. Thiên Nguyên Thần Sơn là thần tông đệ tử chỗ tu luyện, lúc này chỉ một người ảnh đều không có. Ngay cả Thiên Nguyên đỉnh, đều lộ ra cô độc. Hắn so sánh một chút, Thiên Nguyên đỉnh xác thực cũng là một tòa trật tự chi đỉnh. Bất quá, 200.000 năm phong ấn, tiêu hao trong đó bộ 4/5 trở lên lực lượng. Lại đem hắn vận dụng lời nói, tăng phúc hiệu quả kém xa, Lý Thiên Mệnh trong tay trật tự chi đỉnh. Nói cách khác, Thiên Nguyên đỉnh, không còn tác dụng gì nữa. Có lẽ, đây cũng là nó còn có thể tồn tại ở nơi này lý do. Nhưng kỳ thật, trật tự chi đỉnh đối Lý Thiên Mệnh chiến đấu tăng phúc, đã đầy đủ lớn. Trật tự chi đỉnh cùng Đông Hoàng kiếm khác biệt, Đông Hoàng vòng xoáy còn có không có tận cùng lực lượng, mà trật tự chi đỉnh đã mở ra đến cực hạn. Lực lượng của nó là định lượng. Cho nên, các loại Lý Thiên Mệnh lại đột phá mấy tầng, trật tự chi đỉnh tác dụng liền không lớn. Có thể chí ít, hiện trong khoảng thời gian này, sự xuất hiện của nó, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, quả thực cũng là đưa than khi có tuyết. 30 hơi thở, rất nhanh liền đến. Viêm Hoàng đại lục ở bên trên, ức ức vạn thương sinh, trốn ở sơn lâm hoang dã dòng sông bên trong, cơ hồ ngạt thở lấy, ngóng nhìn cái kia trên trời cao, lít nha lít nhít chúng thần. Bọn họ nhìn đến chính là thức thần. Thời gian vừa đến, Phong Nguyệt Thân Vương thì giơ tay lên. Viêm Hoàng thương sinh nhóm, rất không may, các ngươi nhân hoàng, chạy án, từ bỏ bọn họ. Hắn hoàn toàn không để ý, sinh tử của các ngươi. Đã như vậy, ta liền đại biểu Nguyệt thần tộc, thẩm phán các ngươi hèn mọn tiện mệnh. Các ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, càng phải vạn cổ lưu truyền, hôm nay dẫn đến các ngươi mất mạng, không phải chúng thần, mà chính là gặp rắc rối Lý Thiên Mệnh. 100.000 thượng thần, ánh mắt nóng rực, đã ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Các loại Phong Nguyệt Thân Vương tay cầm rơi xuống, bọn họ liền sẽ tách ra, đại khai sát giới. Dạng này như là chuông lớn giống như thanh âm, cho Viêm Hoàng nhân tộc, mang đến đau thương tuyệt vọng. Dãy núi vạn khe ở giữa, nguyên một đám người, sắc mặt tái nhợt. Giấu lại sâu, có thể trốn được thần A. Ngay tại cái này tĩnh mịch thời khắc. Mây đen lăn lộn bên trong, một cái nhỏ bé bóng người, theo Thiên Nguyên Thần Sơn xông lên mây xanh. Hắn như là tinh thần một dạng lập lòe, ngăn tại cái kia 100.000 thượng thần trước đó. So sánh cái này mấy trăm ngàn thức thần, hắn xác thực rất nhỏ bé. Thế nhưng là, mọi người đều biết, những cái kia thượng thần đình chỉ tiến công, nhất định là bởi vì hắn xuất hiện. Bọn hắn người hoàng, hắn vẫn là như trước kia. Tối thiểu nhất, tại cần hắn chống đỡ lúc thức dậy, hắn không có lùi bước. Hắn xuất hiện, một tòa trên tuyết sơn. Mười mấy cái thần tông đệ tử, trốn ở chỗ này. Nói chuyện, chính là Kiếm Tuyết Nghi. Bên người nàng những cái kia, đều là nguyên lai Kiếm Vương Minh đệ tử. Bọn họ tâm tình kích động, quét qua mù mịt. Ta liền nói, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta mặc kệ. Kiếm Tuyết Nghi nói. Hiện tại, nàng là Lý Thiên Mệnh tiểu mê tỷ. Vừa rồi rất nhiều người, tâm lý đều rất bi quan. Bây giờ mới thở dài một hơi, dường như tìm được người đáng tin cậy. Thế nhưng là, một mình hắn, như thế nào đối phó 100.000 thượng thần đâu? Hắn sẽ bị bắt về cái kia Nguyệt Chi thần cảnh đi thôi. Chỉ cần xuất hiện, cái kia chính là khẳng định. Chúng ta sẽ không có chuyện gì, hy vọng hắn có thể sống sót. Nơi này, chỉ là Viêm Hoàng đại lục ức ức vạn xó xỉnh bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Sau khi biết chân tướng, như bọn họ một dạng, lo lắng lấy Lý Thiên Mệnh vận mệnh người, trải rộng toàn bộ hạt bụi thế giới. Theo trời mệnh hoàng hướng sáng tạo một ngày kia trở đi. Rất nhiều nhân tâm, thì cùng Lý Thiên Mệnh ký kết ở cùng nhau. Trên trời cao, Lý Thiên Mệnh hiện thân tại 100.000 thượng thần trước mặt. Những người kia xem xét là hắn, ánh mắt đều đã phun lửa. Lý Thiên Mệnh tóc dài, tại trong mây mù múa. Hắn sắc mặt trầm tĩnh, ngay trước thiên địa vạn dân trước mặt, lấy trung khí 10 phần thanh âm, lớn tiếng nói. Ta ai làm nấy chịu. Ta sẽ tùy các ngươi về Nguyệt Chi thần cảnh, cũng mời các vị, làm tốt các ngươi, hạt bụi thế giới thủ hộ giả, thân phận, không muốn cầm nhân mạng nói đùa. 100.000 người vừa chia tay,
căn bản giết không hết. Dù là có mấy trăm cái Lý Thiên Mệnh, đều ngăn không được bọn họ. Cho nên, cái này nhất định là một trận, nhất định phải trước nhận thua chiến tranh. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh rất muốn biết một việc. Nếu như mình bắt đầu thì đầu hàng, cái này 100.000 Nguyệt Thần tộc, thật sẽ quay đầu rời đi, không động vào Viêm Hoàng Đại Lục, mảy may a. Đáp án, lập tức công bố. Nhìn đến hắn xuất hiện về sau, Phong Nguyệt Thân Vương trực tiếp cười. Hắn nhéo nhéo rìa mép, mỉm cười nói. Ngươi có thể đến đây nhận tội, nói rõ ngươi còn có chút lương tâm, không tệ. Không cho phép ngươi phản kháng, ta lập tức mang ngươi, đi Nguyệt Chi Thần Cảnh nhận tội. Tới đi, Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Phong Nguyệt Thân Vương theo tu di giới chỉ bên trong, xuất ra một đầu tam giai trật tự thần binh. Đó là một đầu lôi hỏa đan sen xiềng xích, kiên cường hung mãnh, mỗi một vòng đều có gai nhọn. Hắn đem xiềng xích này, vùng ra Lý Thiên Mệnh trên thân, giống như, Nguyệt Hồn Huyết Long, vây khốn Khương Phi Linh một dạng, đem Lý Thiên Mệnh trói chặt. Từ đầu tới đuôi, trói lại tốt mấy trọng. Cái kia gai nhọn toàn bộ đâm vào huyết nhục bên trong, trên mặt của hắn, đều bị đâm ra nguyên một đám lỗ máu. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lại không nhăn một lần mi đầu. Đi! Hắn thúc thủ chịu trói, đối với cái này 100.000 tràn đầy chiêu tức biểu lộ thượng thần, nói ra một chữ này. Đi gặp Hy Hoàng, hắn còn có Thái Nhất Tháp, còn có thể lượn vòng một chút. Bất kể nói thế nào, làm nhân hoàng, hắn cũng không thể để những người này, phía dưới đi giết chóc. Chỉ là Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn còn đánh giá thấp, Nguyệt Thần tộc tại đối mặt cái này hạt bụi thế giới thời điểm, thực chất bên trong kiêu ngạo mà lạnh lùng. Phong Nguyệt Thân Vương trói chặt Lý Thiên Mệnh về sau, hắn lý nên xoay người rời đi, lập tức đem Lý Thiên Mệnh mang về cho Hy Hoàng. Nhưng là, hắn cùng cái này 100.000 thượng thần, lại lưu lại tại nguyên chỗ, cười lạnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đi a, Lý Thiên Mệnh nói. Gấp cái gì, còn không có chuộc tội đâu. Phong Nguyệt Thân Vương âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao chuộc tội? Ta Nguyệt Thần Hoàng tộc, chết hơn 6.000 người, đều phải tính toán tại ngươi Lý Thiên Mệnh trên đầu. Qua ngươi mạng của mình, không trả nổi nhiều như vậy nợ, ta mang theo 100.000 người xuống tới, cứ như vậy hai tay trống trơn trở về, ta làm sao hướng những cái kia chết đi đồng bào bàn giao? Ta làm sao hướng ta phụ mẫu, ta vợ chồng con cái bàn giao? Phong Nguyệt Thân Vương lên tiếng hung ác cười. Lý Thiên Mệnh, người có thể tại cái này lên làm nhân hoàng, cũng coi như một nhân vật, người làm sao lại như thế ngây thơ đâu? Muốn là người thúc thủ chịu trói, liền có thể lắng lại hết thảy. Ta mang 100.000 người phía dưới tới làm cái gì? Trấn nhiếp ngươi, cần dùng đến nhiều người như vậy sao? Nghe đã hiểu ra chưa? 6.000 Nguyệt Thần Hoàng tộc cái chết, cũng nên có người chuộc tội, quang mệnh của ngươi chưa đủ. Xem ở ngươi tự thú phân thượng, chúng ta Nguyệt Thần tộc lòng dạ từ bi, mở ra một con đường, mỗi người chỉ giết 1.000 người thì được. Lòng dạ từ bi, chỉ giết ngươi 100 triệu người.